Hello chị Minh nha. Chào. Hello chị Ngân Thị Xuân Vân. Chào hết mấy chị. Trời ơi, nay hàng đẹp lắm nè mấy chị ơi. Hello chị Phương Nguyễn. À, lâu lắm mới thấy chị Phương Nguyễn nè. Chào hết mấy chị ạ. À. Trưa nay nhiều hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Nào còn mới giờ, tại vì mấy chị thấy không, thường em like cho mấy chị tầm 1 giờ mà nay tới 2 giờ mới like cho mấy chị là hàng nó mới về luôn. Mới xuống luôn á. Đợi hàng mới rồi em lên hàng cho mấy chị. Hello chào chị Vi Đỗ. Chào chị Kim Hoàng nha, chào hết mấy chị. Chào hết mấy chị ạ. À. Chào chị Thủy. Hello chị Thủy. Chúc mua đây, cái thật chị Thủy xíu chúc mua cái lan này đi. Không mua là tiếc rắn chịu luôn á. Hàng này hàng độc có 102 cho mấy chị đó. Chung muốn độc quyền cái giống này luôn cho mấy chị luôn rồi. Cây này sắp hoa hết rồi mấy chị ơi. Mà phải nói là đúng đẹp. Rồi son vậy đủ rồi chị Nghi Long ơi. So đậm thôi chút đậm lè đậm đét. Chào chị Nhâm Phải Thận ạ. Chào hết mấy chị. Thôi chút đậm lè đậm đét. Chị nhìn vô cái mỏ em không chứ không nhìn vô cái lan. Hello chào chị Thư Phùng ạ. Chào hết tất cả mấy chị. À, hello chào chị Anh Thư. Chào chị Thanh Nguyễn. À tới chứ nay lên hàng mới đẹp lắm cho mấy chị luôn, mới về. Cảm ơn chị Hiền Trần Thị Thu. Thôi, hello chị An Nhiên. Chào chị. Nhận hàng rồi đẹp hả? Cảm ơn chị Hoàng Nguyễn. Trời ơi. Cảm ơn mấy chị. À nói chứ nay là lên hàng độc cho mấy chị đó. Bữa giờ mới về lại cái năm cái trái quốc dân với lại thêm một cái dòng mới cho mấy chị. Và có chậu lớn á chị Bích ơi. Có chậu lớn nữa. Mà để em lên trước cho cái dòng mới này cho mấy chị là cái thằng thông chơi gôn 3 líp. Ba cánh tím, ba cánh xanh. Cái giống này nó hot, hiện tại hot nhất trên thị trường chị. Chung là thằng ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ qua đi thì tới thằng thông chơi con ba líp rồi đó, nó giữ ngôi mấy chị ơi, cũng nó xoắn ngôi rồi. Chờ hết mấy chị nha. Hôm nay em lên cái hàng này cho mấy chị, mới vừa buôn hàng luôn mà rõ rẻ dữ lắm, mấy chục cây nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn á. Chung là độc quyền cái này cho mấy chị luôn. Hỏi tại cái này em có lô lâu rồi nhưng mà cây nó có chút xíu hà nên nó là em không có bán mấy chị, em để cây nó lớn lên rồi em mới bán cho mấy chị. À, lấy cái cây này cho mấy chị coi nè. Hello chị Ngọc Lệ Hồ. Rồi cho ba cây quần em đẹp đi. Cây mập ú ầy luôn. Hàng này sắp hoa rồi hết rồi mấy chị ơi. Hắt ngọn luôn rồi. Hắt ngọn mà cây rất là mướt, xanh mướt cho mấy chị đúng đẹp luôn. Nào có lan xưa chị Thảo ơi. Ai tóc mấy thưa hả? Chúc mới gọi đậu nên tóc mấy thưa đó chứ đâu có để mấy thưa đâu. Em đâu có để mấy thưa đâu. Đẹp hài mua đít. Trông rầy. Rầy gì đâu mà rầy. Thiệt mà cái giống này nó đẹp thiệt. Cho coi cái mặt bông đi mấy chị chốt liền nè. Em dám bảo, đã dám đảm bảo mấy chị luôn. Cái thằng trong đi. Thằng thông chơi gôn ba líp này đúng đẹp. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp cho mấy chị ạ. Để em 30 giây. Em lên cho cái mặt bông rồi nè. Nay có 5 cánh trái quốc dân cho mấy chị nè. Trời ơi sáng ngủ chị Thảo ơi. Sáng ngủ. Ngủ tới 12 giờ trưa mới dậy mà gọi gì bắt máy gọi hai cuộc, thấy cuộc gọi nhỡ rồi không có gọi lại. Để đi làm luôn không có gọi lại. Đó, thấy cái con mắt không muốn bụp luôn á là ngủ tới trưa mới dậy đó. Nè, cái này là mặt bông của thông chơi gôn ba líp, ưu điểm. Đẹp thơm, đập lại cho mấy chị. Trời ơi, em nói thật chứ mấy chị hiếm lắm nè mấy chị ơi. Có duy nhất một thùng cho mấy chị mà thùng có mấy chục cây à. Mấy chị biết ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ đúng không? Còn cái thằng này đẹp hơn thằng đó nữa, hiện tại cái mặt hàng này đang rất là hot trên thị trường. Mấy chị coi nè, cái cánh của nó không giống như thằng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ tia chớp kia. Cái cánh này nó hơi bye bye theo kiểu nó bye bye rất là lạ luôn. Và cái cấu trúc lưỡi nó cũng rất là đẹp luôn cho mấy chị. Và được cái ưu điểm thêm nữa có cái dòng này là hoa thơm. Hoa thơm đó nghe mấy chị ơi. Hàng đúng độc cho mấy chị. Hàng này em đợi dữ lâu dữ lắm rồi nè. Có hàng cho mấy chị rất là lâu rồi. Nhưng mà em có cái giống lâu lắm rồi, lâu luôn á. Nãy giờ tới quần áo nó lai chuyên, quần áo nó hiện lên đó. Đây, đợi lâu dữ lắm, lâu rồi. Để được cái cây sắp hoa, có cây rất ngọn chuẩn bị màu bông cho mấy chị luôn. Là mới bóc lên hàng cho mấy chị. Chứ cây nhỏ là em không có lên hàng. Cây sắp hoa em mới lên hàng cho mấy chị, đẹp lắm luôn. Mà rất là rẻ luôn đó nha. Không rẻ là không lấy tiền cho mấy chị. Em cam đoan cái mặt bông này nói chung là độc quyền có 102 cho mấy chị. Chưa khoan hả chốt chị Thảo ơi. Cây cao lớn như thế này nè mấy chị. Cây cao lớn như thế này nè. Chị đang tìm loại này hả? Biết lắm mà. Em nói thật chứ mấy chị, có những anh chị ấp ủ, có những anh chị gửi em cái mặt bông luôn. Yến ơi lấy cái mặt bông này vừa bán nè em ơi. Cái mặt bông này đang rất là hot luôn nè.
mà có hàng mấy chị không có lấy về là do cái cây nó còn quá nhỏ, đợi tới thời điểm này mới bông buôn bán cho mấy chị là vậy đó. Như em nhớ có khách tới nói cái chị khách chị qua chị lấy lan em này, đưa cái hình yến mà bông này nó đang rất là hot nè, em lấy gì bán cái này đi, chị cảm đảm bảo em bán ấy luôn á. Trời ơi, chị nói vậy luôn á mấy chị, mà có hàng chứ cũng hoa nó dúng luôn nha chị, lọc như ý hoa nó dúng rất là đẹp. Thông chai gon ba líp, thông chai gon nha, này thuộc dòng Dendro nắng của nó là thông chai gon ba líp, tại vì cái lưỡi của nó rất là xuất sắc, cái lưỡi của nó là lưỡi dúng luôn, mà ba cánh của nó là xanh xanh mà xanh đậm bơ cho mấy chị. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái lưỡi của nó có trúc rất là đẹp cho mấy chị, và là hoa thơm, nó bền giống như thằng ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ tiêu chớp của mình vậy, và mùi thơm nó cũng ngang ngửa luôn đó. Hiện tại là cái giống lan này hiện tại đang rất là hot và nó là giống mới trên thị trường. Cái giống này nó xuyên, cái độ xuyên bông của nó, cánh bông dài cũng giống như thằng ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ tia chớp mà lúc trước mấy chị hay mua luôn đó. Cái này nè em quà kem là em tặng cho mấy chị, quà kem là tặng cho mấy chị ba cây, quà kem là tặng cho mấy chị ba cây. Hàng này, giá cái hàng này nha, em báo giá công khai luôn cho mấy chị là 80.000 một cây. Cây này là cây lớn, không phải còn là cây nhỏ nữa, và cây này cây xúc hoa hết cho mấy chị nha. Giá là 80.000 một cây, xíu em chốt mấy chị là một combo, không có đi lẻ luôn á. Nói trước là không có đi lẻ luôn cho mấy chị. Sao giống cây sẹt đâu, cây sẹt 5% nó khác chứ, cây sẹt 5% cái lá nó đậm đè lắm lét không. Cái này là thông chai gon ba líp, không có chậu to. Cây như thế này cho mấy chị là được kiếm cây cao to thế này cho mấy chị là gọi là hiếm rồi đó mấy chị ơi. Chứ mà bây giờ mấy chị mua là cây bót không à. Bây giờ cái mặt bông này nhà vườn bắt đầu mới nhập cây giống Thái về trồng, và hiện tại cây bót, nếu mà cây bót nó cũng cỡ được găng tay cho mấy chị thôi, cây bót giống thôi chứ còn chưa. Cái giống này chỗ tầm 2 tháng rưỡi rổ chứ không phải là chỗ nha. Chị Mai Nguyễn ơi, chị làm em lẹo thôi chị luôn. Cỡ 3 tháng nó mới tàn, 2 tháng rưỡi đến 3 tháng mà cánh bông hoa thơm. Em cho mấy chị coi là một bông nha, quà game là chị bóc tặng cho mấy chị một phần quà thôi, là tặng 3 cây chứ không có tặng hơn. Nó ít thôi, em có đụng thùng cho mấy chị cũng được vài chục cây cho mấy chị thôi chứ không có nhiều. Đây, cho mấy chị coi một bông của nó nè. Thông chai gon ba líp. Cái giống này cực kỳ thơm, cánh nó dúng và màu cực kỳ đẹp cho mấy chị. Em đảm bảo mấy chị sẽ thấy săn hàng này liền. Khoan hết, chốt chị lại ơi, từ chốt lại. Chị lại để em ghi phiếu game cho mấy chị cái đã, rồi cái em lên chốt cho. Có một thùng hà và hàng đồ mới còn nằm trong thùng, em chưa bung ra một cây nào luôn mà mấy chị biết rồi đó. Em trời, em ngóng cái này. Thật sự mấy chị, cái hàng này em canh me cũng mấy tháng trước rồi đó mấy chị ơi, nhưng mà để được cái cây mà cao đẹp như thế này đợi lâu lắm. Đợi rồi để trưởng cái cây khỏe rồi em mới bung bán cho mấy chị, để cho mấy chị về chăm cho nó có bông luôn mấy chị chơi, để mấy chị chơi à biết được cái mặt bông mới. Mặt bông này là mặt bông mới nhất trên thị trường. Nó là dòng lai, lúc trước mấy chị sẽ thấy ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ tia chớp. Hiện tại là nó đang hết cái vụ dòng ba lưỡi, anh chị để ý mấy chị biết trên thị trường cái giống này. Một cây thì chị cũ hả, em chốt combo chứ em không có chốt một cây đơn. Thiền Tú ơi, em đi combo ba cây. Nói trước mấy chị là giá là 80.000 cây đó nha. Xíu vàng hồ điệp hả, vàng hồ điệp hình như vàng hồ điệp, để em coi còn hơn nha. Để xíu mấy chị ơi, không biết nó nằm ở đâu nữa. Cây rất là đẹp nè, cho mấy chị coi mặt bông nhìn một lần nữa nha, đẹp khủng khiếp. Nó mới về hàng cho mấy chị luôn á, có một thùng thôi. Và em bóc phiếu game cho nè, em đọc phiếu game cho mấy chị, tặng là ba cây. Cây cao đẹp như thế này nha, lùm cho mấy chị, và cây nó rất là khỏe mấy chị. Hàng này xanh mướt, về ra chậu lớn là ok cho mấy chị luôn. Rút một phiếu một hà chứ không có rút tặng hai phiếu. Mà một combo này là chị giá là 240.000 cho mấy chị, gần 2,5 xì đó mấy chị ơi, nhậu muốn xỉn luôn rồi đó. Hello chị Cẩm Lý, em đọc phiếu game mấy chị nha. Rồi em lên đó, em lên liền cái hàng đó cho mấy chị liền, đảm bảo cái hàng đó. 4 cây đi bán không, xíu chị Thảo đợi xíu em lên cho, em đọc phiếu game rồi em lên cho, biết đâu bà trúng rồi bà không mua hay sao. Đợi xíu em lên phiếu game cho mấy chị, để em lên được hai cây cũng mới được cho Thiền Tú rồi. Đợi xíu đi, hoa bông to cho mấy chị, bông to không phải là bông nhỏ nha. Cánh bông này là to còn hơn cái thằng ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ tia chớp nữa. Mà giùm em là nhớ giùm em là cánh dúng và hoa thơm nha. Để em lên cho mấy chị cái đà, đọc phiếu game cái rồi em lên hàng cho mấy chị. Hàng còn mới nóng hỏi nằm trong thùng, cây rất là mướt cho mấy chị. Trời ơi, được cái lô là đẹp lắm mấy chị ơi. Tiễn ơi, cần cây không? Tại chất bản chất này cây nó không có nhiều thân, nhưng mà lựa cho mấy chị được cây lầm như thế này nè, được cây lầm luôn. Đam mê phong lan và hồ điệp phía sau 170 cây đến Tiết Nam ơi. Võ Minh Anh có phiếu, chị Thảo Quyên có phiếu, An Nhiên, Huyền Trung, Lan Võ, Hoa Sứ, chị Anh Nguyễn Hiếu có phiếu, Đàn Xuyến, Hoa Bình Nguyễn, Lan Lâm Kim có phiếu, chị Trần Ken, Hồng Gấm Phan có phiếu ạ, chị Thảo Trang, Trang Phụng, Minh Ngọc, Hờ Ân Hân, chị Nguyễn Thị Bích Liễu có phiếu, Dũng Lê, Nguyễn Thủy, Thiên Ân, Nguyễn Thảo, Hương Hoàng, Xuân Diệu Nguyễn, Diễm Nguyễn, Minh Ngọc,
Bích Nguyễn một người nữ, Vân Quyền, Đại Hãn, Phạm Chuyên, Sơn Tiên, Trần Loan, Như Ý Nguyễn, Thảo Hồng, Thanh Nguyễn. Cái lô này đúng đẹp luôn mấy chị, đợi lâu dữ lắm rồi, đợi mấy tháng trời chứ không biết rồi, cũng phải 3 tháng hơn rồi mấy chị. Từ cái lúc mà có cái mặt bông này trên thị trường đã canh me nó và đợi nó 3 tháng rồi đó mấy chị ơi, để được cái cây lớn này em buôn bán cho mấy chị nè. Thanh Nguyễn có phiếu, Tài Trần có phiếu, Lan Nguyễn, Tiên Lê hai vợ chồng, chị Thu Phùng, Nguyễn Bích. Anh chị nào em có dám chắc những anh chị nào đang đợi mua cái giống này rất là lâu nè. Thu Phùng có phiếu, Hiền Trần Thị Thu, Trung Lê, Thanh Thoan Lê, Nghi Đông, Liễu Nguyễn, Dương Nguyễn, Thiên Ân, Hồ Văn Mây Trắng, chị Đặng Minh, chị Kim Ngân, chị Vi Đỗ có phiếu, Hải Thúy, Ngô Thị Xuyên Vân, Phạm Quang, chị Phương Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn An, Hoa Mai, Lan Nguyễn, chị Nguyễn Thủy, Đam Mê Phong Lan, nhà Mai Thuận có phiếu, chị Ngọc Kiên có phiếu, chị Mai Nguyễn, Hân Gia, Lê Huyền, Thu Bùi, Nghi Đông, Phạm Anh Đào, Thiêu Vũ, Đăng Hải và chị Đặng Minh có phiếu. Em đọc tiếp phiếu game nha. Quà game là em bốc cho mấy chị là tặng 3 cây thông chay gen 3 lít cho mấy chị. 3 lưỡi tím, 3 lưỡi xanh. Cánh bông tím của nó dúng mình rất là đẹp và bông rất là to và độ bền bông cực kỳ cao cho mấy chị. Và được cái nữa là cái dòng hoa thơm nha. Thuyền Tú, chị Mỹ Duyên, chị Bích Trâm, Nguyễn Thị, Phạm Quang, Kim Đỗ, Phạm Nguyễn, Như Trâm, chị Yến Sào, Cẩm Tú Dương, chị Hương Hoàng, Hồng Thanh có phiếu, Phúc Bảo có phiếu, Nhung Lê, Tùng Trần, Minh Ngọc, chị Nguyễn An, Huy Lê, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Dung, Tấn Anh, Lộc Như Ý, Võ Cát Tường, Huỳnh Thanh Tâm, Nguyễn Duy có phiếu game. Em đọc thêm vài phiếu nữa cho mấy chị, xong rồi em bốc phiếu game luôn nha. Nhớ em chỉ bốc được một phiếu cho mấy chị thôi, mà tặng cái ba cái cây này trị giá là 240.000 cho mấy chị. Hello chị Dương Nguyễn, chị Nguyễn Dung có phiếu, chị Cẩm Lý, Lập Nguyễn, Quyên Nguyễn, Tâm Nguyễn, chị Võ Bảo Như có phiếu game. Trời ơi, cây này bông mới nè. Hello Hoa Lan Tím là anh hay chị ta quên rồi. Lúc trước có nhắc lần mà em quên rồi, giờ không dám kêu anh hay kêu chị luôn. Dạ chị, anh Thuyền Tú ơi, hiện tại em lên combo cho mấy chị là 3 cây là 240.000, tức là 80.000 một cây không chơi game 3 lít. Cái giống này là bông thơm cho mấy chị và mặt bông mới, đảm bảo mới nhất trên thị trường cho mấy chị cái mặt bông này luôn rồi. Nếu mà nó có mặt bông cho mấy chị tầm 3 tháng trước, nhưng mà họ chỉ bán cho mấy chị cái giống thôi. 3 tháng trước là chị bán cho mấy chị cái giống cây Bostomo thôi. Cái lô này em đã nhập trước rất là lâu, 3 tháng trước. Cái cây này trồng khoảng tầm 7 tháng rồi, nó mới lớn cao lớn như thế này cho mấy chị. Không chơi game 3 lít nha. Và cái cây này sắp hoa hết cho mấy chị, có những cây bắt đầu thất ngọn và cây này đã cao đủ sức để cho bông mấy chị luôn. Đó, em chỉ là dập lên những cây mà cho bông mấy chị, chuẩn bị cho bông rồi em mới bán mấy chị thôi. Chứ cứ khi bán nào cây giống cho mấy chị lắm. Trần Ken có phiếu, chị Phương Lan. À, Hoa Lan Tím là chị hả? Trời ơi, cứ kêu anh không luôn. Bình Thái có phiếu, Tiết Nam, Vi Võ, Hoa Lan Tím nè, Bảo Châu, Bắt Gấu, Luyện Bông Quân An, anh Trần Văn Dũng có phiếu em. Trần Văn Dũng có phiếu game à. Nè, cho lại coi mặt bông của nó nè. Nay nhiều mặt bông mới cho mấy chị lắm. Nay là gì về mấy mặt bông mới không à. Nên là mấy chị thoải mái, lựa thoải mái luôn. Nay có năm kính trắng quốc dân của mấy chị đang chờ đón mấy chị nữa kìa, năm kính trắng quốc dân. Cây đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị ơi, cây năm kính trắng quốc dân cũng đẹp dữ lắm, cao ngọng ngọng luôn. Mà cây của nó nhiều hơn. Đây là mặt bông của thông chơi lên ba clip nha mấy chị. Cánh bông nó dúng vào ba lưỡi tím, nó kêu là ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh, ba cánh tím, ba cánh xanh. Thay vì ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ thì chết, thì hôm nay nó ra cái mọc bông mới này cho mấy chị ba cánh tím, ba cánh xanh. Giống này cũng y chang và bông to hơn. Cánh này cái bông mặt bông nó khác, chứ phần ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ là cánh nó dúng, cánh tím này nó dúng cho mấy chị vào bông thơm. Cánh nó rất là cứng, dày và cực kỳ bền bông nha. Tại cái bông này nó cứng lắm, cái nó độ dày cánh dày cứng lắm nha mấy chị. Đã có một bông nở rồi, nên là chuẩn qua bông cho mấy chị luôn. Giống này phải nói là hoa thơm. Hai thơm cho mấy chị. Rồi em đọc thêm ít phiếu nữa cho mấy chị, rồi cái bóc phiếu game liền cho mấy chị nha. Đọc thêm ít phiếu nè. Chị Mỹ Hạnh có phiếu, chị Nguyễn Quyên, chị Thu Linh, chị Vũ Nguyễn, Hải Phạm, Phúc Bảo, Trang Võ Thị Hạnh, Gia Hưng, Diệu Nguyễn, chị Mỹ Duyên có phiếu game. Chị Mỹ Duyên có phiếu game. Những anh chị nào chưa có phiếu thì mấy chị comment để em ghi phiếu cho nó nhanh cho mấy chị nha. Hoặc là những anh chị nào bị ẩn comment á, em nhắc lại giờ em là quà game bên em á hả,
thì mấy chị chia sẻ chế độ công khai dành thời gian giùm em, hoặc là mấy chị tổ chức buổi xem chung ở chế độ công khai dành thời gian giùm em cũng được. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Nói chung là view game là rất là dễ chơi, dù mình là khách mới hay khách cũ thì cũng có cơ hội nhận quà game nha mấy chị. Chị Thủy Hình có phiếu Xuân Kim, chị Hương Phương, Huỳnh Phương có phiếu game, Huỳnh Phương có phiếu game, Tùng Thích Lan, chị Anh Thư, chị Lê An An có phiếu game, Lê An An. Tại vì mấy chị cứ comment nhiều khi nó bị ẩn đó mấy chị, nhiều khi bên đây máy em thấy mấy chị nhưng mà bán bé thì nó ghi phiếu game cho mấy chị thì nó không thấy. Đó, nên là em kêu mấy chị comment để trong bé nó ghi phiếu cho em, chả có view like gì đâu. Chị Anh Thư có phiếu rồi đó. Nên là mấy chị comment cho bé nó thấy đi chứ em thì em thấy mấy chị mà sợ bé nó không thấy mấy chị thôi. Nên là tại cũng có coi trên máy còn một mấy chủ nó ẩn comment rất là nhiều, tại vì nhiều khi cách ba mới không có tương tác á, nó sẽ bị ẩn comment của mấy chị. Chứ em là muốn ghi phiếu hết cho mấy chị mà. Trần Su Su, Trà Chanh có phiếu game luôn. Uống miếng nước rồi chuẩn bị đọc rồi. Nè, mấy chị coi ba cái cây của nó nè, cây nó xanh mướt, lá của nó rất là cứng dày, nó khác cái thằng ba liễu vàng, ba liễu đỏ tia chớp á, là cái lá kia thì nó cánh nó nhọn. Lá kia nó nhọn mà kiểu như là nó xanh hơn nhưng mà cái độ mướt thì nó không có. Còn cái thằng này là cái độ mướt nó rất là cao cho mấy chị và cây cực kỳ đẹp luôn. Phải nói cái độ lô này cây đẹp quá trời đẹp luôn cho mấy chị. Nó không có nhiều thân bằng cái thằng ba liễu vàng, ba liễu đỏ tia chớp, nhưng bù lại cái dòng này bông nó to hơn và độ bền bông nó cao hơn cho mấy chị và cũng là giống hoa thơm cho mấy chị luôn nha. Cây cao đẹp cho mấy chị. Cây cao đẹp. Cây này cái lô này cây cực kỳ khỏe nha mấy chị. Có mấy chị coi cái thân của nó nha, cây cực kỳ khỏe. Hàng này cây thắt ngọn rồi nè, mấy chị thấy không? Cây thắt ngọn và chuẩn bị cho bông mấy chị luôn rồi. Em đọc thêm một lượt nữa cho mấy chị thì em lên hàng cho mấy chị luôn nha. Hồng Chai Gold. Dạ có nhiều hàng lắm anh Hải Phong ơi. Có nhiều hàng lắm. Hồng Chai Gold 3 lít cho mấy chị nha. Thôi mấy chị có thể kêu là Hồng Chai Gold cũng được, người ta kêu là Hồng Chai Gold cũng được. Hồng Chai Gold 3 lít. Giống này giờ em mua hoa thơm mặt bông mới mới lắm luôn đó nha. Hello chị Nhung Hồng. Hello chị Nhung Hồng. Hân Úc, Gấm Hồng, Sơn Nguyễn, Nữ Trần, chị Môn Trần có view game, Hải Châu, Hoa Mắc Cỡ, chị Jenny Thu, Đỗ Tuyết, Nguyễn Hằng, Avatar Hồng Bông Hoa có view game. Dạ Hiền Tú ơi, xíu mình comment lại nha. Chốt đơn xíu comment lại, tại vì em đang ghi phiếu game nên không có chốt đơn được cho mấy chị á. Xíu em lên cây rồi mấy chị chốt lại giùm em nha. Tiên Trần có phiếu, Đạt Tiền có phiếu, Thanh Hằng Nguyễn có phiếu, chị Nhung Hồng có phiếu game. Rồi nha mấy chị ơi, em xin phép mấy chị ngưng ghi phiếu game luôn nha. Chị Trần Loan, chị La Thị Thi, chị Trâm Phạm có phiếu game luôn ạ. Trâm Phạm có phiếu game. Cái này em về duy nhất có mấy chị có một tuần và không có về nữa. Nó cái lô này chỉ có nhiêu đó thôi, là không có nhiêu đó là nhiêu đó chứ không có thêm nữa cho mấy chị. Và em chỉ bán cho mấy chị trong vòng một like thôi và cũng không có hàng nữa cho mấy chị. Nó trước là cái dòng này cho mấy chị. Hà ba đứa vàng ba đi đỡ thì nó mấy chị hết thì đằng sau nó còn có này. Còn này không có. Có nhiêu đó là nhiêu đó, không có thêm nữa. Đây nè mặt bông của thằng Thông Chai Gold. Thông Chai Gold 3 lít cho mấy chị nha, cho mấy chị coi là mặt bông và em chuẩn bị bóc phiếu game cho mấy chị luôn ạ. Nhớ giùm em mặt bông là một con mới thị trường nè, rất là đẹp nha. Cây này, cây giống hiện tại trên thị trường nó cao lắm. Em không có để ý cái giá nhưng mà cái giá nó cao lắm mấy chị ơi, chứ không phải lấy đâu. Mà giá này cập nhật cho mấy chị giá 80 ngàn một cây là giá cực kỳ rẻ cho mấy chị. Giá này bán bằng giá với thằng ba liễu vàng, ba liễu đỏ tia chớp. Chứ cái lô này bông mật bông mới này hiện tại trên thị trường nó đắt hơn. Đắt hơn thằng ba liễu vàng, ba liễu đỏ tia chớp tầm 20 đến 30 ngàn một cây tùy theo cây của nó. Đây mặt bông của thằng Thông Chai Gold Blitz nha. Nhớ giùm em là dòng kính giống bông xanh đẹp cho mấy chị. Ba lưỡi tím, cánh của nó hơi ba ba mấy chị thấy không? Nó không có thèm, nó nhìn nó cánh nó không có tròn mà nó hơi bầu, giống như cái quạt vậy đó. Nó mặt bông rất là đẹp cho mấy chị. Rồi xin phép ngưng review game cho mấy chị ơi. Rồi quà game là ba cây này, tặng cho mấy chị ba cây nha, tặng cho mấy chị ba cây. Rồi xin phép làm ngưng review game và bây giờ em bóc review game cho mấy chị. Nhiều lắm đó chứ, nhiều lắm đó. Những cái chị nào chưa có thì xin phép mấy chị nha, bỏ qua nha mấy chị ơi, để lần sau review game cho mấy chị. Đây à, em xin phép em đọc review game nha. Nhiều lắm đó chứ. Hello chị Tiên Võ nha. Chào chị Diễm Phúc à. Chào anh Nguyễn Cherry. Em lấy phiếu game cho mấy chị ạ. Cho cô Trần Lan nha. Chưa dứt là có rồi cô. Biết đâu trúng sao mấy chị. Hên xui. Đây ạ à, em bóc phiếu game cho mấy chị nha. Em bóc phiếu game cho mấy chị ạ. Hello chị Tiên luôn nè. Coi chị nào may mắn trúng game nha. Đây coi chị nào may mắn trúng game à. Nguyễn An à. Nguyễn An có phiếu game nè. Nguyễn An có phiếu game nha. Có thì là có giùm em à. Nguyễn An nha mấy chị. Nguyễn An à. Em đếm từ 1 đến 10 nha chị Nguyễn An. Anh hay chị gì em muốn biết nữa. Có thì là có giùm em à. Nguyễn An.
Một ạ. Hai ạ. Nguyễn An nè, có luôn rồi nè mấy chị ơi. Nguyễn An mới thấy có rồi nè. Nguyễn An. Ui từ từ nha. Để xíu, em thấy Nguyễn An rồi nè. Nguyễn An có nè, chưa điếm gì hết mà chị đã comment có rồi nè. Nguyễn An, chị cho em số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị Nguyễn An ơi. Nguyễn An có chia sẻ công khai 20 phút trước nên là phiếu game hợp lệ. Phiếu game hợp lệ nha. À, chị cho em xin số điện thoại địa chỉ, nhắn tin vào fanpage giùm em nha chị. Tin nhắn fanpage giùm em nha. Hiện tại em lăn like cho chị nhánh một Sài Gòn nha. Rồi, Nguyễn An có phiếu game. Tặng quà game cho mình 3 cây này. Nhớ là chị nhắn giùm em số điện thoại địa chỉ giùm em nha, xong rồi em lên hàng cho mấy chị đây. Em là em lên hàng nha. À, ba lưỡi vàng, quên nhầm tào lao. Thông chay gen 3 lít, ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh. Nhớ giùm em đặc tính của cái giống này hoa thơm. Giá là 80.000 một cây. Em đi combo 3 cây cho mấy chị, 3 cây là 240.000. Và bây giờ mấy chị có thể bắt đầu chốt. Em nói trước là về chỉ có một thùng cho mấy chị và không có về thêm nữa. Cái này là thường về là sẽ về lại nhưng mà không có hàng mấy chị. Không có hàng. Lên bóc là lôi cái này cho mấy chị đa phần nếu một con số nhà vườn họ có lấy là họ sẽ giữ giống lại. Có 80.000 một cây thôi. Combo 3 cây thông chai gen 3 lít cho mấy chị là 240.000. Và cây quá cho đẹp mấy chị ơi. Mấy chị coi cây này xanh mướt cho mấy chị, mặt bông chuẩn bông cho mấy chị luôn. Cây cực kỳ đẹp nha. Combo 3 cây là 80.000 cây rồi mấy chị ơi, đúng rẻ luôn. Mà mặt bông rất là thơm. Bông giống này là cực kỳ thơm cho mấy chị và khá là bền bông nha. Em lên cho chị Thư Phùng 3 cây nè, cây đẹp lắm mấy chị ơi. Em lựa cây đẹp mấy chị nha. Nói chung là hàng này nói chung là tiễn hết cho mấy chị rồi. Em lên chị Kim Ngân 3 cây nè. Kim Ngân nè. Kim Ngân 3 cây. Có ơi, trời ơi, nó đẹp quá đó mấy chị. Một lùm luôn, cây nó rất là khỏe và thắt ngọn cho mấy chị rồi. Kim Ngân 3 cây. Kim Ngân 3 cây nha. 80.000 một cây thông chai gen balit. Và em đã dám đảm bảo mấy chị, có những chị anh chị đã đợi cái mặt bông này rất là lâu rồi. Cho em lên cho chị vào Nguyễn Bốt Bách 4 cây này. Chị Nguyễn Bách thích cây cao, em lựa cho chị Nguyễn Bách cây cao nha. À, 80.000 một cây thông chai gen balit cho mấy chị, cây rất là khỏe. 80.000 cây đẹp quá nè mấy chị ơi. 80.000 cây nha, cây khỏe dữ lắm mà xanh nó mướt, xanh mướt dữ lắm mà. Được cái ưu điểm của giống này là hoa thơm nữa. Em cho hồ liên 3 cây nè. Combo 3 cây là 240.000, có 80.000 một cây à. Hồ liên 3 cây không cho gen balit nè, hồ liên 3 cây. Em lên cho chị em lên cho chị ăn nhiên 3 cây đẹp và chị ghép chậu. Ok chị ăn nhiên nè. Đẹp lắm luôn á chị ăn nhiên ơi nè. Coi cây này rất là khỏe. Cây cực kỳ khỏe cho mấy chị luôn. Em lựa cho chị 3 cây đều và chị ghép chậu nha. Combo 3 cây là 240.000, có 80.000 một cây thôi. Em lên cho em lên cho chị Mai Nguyễn nè. Mai Nguyễn 2 cây xíu chị gặp đơn thêm giùm em nha chị Mai Nguyễn ơi. Có 80.000 quá đẹp mấy chị, một lùm luôn, cây rất là khỏe và hàng này sắp khoa cho mấy chị nha. Mai Nguyễn 2 cây. Em lên cho chị Ai Linh Vinh 2 cây nè. Có 80.000 một cây thôi nha. Cho mấy chị coi là mặt bông của nó nè. Chị Ai Linh Vinh cây nào như cây nấy rất là khỏe mấy chị nha. Ai Linh Vinh 2 cây ạ. À. Vàng hồ điệp để xíu em lên cho mấy chị nha. Nguyễn Bích nãy mấy cây ạ? Em lên hồ liên chốt rồi ạ. Cho chị Hương. Em lên cho chị Quốc Phú Hình nè. Quốc Phú Hình 3 cây nè. Quốc Phú Hình em lựa cho chị Quốc Phú Hình 3 cây lầm nè. Nãy Nguyễn Bích mấy cây ạ? Nguyễn Bích cái này lên cho Quốc Phú Hình 3 cây nha. Quốc Phú Hình 3 cây đẹp cho mình nè. 80.000 một cây cho chị Tiên Lê hai vợ chồng 2 cây quá trời đẹp luôn. 80.000 một cây nè. 80.000 một cây ạ. À, em lên cho chị Hồ Văn Mây Trắng một cây nha. Hồ Văn Mây Trắng một cây 80.000, xíu gặp đơn giùm em ạ. À. Cho chị Nguyễn Dung 2 cây nè. Nguyễn Dung 2 cây nha, 80.000 một cây. Cho mấy chị coi là mặt bông giùm em nha. Nhớ giùm em là 80.000 một cây, mặt bông hàng này là thông cho Gen Balit và cái giống hiện tại cực kỳ hot trên thị trường. Em nói thật chứ mấy chị là bền bông dữ lắm, bền màu hoa thơm nha mấy chị. Cánh bông nó cực kỳ sắc sảo luôn. Và em chỉ lựa đợi cho mấy chị lựa cây lớn á mấy chị. Lựa cây lớn em mới lên hàng cho mấy chị chứ cái giống này phải có giống tầm 3 tháng trước kìa. Mà cây của nó là mấy chị sẽ thấy nè, đẹp vô cùng. Đó, chị Nguyễn An hình cô gái trúng cây em mới nha. Đây ạ, à, đây mấy chị coi nè mặt bông của nó nè. Đây nè. Em lên cho mình tiếp nha. Em lên cho chị Hồ Văn Mây Trắng, màu Văn Mây Trắng một cây. Hồ Văn Mây Trắng một cây gặp đôi có rồi. Cho chị Mai Nguyễn thêm một cây nữa là 3 cây chị Mai Nguyễn nè. Mai Nguyễn một cây nữa là 3 cây. À, em lên cho Thiền Tú 2 cây. Có 80.000 cây rồi mấy chị ơi, rẻ lắm. Cái giống này là bán cho mấy chị bằng giá luôn. Cái giống này nó mắc hơn thằng ba lưỡi vàng bay lửa thì chết hoa thơm từ 20-30.000 một cây. Cho chị Nguyễn Nguyễn một cây nè. Nhớ chốt thêm đơn giùm em chị Nguyễn Nguyễn ơi. Mặt bông này hiếm lắm mấy chị, hàng sưu tầm á. Nguyễn Nguyễn một cây. À, thông chai gin balit, thông chai gin balit nha mấy chị. Ba líp hoặc là mấy chị có nhiều khách thì ta kêu thông chai gold, ba líp hoặc là thông chai gin balit cũng nói luôn. Đó. Em lên cho chị Nguyễn Dung chốt rồi ạ. À, chị Quốc Phú Hình chốt rồi, chị Quốc Phú Hình ơi cho chị Nguyễn Thủy nè. Nguyễn Thủy một cây xíu chút đi thêm đơn giùm em nha.
80 ngàn một cây nha mấy chị, 80 ngàn một cây. À, em lên cho chị Diễm Nguyễn 3 cây. Diễm Nguyễn 3 cây, chị Diễm Nguyễn nè. Những anh chị ẩn comment không đọc tên thì mấy chị comment lại giùm em nha. Quá đẹp rồi chị Diễm Nguyễn ơi. Diễm Nguyễn 3 cây, combo 3 cây là 240 ngàn. Chị Thư Vùng chốt rồi nè. À, cho Đăng Hải nè. À, cho Đăng Hải một cây nè, Đăng Hải một cây xíu chút thêm đơn giùm em nha, 80 ngàn một cây. Cho chị Nguyễn Dung thêm một cây nữa là 3 cây, chị Nguyễn Dung nè, Nguyễn Dung thêm một cây nữa. À, cho chị Diệu Nguyễn 2 cây đẹp, chị Diệu Nguyễn nè, được hết ạ. Có một nhiêu đây thôi đó mấy chị ơi. Em có về nhiêu đây thôi, không có về thêm nữa. Hàng nào có về nữa thì em có đó về nữa, còn hàng này không về nữa, về đúng một thùng cho mấy chị và không về nữa. Diệu Nguyễn 2 cây, Nguyễn Nguyễn chốt rồi. À, cho Song Khoa 3 cây, chị Song Khoa nè. Song Khoa 3 cây lùm cho chị Song Khoa, quá trời đẹp luôn nè. Song Khoa 3 cây. Hàng này xuất sắc lắm mấy chị ơi. Cây nó bền bông và cực kỳ, nói chung là bền nè, chốt tiền coi cây nè, không chơi game balit mà mấy chị. Mặt bông giống mới. Hàng này đọc có 102 đó mấy chị, coi như là muốn độc quyền cái giống này luôn, có 102 đó. Mấy chị bây giờ sẽ thấy cây giống nó trên thị trường nhưng mà thật sự bây giờ kiếm cây giống này mua không có. Nó chỉ coi cây nhỏ 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 cho mấy chị chứ không có được cây lớn như giống này. Combo 3 cây là 240 ngàn, giống này là hoa thơm. Cánh của nó cánh bay và cực kỳ đẹp cho mấy chị. Nhớ là khách mới chốt đơn kèm số điện thoại giùm em nha. Combo 3 cây là 240 ngàn. Ba có nói là kêu nó là ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh. Cái lưỡi nó bay bay giống như hình kính quạt và cực kỳ bền bông, bông thơm và hoa to hơn cả cái thằng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ tia chớp lúc trước mấy chị mua nữa. À, em lên trên Trí Nguyễn 3 cây, Trí Nguyễn nè, cây đẹp lắm trên Trí Nguyễn ơi. Trí Nguyễn 3 cây trên Trí Nguyễn nha. Combo 3 cây có 240 à, 80 ngàn cây mấy chị. Nè coi nè. Cây đó là khỏe, có cây thắt ngọn cho mấy chị và đủ sức cho bông nha. Trí Nguyễn 3 cây. Em lên cho chị Hương Tràm ạ. À. Hương Tràm 2 cây, chị Hương Tràm là đúng đẹp luôn nè chị Hương Tràm ơi. 80 ngàn một cây cho chị Hương Tràm ạ. À. Đây Hương Tràm 3 cây, Nguyễn Dung rồi ạ. À. Cho chị Nguyễn Thị chốt rồi ạ, à. Diễm Nguyễn chốt rồi. Cho Bích Nguyễn lựa mình một cây gặp đơn nè. Bích Nguyễn một cây nè. Lên số điện thoại giùm em chị Bích Nguyễn ơi. Bích Nguyễn nè, Bích Nguyễn hình cô gái nè. Thêm lên một cây, lên cho em số điện thoại luôn nha. Cho Sơn Nguyễn 2 cây. Sơn Nguyễn 2 cây ạ, à. Sơn Nguyễn 2 cây cho Sơn Nguyễn ạ. À. Chị Ai Linh Vinh chơi, em chốt chị Ai Linh Vinh rồi nha. Hương Tràm chốt rồi. Sông Khoa nãy em chốt chị 3 cây đó, Sông Khoa xả 2 cây còn 1 cây. Em ơi chị Quyên Mai 2 cây ạ. À. Quyên Mai nè, Quyên Mai 2 cây, chị Quyên Mai đẹp ghê luôn á mấy chị ơi. À, cho chị Lý Thị Kim Hoàng một cây lầm, chị Lý Kim Hoàng nữa nè. Lầm mặt cao nữa nè. Cây đẹp ghê không? Có 80 ngàn hả mấy chị? Hàng này hàng nắng thơm đó, hàng nắng thơm đó mấy chị. Em ơi chị Nguyễn Lài 3 cây lầm cho chị Nguyễn Lài nè. Coi đẹp ghê không mấy chị? Có 80 ngàn một cây nè, 2 cây chị Nguyễn Lài. 3 cây cho chị Nguyễn Lài nè. Cái lô này em nói về một uống một thùng là không về nữa. Về một thùng là cho mấy chị là không có về nữa. Nguyễn Lài 3 cây. Em lên cho Tiên Võ nè, Tiên Võ một cây cho Tiên Võ. Hương Tràm chốt rồi cho chị Gia Hân Ngô ơi, chậu lùm Gia Hân Ngô nè, đẹp quá nè Gia Hân Ngô ơi. Hàng này hiếm lắm mấy chị ơi. Lâu lâu mấy chị chốt với chị sưu tầm mấy chị để dành đi chứ thật ra không có về nữa. Đây là Gia Hân Ngô 3 cây, Gia Hân Ngô nè, combo 3 cây là 240 ngàn nha. Em lên cho chị Hồ Bác 3 cây nè. Hồ Bác 3 cây đẹp cho chị Hồ Bác nè. 2 cây chị Hồ Bác nè. 2 cây ạ. À. Ồ quá trời đẹp mấy chị ơi. Nè coi nè mấy chị coi nè đẹp ghê không? Có 80 ngàn một cây nè. Cây này bắt đầu thắt ngọn dần rồi, bắt đầu chuẩn bị nhảy vào bông nè mấy chị thấy không? Chuẩn bị nhảy vào bông cho mấy chị rồi, không còn là cây tơ nữa. Xa 80 ngàn một cây nha. Cho chị Lý Thị Kim Hoàng thêm một cây cao, cho chị Lý Thị Kim Hoàng nè. Cho chị Lý Thị Kim Hoàng thêm một cây gặp đơn chị Lý Thị Kim Hoàng. Chiếc quẻ em chốt rồi, Hương Tràm chốt rồi. Chị Bích ơi, xiền bay cưng hết đất. Chị Bích Nguyễn có số điện thoại luôn, cảm ơn chị. Quyên Mai chút rồi, Sơn Nguyễn nhớ ghi tên. Mà em cho mấy cái cánh bông này nè, để cho mấy chị coi cái bông này nó dài. Cái bông này không thì là mới cho mấy chị một bông bổ thôi, chứ cái dòng bông này là bông dài dữ lắm. Cho mấy chị coi nè. Giống này bông cực kỳ dài mà nó bay lên, nó cánh bay nó nhìn rất là đẹp cho mấy chị. Cây rất là đẹp cho mấy chị nha, nó một bông dài lắm và cái giống này là hoa thơm. Và mấy chị sẽ để ý giùm em là cánh bông nó rất là khít nhau. Cái giống này nó khít nhau dữ lắm, khít nhau mấy chị và nó không có thưa. Nếu mà chị để ý cái cánh bông của mấy chị thưa thì những cái cành bông của mấy chị không có được đẹp. Mà cái này là nó khít nhau. Khít nhau nên là mấy chị sẽ thấy là nó đẹp lắm mà nó bền. Nó rất là bền, bông to nha. Cái nụ của nó giống như, nếu mà cái nụ của nó tròn tròn giống như là cái hộp sen mình vậy đó. Giống như cái hộp sen mình vậy đó. Cây này nó đẹp. Nó nở ra chuẩn mặt bông màu, chuẩn màu cho mấy chị luôn, chuẩn cái màu này nha mấy chị. Chuẩn cái màu này luôn. Ba lưỡi vàng, ba lưỡi cái này quên nhầm, cứ ba lưỡi vàng hoài. Ba lưỡi xanh, ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh cho mấy chị thông chai đen 3 lít cho mình nha. Combo 3 cây là 240 ngàn, 80 ngàn một cây. Cho chị Thanh Nguyễn thì một cây cao, chị Thanh Nguyễn nè. Thanh Nguyễn thì một cây cao, chị Thanh Nguyễn nha. Tiên Nguyễn đổi cây cao đúng không? Ok, chị Tiên Võ, quên nữa. Tiên Võ chốt đổi cây cao. À, cho chị Hồ Bác đổi lại ba cây cao cái chậu đúng không? Ok chị Hồ Bác. Hồ Bác 3 cây nè, combo 3 cây có 240 ngàn hả? Thích đổi cây cao thì em đổi cây cao cho. Cây cao thì nó hơi ít hơn xíu. Cây cao thì nó hơi ít hơn xíu. Combo 3 cây là 240 ngàn. Em đổi cây cao chị Hồ Bác nha. Đây,
cây cao rất là cao luôn nha chị Hồ Bác ơi. Chị thích cây cao thì em đổi cây cao cho chị. Đây, combo 3 cây là 240 ngàn. Mấy chị chưa có đủ đơn, mấy chị lấy giùm em một combo nha. Cố gắng lấy giùm em một combo giùm em nha. Đây nè, em lên cho mấy cây nữa cho mấy chị đây. Đợt này về lâu, cái này là có rồi, 3 tháng trước là có rồi đó mấy chị. Mà bán cho mấy chị cây giống này cũng lâu lắm rồi mới lên được cái cây giống này cho mấy chị nè. Đợi rất là lâu, mấy chị coi là cây lầm lắm, cây lầm mà nhiều thân lắm. Cái thằng này á thì nó ít thân hơn thằng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đã thì chết. Quên nữa, cái này cho chị Nguyễn Thảo, Nguyễn Thị Linh Thảo 4 cây nữa nè. 4 cây Nguyễn Thị Linh Thảo 4 cây nữa nè. Nguyễn Thị Linh Thảo 4 cây. Combo 3 cây là 240 ngàn. Còn cây này mấy chị có coi đẹp hay không mấy chị, xuất sắc. Cây của nó một lầm luôn á. Cây đẹp chứ lắm, đẹp luôn. Có cái này có 80 ngàn một cây à. Mà cây này rất là khỏe. Được cái là hoa rất là thơm nha, cánh nó cứng dày, độ cứng bông với dày bông cũng giống như ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỡ tia chớp á. Hiện tại năm nay thì nó đang hoa rất là hot cái dòng ba lưỡi. Cái gì? Đợi bá lai đã tới lai thì đi công tác hả? Trời ơi, chị Trần Su Su ơi, mua thì ở nhà có người nhận cho. Ba cây là 80 ngàn cây, ba cây 240 nha. Mấy chị coi nè, ba cây này một lần về mấy chị ghép vô chậu lớn, nó đẹp lắm luôn á. Cho em cái chậu nhựa 32, còn cái chậu nhựa đó không? Để em để vô cái chậu cho mấy chị. Đây này, chốt đổi chị Diễm Nguyễn 3 cây. Diễm Nguyễn chốt đổi combo 3 cây 240 ngàn. 3 cây là 240 ngàn. 240, 240 đó mấy chị ơi, 240 là 240 đó. Em bỏ vô cho mấy chị thích cây cao lấy cây cao. Anh chị thích cây lùm lấy cây lùm, em rất là dễ chịu với mấy chị. Đó, 3 cây là 200, em để cho mấy chị 3 cây lùm vô chậu nha. 3 cây này là ghép vô chậu đúng đẹp luôn á, ghép vô chậu lớn mấy chị. 3 cây này đúng đẹp, ghép vô chậu phi 32. Chậu phi 32 nha. Đừng có ém vô cái chậu nè, cho Son Nguyễn thêm cái cây nữa nè. Hàng này nói thật chứ mấy chị về ít lắm. Cây này á là tụi em, đây là lần đầu tiên tụi em về cái giống thằng Thông Chagin Balis này. Thông Chagin Balis này, bởi đặc tính của nó là đợi nó lâu nó bật bông đẹp chứ lắm đẹp mấy chị. Cánh hoa của nó dày và thơm, bền bông. Combo 3 cây là 240 ngàn, mấy chị coi nè. Cây nó xanh mướt cho mấy chị. Thông Chagin Balis chị Hồng Nguyễn ơi, cho chị mấy chị coi là mặt bông của nó nè. Mà em thích ở cái cánh của nó, cái lưỡi của nó mấy chị, cái lưỡi nó đặc biệt. Nhìn cái lưỡi nó đặc biệt. Bông của nó chuẩn luôn nha, mặt bông mặt màu màu chuẩn của nó luôn nha mấy chị. Ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh. Ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh. Nó cũng giống như ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ tia chớp, nhưng mà ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ tia chớp có lâu. Cánh bông cái lưỡi của nó thì khác cái dòng này. Đây là cái cánh, nói chung là nhìn cái đặc sắc ở cái cánh nó đẹp cho mấy chị. Combo 3 cây là 240 ngàn, 80 ngàn cây cho mấy chị nha. Thông Chagin Balis rất là đẹp luôn. Anh chị nào có chốt chốt giùm em. Xíu em sẽ lên cho mấy chị loại năm cánh trắng quốc dân đây. Em uống miếng nước em lên cái này cho mấy chị. Không biết nhiêu cây nè. Thôi em sẽ lên cho mấy chị năm cánh trắng quốc dân của mấy chị đây. Cái nó cao dữ lắm, cao luôn. Thơm, bông rất là đẹp, bông cực kỳ to mấy chị. Em coi cái giá đó. Năm cánh trắng quốc dân. Đây. Em lên cho mấy chị cái thằng này nha. Anh chị nào có chốt ba chậu này chốt giúp em nha. Ba chậu này là 240 ngàn. Em lên cho cái năm cánh trắng quốc dân cho mấy chị, em lấy cái mặt bông của nó. Chậu phi 32 là giá 35 ngàn. Phi 32 là giá 35 ngàn nha chị. Vanh đao vàng phía sau em là cái cây đó là 200 ngàn, chị Thanh Nguyễn. Để em lấy cho coi nè, em có được cây vanh đao vàng nè. Em để em lấy cho coi. Rồi em lên cho mấy chị cái năm cánh trắng quốc dân cho mấy chị nha. Đẹp, bông bự cho bá lửa luôn. Hàng này là cực thích cho mấy chị vô. Cây cao to dữ lắm nha mấy chị, cây cao bự lắm luôn. Có rồi, thì chị Thảo 4 cây rồi. Nè cho coi mấy chị coi cây van da cái nha. Này có một cây van da hả chị Thanh ơi. Chị nhấc một cây van da vàng cho chị. Van da vàng. Rồi không biết sao mà cái van da dạo gần đây là không hiếm lắm luôn mấy chị. Tím này kia thì có đầy cho mấy chị, vàng lại không có luôn. Cây van da vàng nha. Van da vàng này là 200 ngàn một cây và em chỉ có được một cây nhất cho mấy chị. Có chốt van da lấy van da 200 ngàn. 200 ngàn cây van da này nha. Cây đẹp xuất sắc. Có chốt van da, chốt cho chị Thanh Nguyễn cái vàng gặp đơn nè. Có cây một, không có được cây thứ hai nữa. Màu vàng, màu vàng có cây một. Rồi em lên cho mấy chị cái thằng à. Đây là cái thằng năm cánh trắng quốc dân của mấy chị đây.
độ bông cực kỳ thơm và to cỡ 4 ngón tay. Thằng này em nói thật chứ mấy chị, anh chị nào, nhà anh chị nào đã chơi rồi mấy chị sẽ cảm nhận, để ý giùm em, thân nó không nhảy ra một hai vòi đâu mấy chị ơi, lần cho mấy chị 3-4 vòi bông là không là bình thường. Đây là mặt bông của thằng năm cánh trắng quốc dân đây, hay còn kêu là che minh hoa nha mấy chị, che minh hoa. Cái giống này là hoa thơm, nó thuộc dòng bà liễu, nhưng mà nó thuộc dòng bà liễu lai, bông to cho mấy chị và cực kỳ to. Cái giống này khá là bền bông, cực kỳ bền bông cho mấy chị, thể trạng của nó bông cực kỳ to. Mấy chị coi cái cây của nó nè, bông to dữ lắm. Mấy chị chậm mà 4 ngón tay vô nó chả xi nhây đâu mấy chị ơi. Bông nó to, cánh chuỗi bông, bông nó rất là dài cho mấy chị. Và dòng này là hoa cực kỳ thơm nha. Hoa cực kỳ thơm cho mấy chị. Em đi một combo và em không có đi lẻ cho mấy chị. Cái thằng năm cánh trắng quốc dân này nè. Chị Quyên Lê, chị không có chốt cái thằng thông cho gin ba líp, thông cho gon ba líp hả chị? Chị Quyên Lê quá trời đẹp luôn kìa chị Quyên Lê ơi. Hoa thơm lắm. Nè cái mặt bông của thằng thông cho gin ba líp nè chị. Cây của nó nè có 80.000 cây hả chị. Ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh màu hoa thơm. Nó của dòng nó cũng như ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ tia chớp gì đó, mà cái này là nó là màu mới trên thị trường. Cái giống này có 80.000 cây lớn nha, để em lên cho mấy chị năm cánh trắng quốc dân trước đã đây, mà cầm bông đẹp ghê không. Đợi lâu dữ lắm, lâu rồi em mới có được cái này nè. Nè em lên cái cây cho chị Quyên Lê coi cái đã, đợi em xíu nha mấy chị. Em lên cho mấy cây nha. Cái cây này là 80.000 một cây. Để em lên cho mấy chị coi. Hồ điệp trắng là 170 một cây đó chị Quyên Nguyễn ơi. Đây nè. Cái này là không cho cái chị muốn lấy cây cao cũng có cây cao luôn. Mấy cây này bắt đầu hắt ngọn mà chuẩn bị cho bông hết rồi. Hạt cây lùm nha, cái này là em lựa cho mấy chị cây lùm. Combo 3 cây này là 240.000, 240.000, 240 á nha. 240.000 cho mấy chị. Không cho gin balip nha. Ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh. Giống này cánh cứng dày và hoa thơm. Khi nó cho bông là có chủ bông nó khít với nhau và nó bền bông. Mấy chị chơi cũng cỡ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng tùy theo cái chế độ chăm sóc của mình. Nó là dòng cây ưa nắng nha. Đó, cây như thế này thắt ngọn chuẩn bị cho bông, chị chăm cũng khoảng tầm tuần đến 10, tầm nếu mà trễ lắm thì khoảng nửa tháng cho mấy chị là có bông chơi. Thắt ngọn, bắt đầu thắt ngọn hết rồi, cây cao, chị muốn cao hơn nữa thì cũng có cao hơn nữa cho chị. Đó, em có Antamon đó chị Nguyễn Út ơi, Antamon xưa á chị muốn lấy cây cao hơn thì có cây cao hơn cho chị, 80.000 chồng. Để em lên cho nè, nè thích cây cao lấy cây cao. Cơ, thỏ vàng chưa chị Tâm ơi, chưa, thỏ vàng chưa có về kẹp đó. Thỏ vàng chưa có về kịp nó, lấy cây cao. Nó thích cây cao thì lấy cây cao. Combo 3 cây là 240.000 thông chơi đinh ba líp nha mấy chị. Giống này là hoa thơm, 80.000 cây. Xong rồi lên cái đồng cánh trắng quốc dân cho mấy chị nè. Nè em chốt chị Quyên Lê 3 cây cao nha. Quyên Lê, để chị Quyên Lê 3 cây cao nha. Có 80.000 rẻ lắm, mà cái giống là mặt bông mới đó mấy chị, hoa thơm. Người ta săn cái mặt bông này dữ lắm luôn rồi. Nè, em lên cho cái thằng này cho mấy chị nha. Bông búp thì không có đâu chị Quyên Nguyễn ơi. Cái màu trắng này bắt buộc thì về mình phải có nở có nụ nha. Đây có nở có nụ, để anh ba cây lùm nha, yến thứ bảy nghe lấy. Ok anh Nguyễn Đức nè, Nguyễn Đức ba cây lùm cho anh Nguyễn Đức nha. Ba cây không chơi game balip nè, không chơi gon balip. Đây nè cho anh Nguyễn Đức nè, ba cây. Dạ có cát Phúc Bảo ơi, có cát nha, có cát. Dạ anh Sơn Nguyễn đổi hết cây cao luôn hay là sao, đổi hết cây cao luôn hay sao? Để em đưa cho năm cánh trắng quốc dân này, cây như thế này nè mấy chị ơi. Cây rất là đẹp nha, bông cực kỳ to và cực kỳ thơm. Hàng này mà không có thơm lại không hoàn tiền lại mấy chị gấp 3 lần. Kêu nó là năm cánh trắng quốc dân rất là đẹp luôn. Năm cánh trắng lưỡi tím, còn kêu nó là giống che minh quai. Hàng này em báo giá cho mấy chị và đi một combo không có đi lẻ luôn đó nha. 60.000 một cây. 60.000 một cây nha. Combo 3 cây nè, cây nó rất là cao mấy chị ơi. Cây này nó cao dữ lắm và nó rất là nhanh bông. Hàng này anh chị nào để ý giùm em đi, nó cho cùng một lúc 4-5 vò bông là cái chuyện bình thường, chứ ít có khi nào mà cái giống này cho mấy chị xi vào cho vòi. Mấy chị có lô lúc trước em bán Tiền Giang mấy chị, một thân thôi nhảy 4-5 vò, một thân thôi là nhảy 4-5 vò bông cái giống này nè. Đây combo 3 cây là 180.000, năm cánh trắng quốc dân cho mấy chị, còn kêu là ba lưỡi vàng và em quên tào lao. Dòng che minh quai hoa thơm. Em cho mấy chị coi nè, cho Son Nguyễn 3 cây nè, Son Nguyễn 3 cây. Đây. Chị Nguyễn Kim nè, chị Nguyễn Kim nãy em nói nè. Là không cho gin balip là cái mặt bông này giống hoa thơm nha. Là cái này là 80.000 một cây á. Còn bây giờ em đang lên cho mấy chị là cái thằng năm cánh trắng quốc dân nè mấy chị. Bông cực kỳ to và hoa thơm. Có 60.000 một cây thôi. Thằng này cực kỳ siêu bông. Em nói thật chứ mấy chị, cây lùng nó đã cho bông rồi chứ không phải đợi tới cây cao đâu. Mà cái thằng này ok chị Hồ Liên, ba chậu phi 32 ạ. Cây cao dữ lắm, cao luôn. Mà có 60.000 rất là rẻ cho mấy chị chơi. Mà hàng này không thơm là em hoàn tiền lại cho mấy chị gấp 3 lần và cực kỳ thơm nồng. Cây của nó nhiều thân, chủ bông dài lắm mấy chị, bông của nó 4-5 ngón tay chứ không biết hơn đâu, to dữ lắm to. Đây nè, em lên tiếp cho chị anh Trí Quyển, ba cây đẹp cho anh Trí Quyển nè. Mấy chị coi cái cây của nó này đẹp không mấy chị? Đây nè, mấy chị coi cây nè, một cây của nó như thế này là rất là đẹp luôn. Có 60.000 một cây thôi, có 60.000 một cây nè mấy chị coi nè.
quá trời rẻ luôn. Mà cây của nó là cây cao rất đẹp, mà cây lầm nữa nha. Đây nè, Trí Nguyễn 3 cây, Trí Nguyễn 3 cây cho chị Nguyễn Dung 3 cây gộp đơn chị Nguyễn Dung nè. 60 ngàn một cây thôi, cây rất là đẹp nha mấy chị, một lầm luôn mà cây rất là khỏe. Mấy chị coi nè, cây cao to lắm mà cái giống này là cực kỳ thơm cho mấy chị. Cái giống này thơm dữ lắm, thơm nha. Chị Nguyễn Dung 3 cây, em lên chị Thư Phòng 3 cây nè, hàng này về ít hả? Này về, cái này về ít lắm mấy chị ơi. Đây nè, 2 cây cho chị Thư Phòng nè, 3 cây, hàng này không đẹp là không lấy tiền. Không có, em cam đoan mấy chị là nhận hàng không có chơi cái giống này. Và cây thắt ngọn bắt đầu chuẩn bị nứt, mất u dần cho mấy chị rồi nè. Đó. Đây nè, cái này cho chị Nguyễn cho chị Thư Phòng 3 cây. À, em lên cho chị Hân Gia 3 cây nè, Hân Gia 3 cây, chị Hân Gia là đẹp lắm luôn chị Hân Gia ơi. Cây một lùm cho chị luôn nè, Hân Gia 3 cây nha. Hân Gia 3 cây. Nguyễn Dung 3 cây rồi. Chị 3 cây nhơ tím nhú vòi, 2 chậu phi 30. Không có cây nào nhú vòi đâu chị Phạm Phước ơi, được thì em chốt chị nha. Cho Nguyễn Úc 4 cây, Nguyễn Úc nè. Nguyễn Úc 4 cây lên số điện thoại giùm em, có 60 ngàn cây nè mấy chị ơi, quá trời rẻ luôn. Nè, combo đi một combo giùm em, không có đi lẻ đâu, hàng này không có đi lẻ đâu mấy chị. Cây này nếu mà bán lẻ nó đắt lắm, nên là em đi một combo giá rất là nhuận cho mấy chị luôn. Đó, cho Nguyễn Úc 4 cây, Nguyễn Úc nè. Năm cánh trắng quốc dân hay còn kêu giống kem Minh Quay hoa thơm, cực kỳ bền bông cho mấy chị, cực kỳ bền và hoa rất là thơm nha. Đó. Em lên cho chị Trần Thị Nguyên 3 cây thông chai Genbalit, lựa cây lầm cho chị nè. Thông chai Genbalit cho chị Trần Thị Nguyên nè. Chị Phạm Phước ơi, lấy cây thắt ngọn giùm em đi, chứ còn mà cây nhú vòi thì em không có lựa cho chị được nha. Đây nè, em lên cho chị em lên cho chị Nguyên coi nè, cây đẹp lắm chị Nguyên ơi, có 80 ngàn cây à. Combo nó bắt nó đắt hơn thằng ba nữ vàng, ba nữ đỏ tí chết ở đây. Chị Trần Thị Nguyên 3 cây lầm cho chị nè. Có 80 ngàn hả? Thông chai Genbalit nè, ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh cho chị nè, 3 cây 240 một lùm luôn á. Đây nè. Ok chị Phạm Phước 3 cây cao đẹp cho chị Phạm Phước nè. 3 cây. Phạm Phước 3 cây nè. Năm cái nè, đẹp ghê không chị? Hàng này là mấy chị không có chê vào đâu được, một lùm luôn. Cây rất là khỏe cho mấy chị nè, cây cao khỏe có 60 ngàn một cây thôi. Combo 3 cây 180 ngàn. Chị Nguyễn Úc lên số điện thoại giùm em nha, cho chị Bích Nguyễn một cây gộp đơn nè. Đây nè, coi đẹp ghê không? Bích Nguyễn một cây gộp đơn 60 ngàn. Em lên cho Nhật Trường 3 cây, lên địa chỉ giùm em luôn Nhật Trường ơi. Nè, coi nè mấy chị, cây nào như cây đó cho mấy chị. Em cầm rồi thật với mấy chị rất là thích luôn. Nhìn vào cái cây như thế này là thích, em cảm nhận được cây nó đẹp là mấy chị nhận được hàng, mấy chị là sẽ thấy à cái cây này nó đẹp cho mấy chị. Đó, cho anh Nhật Trường 3 cây nè. Combo 3 cây 180 ngàn nha. Cho chị Hồ Liên 3 cây đẹp đều chị Hồ Liên nè. Chị Hồ Liên, hàng này mà mấy chị 3 cây về mấy chị ghép vô cái chậu phi 32 này, em nói thật chứ mấy chị ăn đứt luôn. Nó hàng này nó vừa thơm vừa đẹp cho mấy chị, và bông cực kỳ to. Mấy chị cố gắng lấy giùm em chị Hoa Mặt Trời, cố gắng lấy giùm em một combo chị Hoa Mặt Trời coi đẹp hay không mấy chị. Cho chị Hồ Liên 3 cây nè. 3 cây có 180 ngàn hả, có 60 ngàn một cây như thế này, một cây lùm như thế này. 3 cây mấy chị để vô chậu nè mấy chị thấy không? Đẹp dữ lắm, đẹp luôn á. 3 cây có 60 ngàn đúng rẻ luôn. Cho chị Hồ Bác một cây gộp đơn, chị Hồ Bác nè. Hồ Bác thích cây cao đẹp, để chị Hồ Bác cây gộp đơn chị Hồ Bác nè, 60 ngàn một cây. Hồi nãy anh đặt là thông chai Genbalit đó nha anh Võ Đức ơi. Cái bà Liễu hôm nay để coi còn hàng không nha chị Anh Nguyễn ơi. Cho chị Thúy Hình 3 cây đều nhau về chị ghép chậu nè. Thúy Hình 3 cây là đẹp lắm luôn nè chị ơi. Nè, 3 cây đều nhau về chị ghép chậu nha, có 60 ngàn một cây, combo 3 cây 180 ngàn. Cho chị An Nhiên 2 cây năm cánh trắng quốc nhiên dân cho chị An Nhiên nè. Đẹp quá nè chị An Nhiên ơi. Quá trời đẹp thật chứ mấy chị, cây này đẹp lắm luôn, combo 3 cây là 180 ngàn. Phạm Phước 3 cây là Nhật Trường có số điện thoại luôn rồi. Em lên cho chị Trần Thị Nguyên 5 cây nè. 3 cây cho chị Trần Thị Nguyên nè, 3 cây. Trời ơi đẹp quá nè chị Trần Thị Nguyên ơi. Có 60 ngàn. Hàng này em bán rẻ bởi vì em mấy chị đi một combo đi, em tính rẻ cho mấy chị chứ mà lấy lẻ ăn cây đắt lắm. Cái này là năm cánh trắng quốc dân hay còn kêu nó là giống kem Minh Quay, người ta hay kêu năm cánh trắng quốc dân tại vì bông của nó năm cánh trắng lưỡi tím và cực kỳ thơm. Đó. Cho Bon Nguyễn 3 cây lên số điện thoại giùm em nha. Bon Nguyễn ơi, một lùm luôn nè, em lựa cho mình cây một lùm luôn nè. Cây đều nhau về mình ghé chậu nha, 2 cây nè. Hàng này nhận hàng là em cam đoan không có một anh chị nào chê cái hàng này của em luôn á. Đó. Năm cánh trắng quốc dân nha, cho Bon Nguyễn 3 cây lên số điện thoại giùm em ạ. Combo 3 cây 180 ngàn nè. Bon Nguyễn 3 cây ạ. Cho chị Hoa Mặt Trời 2 cây, nhớ chốt thêm đơn giùm em chị Hoa Mặt Trời ơi. Em đi đủ đơn nha chị. Chị lấy không có đủ đơn là em không có gửi được á nha chị Hoa Mặt Trời. Đây nè, Hoa Mặt Trời 2 cây chị Hoa Mặt Trời nè. Nói cho chị Hầu Bác rồi à, em lên cho chị Nguyễn Lài 3 cây đẹp, chị Nguyễn Lài cao đẹp chị Nguyễn Lài nè. Đó, Nguyễn Lài 3 cây. Trời ơi, một lầm cao cho chị luôn nè. Nguyễn Lài 3 cây nè. Cây cao chị luôn nè, Nguyễn Lài 3 cây. Phạm Phước 2 chậu phi 32 gộp đơn. Vũ Trần Anh một combo nè, Vũ Trần Anh cho em cái địa chỉ luôn nhanh Bon Nguyễn ơi. Vũ Trần Anh một combo cho Vũ Trần Anh nè. 3 cây 180 ngàn, cây đẹp cho chị nha. Vũ Trần Anh lên số điện thoại địa chỉ giùm em luôn, em cho mấy chị coi là mặt bông của nó nè.
này kêu nó là năm cánh trắng quốc dân, hay còn kêu là năm cánh trắng hồng tím Cam Minh Quay. À, cái này là kêu nó là dòng Cam Minh Quay, quên chị quên mất tiêu rồi. Ừ, Cam Minh Quay nhưng giờ cứ quên cái tên. Đây là cái chỗ màu không? Trời ơi, nó tên tiếng Anh em đọc mệt lắm mấy chị ơi, gặp dốt tiếng Anh nữa mà. Đây nè, hoa thơm cho mấy chị và cực kỳ bành bông hoa. Em nói thật với mấy chị cỡ 3 tháng. Nếu mà anh chị chăm, em nói thật cam đoan mấy chị một điều, khi cây trưởng thành cho nó cùng một lúc 5 đến 6 vò bông là cái chuyện bình thường nha. Là cái chuyện bình thường chứ không phải là mấy chị nghĩ mình chăm tốt quá nó cho 4 5 vò cho mấy chị không. Đó là nhảy 4 5 vò là cái chuyện bình thường, đặc tính của cái dòng này rất là siêu hoa. Đó. Đây em lên cho mấy chị có hoa mặt trời, thêm một cây gập đơn nữa là 3 cây chị hoa mặt trời nè, đẹp ghê không, mấy chị có 60.000 một cây thôi. Cho Phạm Phước thêm 2 chậu nữa chị Phạm Phước nè. Nó Phạm Phước thêm 2 chậu lùm chị Phạm Phước thôi nè. Phạm Phước thêm 2 cây nữa gập đơn. An Nhiên cho thêm một cây chị An Nhiên nữa nè. Một cây chị An Nhiên nữa là 3 cây chị An Nhiên, quá đẹp luôn. Mấy chị nói thật, mấy chị lấy một combo không có lỗ mấy chị. Tại 3 cây vừa đủ xứng, mấy chị ghép vô một cái chậu lớn nhìn cho nó đẹp. Có 60.000 đúng rẻ luôn. Cực kỳ rẻ cho mấy chị luôn mà. Cho chị Nguyễn Thị Linh Thảo 2 cây, chị Nguyễn Thị Linh Thảo nè. Nguyễn Thị Linh Thảo 2 cây chị nè. Đây, 3 cây có 180.000 nên mấy chị đi chốt một combo đi. Đó. Chị Nguyễn Thị Linh Thảo 3 cây, chị Nguyễn Thị Linh Thảo là 60.000 một cây. Cho anh An Nhiên 3 cây nè, Nguyễn Úc chơi đơn, Nguyễn Úc xả ra. Nguyễn Úc. Anh An Nhiên 3 cây nè. Anh An Nhiên 3 cây hết luôn hả? Còn được vài cây nữa là hết mấy chị ơi. Anh An Nhiên 3 cây con đồ cho cô 3 cây cao luôn nè. Đẹp ghê không mấy chị ơi? Đó, cây đẹp ghê luôn. Ok anh Võ Đức ạ, Võ Đức đặt 3 cây anh Võ Đức 3 cây cho anh Võ Đức nè. Võ Đức chốt đổi 3 cây năm cánh trắng quốc dân, xả 3 cây thông cho Game Malik cho Võ Đức nè. Có 60.000 một cây. Đây nè Võ Đức nè, Võ Đức 3 cây thông 3 cây năm cánh trắng quốc dân cho anh Võ Đức nè. Combo 3 cây có 180.000 quá rẻ, 60.000 một cây. Mà cây này sắp hoa hết rồi mấy chị ơi, cây lùm một lùm cho mấy chị luôn nè. Anh Võ Đức 3 cây nè. Chốt đổi 3 cây kia bên Nguyễn có số điện thoại luôn. Chị lấy trong chậu lầm là không lấy cây cao nha chị Thúy Huỳnh ơi. Thúy Huỳnh chốt đổi 3 cây lầm chị Thúy Huỳnh nè. Thúy Huỳnh chốt đổi 3 cây lầm chị Thúy Huỳnh nha, 2 cây nè. 3 cây chị Thúy Huỳnh nè. 3 cây chị Thúy Huỳnh nha. 3 cây chốt đổi chị Thúy Huỳnh 3 cây nè. Thúy Huỳnh chốt đổi 3 cây, Phạm Phước chị lấy 3 cây thôi không lấy 5 cây, xả ra 2 cây. Cho Song Khoa một cây gập đơn chị Song Khoa nè. Song Khoa một cây gập đơn cho Song Khoa nha. Song Khoa một cây gập đơn. Em lên cho chị Tiên Lê nè. Tiên Lê qua tay gia đình 2 cây gập đơn nè. Tiên Lê một cây gập đơn. Tiên Lê một cây gặp đơn, hàng này không đẹp là không lấy tiền mấy chị, em cam đoan nhận hàng. Nếu mà mấy chị chơi cây xấu là em mới thật chứ mấy chị trả lại em luôn á. Cây đẹp lắm, em cầm lên em thấy thích lắm mà. Và có ăn canh mon luôn á chị Ngọc Liên ơi, có chị. Ok cô anh An Nhiên qua lấy cho chị Hà Thị Thúy Hằng 3 cây cao, chị Hà Thị Thúy Hằng còn nhớ rất hết à. Rồi em còn được có vài cây nữa là hết mấy chị ơi, là hết luôn rồi đó. 3 cây cao chị Hà Thị Thúy Hằng nè, 3 cây chị nè. 3 cây còn khoảng tầm 2-3 combo nữa là hết. Hà Thị Thúy Hằng 3 cây. Combo 3 cây là 180.000. Đây nè Hà Thị Thúy Hằng 3 cây nè. Nguyễn Úc xả ra chơi, Nguyễn Úc super số mấy đó, 4 cây. 3 cây là 180.000. 5 cánh trắng quốc dân. Phạm Phước xả ra 2 cây. 3 cây 180.000 nha. Em còn được 1 combo, 2 combo, 3 combo cho mấy chị thôi. Hồ điệp tím lai hả? Hình như em hết rồi. Hồ điệp tím lai móc 8 tóc thì em không có, em chỉ có móc 1 mét thôi. Móc 1 mét là 5.000 một cái chị Hồ Liên. Móc dài 1 mét nha, móc lớn luôn á. Có móc 70 cm chứ móc 1 mét thôi, móc 1 mét là 5.000 đồng một cái. Nó còn móc 70 thì có 2.000 đồng một cái thôi. Chốt cho đặt tiền 3 cây nè, đặt tiền 3 cây lên xong tin giùm em. 3 cây có 180 mà mấy triệu quá rẻ luôn nè, em lên cho một combo lùm. Đây đủ 3 combo luôn hả? Rồi đủ 3 combo cho mấy chị còn nè. Cho thì Thanh Tâm 3 cây nè, quá trời đẹp luôn, một lùm. Nhớ giùm em đặc tính của cái giống này là hoa thơm giùm em nha, hàng này không thơm là em hoàn tiền lại cho mấy chị gấp 3 lần luôn. Cho Thanh Trần 3 cây nè. Thanh Trần 3 cây, Thanh Trần nè. Đây nè, còn được 2 combo cuối cùng cho mấy chị là hết nha. Hoa cực kỳ bền, bông và thơm. Bông của nó, nếu mà nó so đường kính bông của nó là 4 ngón tay của em. Và khá là bền, cái đặc tính của cái giống này là xuyên hoa. Và cái chuỗi bộ bông nó rất là dài luôn. 3 cây là 180.000. Có chốt 3 này, chốt 180 giùm em 3 cây. 3 cây có 60.000 cây, quá rẻ đó mấy chị chơi nè. Chị Hăng Gia. Ok chị Hăng Gia, tại vì em có cầm lên là em lựa cho mấy chị toàn là cây điều không à. Em biết về mấy chị sẽ lấy một combo, mấy chị ghép chậu lên là trong đầu em sẽ lựa cho mấy chị cây điều không à. Ok đặt tiền gặp chung đơn Diễm Nguyễn. 3 cây 180.000 nha, chốt 3 cây này chốt 180, em còn được 2 combo cuối cùng mấy chơi cây đẹp cho mấy chị một lần luôn. Cái này chốt với chị Mỹ Duyên nè. Mỹ Duyên lên số điện thoại giùm em. Em còn Vũ Trần Anh nè.
Vũ Trần Anh 3 cây cho Vũ Trần Anh nữa, gặp đơn nè. Vũ Trần Anh là được combo cao cho Vũ Trần Anh, nữa này là hết luôn nha. Ok chị Hồ Liên 20 móc 1 mét cho chị Hồ Liên ạ. À. Mỹ Duyên lên cho em số điện thoại nha, em hết. Chị em chúc dư cho Bon Nguyễn thêm 3 cây nha. Chúc dư cho Bon Nguyễn 3 cây. Nó năm kính chấn hút chân em vừa bán hết rồi đó. Em chúc dư cho Bon Nguyễn 3 cây nha Bon Nguyễn ơi. Rồi hết, rồi em lên một cái giống này cho mấy chị cực kỳ đẹp. Trời ơi, cái giống này thổ mấy chị ơi, sen bông dữ lắm, sen bông luôn nè. Mà cây đang vào có được mấy cây vậy? Có được mấy cây à, không có nhiều đâu chị nào giành được chành. Mà cái giống này mấy chị biết không, bông của nó cỡ 4 tháng luôn, nói nhiều khi mấy đứa chị không tin. Ok chị Mỹ Duyên. Mà mọc bông nó cực đẹp, em cho mấy chị có bông mẫu luôn chứ khỏi phải bông chuẩn luôn, phải có lát. Mà cây nó bợ coi được có mấy cây. Cái này combo 3 cây 200 ngàn. Trời ơi, chị Hồ Lan nãy giờ không vô, có thằng ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh thông chai gin 3 lít luôn á chị Hồ Lan ơi, hoa thơm kìa. Ừ. Ok chị Mỹ Duyên. Được chi nhất 4 combo cho mấy chị nào giành thì giành. Cái giống này chị chơi về để ý đúng không? Cái thằng này là kêu nó là chanh châu lai. Mặt bông của nó là màu vàng, vàng là vàng đồng như thế này, rất là đẹp nha mấy chị, cực kỳ bền bông. Và nó đều mà cây nó rất là cây của mấy chị coi là cây thể đạt, ít có khi nào mà dòng chanh châu nào mà được cái thân đẹp như thế này. Em cam đoan với mấy chị mua chanh châu chị biết đi. Thân tại cái đặc tính của thằng chanh châu là cái thân lúc nào nó cũng mấy chị cũng nhìn vô cái thân nó già cỗi, nói chung là nó rất là già. Nói chung là dù cái cây đó là cái cây em biết mấy chị là mua cây tơ cây bói luôn đó, mà cái thân nó rất là già. Không biết sao mà cái lô chanh châu lai này cho mấy chị là bông nó, cái lá thân của nó rất là đẹp và xanh mướt vô cùng. Em có được duy nhất 4 combo cho mấy chị, 3 cây là 200 ngàn. Combo 3 cây chanh châu cho mấy chị là một của nó là màu vàng đồng nha. Màu này cực kỳ đẹp, nó tự lên màu tự nhiên cho mấy chị. Và giống này cực kỳ xe hoa. Cho chị Nguyễn Kim 3 cây nè, cây mướt lắm. Có được 4 combo mấy chị à, Nguyễn Kim 3 cây. Combo 3 cây là 200 ngàn mấy chị ơi. Mà cây xanh mướt nè mấy chị. Đó, cái này cho chị Thư Phùng một cây gặp đơn, Thư Phu Phùng nè. Đúng rồi, nó lùng, nó già lắm. Mấy chị nghĩ đúng rồi. Nói thật mấy chị là nó em cho chị Nghi Trần một combo vừa dài, chị Nghi Trần nè. Nó combo 3 cây có 200 ngàn hả, rồi còn dư được còn mấy cây, không có nhiều mấy chị về, không có nhiều. Thật sự trên trao thân nói chung là em nói thật chứ mấy chị phải dùng một từ diễn tả, bông nó đẹp thiệt là đẹp thiệt, nhưng mà cái thân nó xấu lắm. Chung là nếu mà nhìn cũng tạm chấp nhận được, nói chung là vậy chứ không phải đến nỗi là xấu, mà tại bản chất cái thân của nó là như vậy. Nói cái này cho chị Nghi Trần 3 cây nè, em lên cái này cho anh một cây trên sông Nguyễn gặp đơn quá trời đẹp, thân quá trời mướt luôn nè mấy chị thấy không. Đây nè, em cho chị Nguyễn Thị Linh Thảo 3 cây, chị Nguyễn Thị Linh Thảo nè. Cái còn được dư cây mà. Chị Nguyễn Thị Linh Thảo 3 cây, chị Nguyễn Thị Linh Thảo nè. Đây cái cây này đang vòi luôn nè. Còn được cây lấy 4 cây đi chị Thảo ơi, giờ ghép vô chậu. Còn được cây này nè, cây này đang ha. Còn được một combo nữa mấy chị ơi, còn sót được một combo. Còn một combo nữa. Cho Bon Nguyễn 3 cây luôn là hết luôn nè. Còn được dư combo nữa rồi. Là Bon Nguyễn nha, cây này đang hai vòi nụ luôn nè. Đây là hết luôn rồi nè. Cho Bon Nguyễn một combo nữa nha. Là đây là hết luôn ạ. 3 cây trên giao 200 ngàn. Hết quá trời rẻ. Rồi em lên cho cái thằng này, trời ơi cái giống này không biết bao nhiêu dồi nữa. Quỷ yêu không mấy chôi, quá trời dồi luôn nè. Hãy kêu nó hụt thừ, không biết sao để diễn tả. Gửi cho chị hai chậu em cầm, ok chị chậu Phi 32. Hai chậu chị Nguyễn Kim Phi 32 hết rồi chị Thúy ơi. Chị Nguyễn Kim không lấy cái mặt bông này hả chị Nguyễn Kim? Trời ơi cái mặt bông này em thật mấy chị, làm mưa làm gió nè. Combo 3 cây là có 240 hả? Giá có 80 ngàn một cây thôi mấy chị. Giá mấy chị nghĩ 80 ngàn là đắt, nhưng thật sự mấy chị 80 ngàn là nó rất là rẻ so với cái giống này trên thị trường. So với cái giống trên thị trường nè mấy chị coi nè, thông chai ren 3 lít, 3 lưỡi tím, 3 lưỡi xanh, mà cái lưỡi tím của nó phải chuẩn màu. Hàng này em bao chuẩn màu bông cho mấy chị cái thứ nhất, và chuẩn mặt bông mi hình, cái cánh bông nó sao dây vậy cho mấy chị, và cực kỳ thơm nha, cực kỳ thơm. Trong cái ren 3 lít 3 cây có 240 ngàn, em lựa thử cho mấy chị một combo cây, mấy chị thấy không, mấy chị coi cái cây đẹp này lựa cho em một combo, còn được có mấy combo nó là hết rồi mấy chị. Thông chai ren 3 lít, cây của nó đúng lầm một lầm luôn cho mấy chị luôn. Rồi xong xíu em lên cho mấy chị cái quỷ yêu này nè. Thật sự với mấy chị là nói tướng kêu nó quỷ yêu gì không biết, là do nó nhiều dòi quá, nó quá nhiều dòi. Cái cây này là cây sắp hoa chị Nguyễn Kim ơi. Mà cây này em lựa cho chị cây cao, cho biết chị coi cây cao nè. Tại xíu đi em có được mấy cây à. Tại xíu em lên cái thằng quỷ yêu mà nhiều dòi bông này cho mấy chị coi. Anh chị nào muốn lấy cây lầm, lấy cây lầm thì nó nhiều thân, cây cao thì ít thân. Đây là cây lầm, đây là cây lầm nha. Cây lầm thì cũng bằng giá, mà cây cao nó cũng bằng giá. Đây là em lên cho mấy cây lầm trước nha. Cây lầm 3 cây là cũng là 240, em lựa cho một combo cây cao cho mấy chị. Thông chai gen 3 lít cho mấy chị. Thông chai gen 3 lít, hoặc là nhiều anh chị kêu bà thông chai gon đó, là hoặc là thông chai gen là cũng là nó. 3 lưỡi tím, 3 lưỡi xanh,
xanh của nó là xanh xanh bơ đậm lên cho mấy chị, mà cánh cứng dày và rất là thơm và rất là bền bông luôn. Dù nó là hàng hoa thơm nhưng mà nó rất là mấy chị chơi bền bông lắm. Đây nè, cây đẹp quá trời đẹp luôn nè. Em lựa cho mình cây lầm nè chị Trương Ngọc Liên ơi, quá đẹp. Chị Trương Ngọc Liên có 80.000 cây à. Trương Ngọc Liên một cây nè, một lầm luôn á. Hàng này mấy chị chơi, mấy chị nghĩ 80.000, mấy chị nói thật là bán ra đắt nhưng mà không, mấy chị, cái giống này giá rất là cao. Giống này nó giống như ba lựu vàng, ba lựu đỏ tia chớp gì đó. Đây nè, ba cây là 240.000, em lên cho một combo cây cao. Chị nào thích cây cao lấy cây cao, cây cao lấy cây cao, ba cây cũng bằng giá. Cho chị Thanh Trần ba cây nè, chị Thanh Trần lấy ba cây lầm á. Chị Thanh Trần đây nè, đây em lên cho Thanh Trần ba cây, ba cây combo lầm cho chị Thanh Trần, cho em cái địa chỉ luôn nha. Chị Thanh Trần ơi, ba cây có 240.000, quá đẹp, một lầm luôn, xanh mướt cho mấy chị nha. Hai cây chị Thanh Trần nè, đây nè, hai cây cho chị Thanh Trần. Cho Bon Nguyễn một cây lầm gập đơn nè, Bon Nguyễn, Bon Nguyễn một cây lầm gập đơn, để em xíu nha. Trời ơi, tiếng Anh em dở lắm, Vũ Trần Anh ơi, em đọc gì mấy chị cũng hiểu em đi, em dịch ra tiếng Việt đó chứ đừng, mấy chị đừng nghĩ em đây. Trời ơi, nói chung là mấy em cứ kêu là ba lưỡi vàng, ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh đi chứ tiếng Anh em dở lắm mấy chị ơi. Đây là cái này em để cho Bon Nguyễn cây gập đơn cho Bon Nguyễn ơi. Em đang cho combo cây cao nè, cho thêm cây cao đi em, chị hết cây cao lấy cây cao, cây cao thì nó ít hơn, cây cao thì nó nhanh bông hơn, thì thích mấy chị thôi, nó là vậy, cũng bằng giá. Chị Bích bắt bẻ nè, chị Bích bắt bẻ em nữa, Grand Green gì đó mấy chị. thông chay green kiron, cho xem thông chay green g green gì đó, hơi mệt quá đi. Ba cây này là 240.000, nói xíu là lộn nữa, ba cây cao này là 240.000, 80.000 một cây, nhưng mà đúng rồi đó, cái tên tiếng Anh đây là vậy. Hoặc là kêu tiếng Việt cho nó dễ hiểu là ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh, ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh hoa thơm, nói chung là vậy đi mấy chị ơi. Chứ giờ mà đọc ra tiếng Anh mấy chị là chỉnh phát âm là mệt lắm, mệt mỏi lắm. Ba cây cao này là 240.000, chị nào thích ba cây này là chốt 240 giùm em. Xong em lên cái quỷ yêu này, nó cho rất là nhiều bông nè, vòi bông nè mấy chị, cực kỳ thơm luôn. Cái quỷ yêu này nó nhiều vòi bông dữ lắm luôn, mà cái này có nhiều sọt một hả? Có một duy nhất một sọt một, chắc được có 3-4 combo nữa, biếm bao nhiêu cây. Có chốt cái này, chốt combo cây cao rồi chốt nha. Ba cây là 240.000, em lên cho cái thằng này cho mấy chị nè. Còn được cây hả? Còn được cây trên trao nè. Còn được cây trên trao nè mấy chị. Cây trên trao nè, chị nào chốt hụt nè. Em còn được cây trên trao 2 giờ bông nãy nè mấy chị. Cây trên trao 2 giờ bông nè, 70.000. Chị nào chốt nãy, chị nào chốt hụt á, cây trên trao á. Rồi em lên cái giống khác này nè, chị Hân Giao, để em 30 giây. Cây trên trao em lên cho cái trên trao nha. Để quên, em lên trước cái cây này đi. Rồi cái em lên. Còn được một cây trên trao 70.000, cái trên trao nãy mới lên chị đó mấy chị. Còn sót được cây này đẹp không? Đang 2 vòi bông nè. Chốt chị thiếu hình một cây trên trao gặp đơn nè. Rồi lên cho cái thằng quỷ yêu này, nó rất là nhiều vòi. Trời ơi, đến thật mấy chị. Ôi ơi, mấy chị coi nè. Đây. Mấy chị nhìn cây chắc mấy chị biết cái gì rồi. Có combo. Hàng này bán rất là rẻ, nhanh, bán nhanh cho mấy chị luôn, tại có ít, bán rất là nhanh cho mấy chị. Combo 3 cây là 200.000, trời ơi, nó vòi bông đẹp kìa. Xay sao quay hoa thơm. Rồi, nó nhiêu đó thôi mấy chị ơi. Cái quỷ yêu này nó cho rất là nhiều vòi bông. Xay sao quay hoa thơm đi một combo mấy chị nha. Nó nhiều vòi lắm, nó là một trong những cái dòng đen rô nắng mà em nói thật mấy chị, nó cho vòi bông kỷ lục. Phải nói chị, một tiếng vòi bông kỷ lục là vậy đó, tại vì nó cái bản chất của thằng này nó rất nhiều vòi bông và hoa thơm. Combo 3 cây là 200.000, cho mấy chị coi được bao nhiêu cây vậy? Có mười mấy cây à, được dài combo cho mấy chị nha. Vòi bông thì chi chít lên nhau rất là khỏe. Cây này cực kỳ khỏe mấy chị luôn. Ba cây là 200.000. Đó. Vòi bông rất là nhiều, combo 3 cây là 200.000 cho mấy chị. Xe sâu hoa hoa thơm. Cái giống này xe sâu hoa hoa thơm mà nó cực kỳ bền bông. Em nói thật cũng nói là một trong những cái dòng đen rô nắng mà em cảm giác được là nó cho vòi bông rất là đỉnh mấy chị. Khủng khiếp luôn á, nó nhảy vòi bông, em nói thật cho mấy chị là nó nứt liên tục. Xe sâu hoa hoa thơm. Xe sâu hoa hoa thơm nha. Em để cái này cho chị Tiên Lê một cây gập đơn nè. Em lên cho chị Trần Thị Nguyên một combo. Chị Trần Thị Nguyên có rất là nhiều vòi, ông tại em không có đếm vòi, cái giống này rất là nhiều vòi cho mấy chị. Combo 3 cây có 1, có 200.000 à. Combo 3 cây có 200.000 cho mấy chị. Xe sâu hoa hoa thơm, cái giống này nó cho rất là nhiều vòi luôn. Tại bản chất cái thằng này là vòi bông nó mọc liên tục. Hồi điệp tím không có, chị Nguyễn, hồi điệp tím em có nhưng mà để bên cửa hàng, chị lấy mảng á chị Nguyễn Kim ơi. Mảng á chị nè, vòi bông nó nhảy liên tục thôi, nó lá thôi. Xe sâu hoa hoa thơm. Cái giống này xiên hoa cực kỳ, coi được như cây. Chốt một combo xe sâu quay hoa thơm cho chị Phạm Thị Như Hiền gặp đơn.
cho anh Nhật Trường một cây xe sao quay hoa thơm gặp đơn cho anh Nhật Trường. Combo 3 cây có 200 ngàn hà nha quý vị ơi, quá rẻ luôn rồi. Em cho chị một cái cây nở bông, có nụ có nở này luôn nha chị Nghi Trần, để cho chị chơi mặt bông luôn nè. À, cho chị gặp đơn chị Bích Nguyễn một cây đang nụ, gặp đơn chị Bích Nguyễn một cây nè. À, đồng tiền vào thì hôm nay hết, có đồng tiền tím thôi. À, có không bầu vào giờ khủng, hôm nay chưa có hàng. Để em ít bữa đi, ít bữa đi. Em có cái thằng Cesaret lớn chậu khủng nè, mấy chị lấy không? Cho chị Hương Tràm một cây Cesaret gặp đơn nè, quá cho đẹp luôn, quả bông dữ lắm luôn. Hương Tràm một cây. Cho chị Bích Nguyễn chốt rồi, chị Bích Nguyễn gặp đơn rồi. Em còn được nhiêu cây ta? Hai combo nữa hả mấy tình yêu ơi? Hai combo nữa nè. Trời ơi nè, mấy chị coi nó vội nó nhảy khủng khiếp không? Nó có cáp luôn, Phúc Bảo ơi, cáp đẹp lắm. Mấy cây à? Cho chị hai cây cao đều đây đây. Em để cho chị An Nhiên hai cây cây này, cho chị An Nhiên nè. An Nhiên hai cây. Em còn được 4 cây nữa là hết nha. Xe sao quay hoa thơm. À, 3 lưỡi vàng, 3 lưỡi đỏ. Có chị Tiên Lê ơi, nhưng mà chiều nay mới về. Chiều nay mới về mà cây lầm đẹp lắm. Chị Tiên Lê gắn, chị Tiên Lê chiều nay có hàng. Buổi sáng này có thông chơi gôn ba clip cho mình hả? Tiên Lê không sưu tầm, chơi sưu tầm 3 lưỡi vàng, 3 lưỡi đỏ tới chết mà không có chốt cái thằng thông chơi gôn ba clip hả chị? Ôi, đây nè, cho cái này em lên 3 cây nhiều vòi nè, cho Vũ Anh Trần nha, Vũ Trần Anh nè, một combo nè. Còn được một cây lầm nhiều thân. Thế thay tròn cho mấy chị 70 ngàn gặp đơn, ok tình yêu, còn cây một. Rồi em lên cho cái mấy chậu cá thôi, còn được mấy cây à? Biết màu. Đi ra. Chị Thu Mai ơi, ráng thổ vàng ít bữa giùm em đi. Một cây gặp đơn cho Hăng Gia nè, Hăng Gia một cây gặp đơn cho Hăng Gia. Trời ơi em ơi, cái này là tím bông to nè, nhìn là biết mặt bông của nó rồi. Quá trời đẹp mấy chị ơi. Cây này một lầm không luôn nè. Chắc mỗi cây màu mấy chị. Đây nè, em nghĩ là cái này là tím bông to cáp nè mấy chị. Cáp nè, em bên trước cho bài có được 2, 4, 5 chậu cáp thôi. Em lên cho mấy chị đốt 5 chậu cáp nha. Cái chậu cáp này là 250.000 màu tím đậm bông to. Cáp này nó thuần vườn hết rồi. Nên là cái cây em đao cam đao mấy chị cực kỳ khỏe nha, cực kỳ khỏe. Tím là tím đậm bông to nha mấy chị. Cây này là 250. Hai tím đậm bông to mà mắc vàng á mấy chị. 250 cái chậu này, chốt này chốt 250 giùm em. Có nhiều mặt bông lạ lão nè. Ôi cái cây này màu gì đi? Này nó đốm nè. Cái này hay còn kêu mấy dòng cáp mọc mụn nè mấy chị, nó hơi đốm đó mấy chị. Mà không biết rõ của nó là cái màu gì thôi. Đây. Hả? À cáp này phải thơm. Cáp bông to này phải thơm mấy chị Nguyễn Bích ơi. Hà lại cáp phải thơm nè chị. Mấy cái bông này mà không thơm nó thì thôi luôn á. Thiệt luôn, mấy cái bông bự và bá này mà không thơm nó là thôi luôn á mấy chị. Đây. Cây này nha. Cây này là 250. 250. Còn cây này không biết màu mấy chị ơi. Gửi Đà Nẵng nếu mà anh không có rơi vào khu vực cách ly thì anh gửi được. Nếu mà cái chỗ anh ở không có bị cấm xe đi lại thì vẫn gửi bình thường, còn nếu mà cấm xe đi lại thì không gửi được. Đó. Anh ở Đà Nẵng thì gửi Đà Nẵng vẫn có một số khu vực gửi bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Chỉ trừ trường hợp là cho Bon Nguyễn cái giò cát đi nha, 250 cho Bon Nguyễn nha, không đẹp lấy tiền Bon Nguyễn. Trừ khi là mình cấm xe luôn, không cho lưu thông nữa thì ấy. Đây, cái cây mặt bông rất là lạ. Em không thì mấy cái này đốm đốm người ta hay còn kêu là mấy dòng giò cáp mọc mụn đó mấy chị, không phải là mọc mụn gì mà nó đốm cánh thì nó rất là đẹp. Cái chậu này nha, có một cây thôi, cái cây này em có được một cây nhất cho mấy chị thôi. Anh chị nào có chốt cái giò này chốt 250 giùm em. Còn cáp này nha, cáp này nó thuần hết cho mấy chị rồi nên vận chuyển bông của mấy chị rất là ok an toàn. Cây này hai thuần vườn hết mấy chị, hàng cáp này đa phần là thuần vườn hết. Nhớ chậu này, cái chậu này là 250 nha, có chốt thì chốt 250. Thì cáp nó đang nụ nên không có. Tại nhiều khi em nói mấy chị mặt bông này nhưng mà nó nở ra cái nó hơi biến biến thì có thể biết là chuẩn cái màu. À em nói mấy chị màu tím thì nó ra màu tím, nhưng mà nhiều khi cái lưỡi của nó, nhiều khi em nói mấy chị lưỡi vàng, nhiều khi nó ra lưỡi đỏ cũng chừng nữa. Tại cáp nó hay biến thể lắm mấy chị. Cái chậu này là chốt giúp em là 250. 250 cái chậu này nha. Chốt thì ok giúp em là 250. Mặt bông này cái sẽ là đốm đốm cho mấy chị, cánh bông nó sẽ đốm đốm nhưng mà không biết là đốm nó theo thể loại gì thôi. Cây này là 250 có chốt này, chốt 250 giùm em cái cây này nha. Thì em lên có vài giò cát rồi cho mấy chị coi. Cây này cắt gì đó? Giống bông đỏ vậy. Đỏ cam nè. Cây bông này là cắt cam nè mấy chị. Em chuẩn mấy chị luôn nè. Cây này là cây cắt cam nè. Bông màu cam chứ không phải màu tím nha. Cắt cam đó. Cây này anh chị nào có chốt cây này là chốt 230.000 cái cây cắt cam này nha. 230.000. Cắt cam bông to nha. Ngay mặt bông là nhìn là rõ luôn, là hiện lên rõ cho mấy chị. Bông nụ rất là lớn nha. Cắt một lá bông to. Màu này là màu cam đậm nè mấy chị. Cam đậm tuyền nha. Cây này là 230.000. Có chốt cam mà chốt.
cái nào nói tím là tím, còn cái nào nào cam là cam, nhưng mà cam nhiều khi cái lưỡi nó khác nha. Nhưng mà biết mấy chị chắc là màu cam mấy chị được. Cái đó màu cam đúng không? Đây là màu cam nè, em có được hai cây cam cho mấy chị nha. Đây là cách cam 230.000, bông to, có chốt này chốt 230.000 nha mấy chị, 230.000. Chốt cam chị Phạm Mai Dung nè. Em còn được một cây cam cho mấy chị nha. Đây, mấy chị. Đây nè, cách cam và cái mèo bên đây đang đậu bông cho mấy chị nữa nè, đang đậu bông nữa nè. Nói cho chị Thư Phùng một cây cách cam 230.000. Cái cây này á là em nghĩ là của nó là cam mà nhưng mà cam đỏ đậm nha mấy chị, em nghĩ là như vậy luôn á. Cái mặt bông này có thể rất là đẹp luôn nè. Em để cho anh Phúc Bảo cái này, anh Phúc Bảo màu cam mà hơi chuyển hơi là em nghĩ là cái màu nó hơi đỏ cam á nha anh Phúc Bảo. Cây này em để cho anh Phúc Bảo, cái này 230.000 nha. 230.000. Đây nè, cái còn cái cây này nè. Cây này á là cái cây này em không có biết màu nhưng mà nó một lầm luôn. Cái dòng này là em, nó là dòng cách cánh sáp, không phải là cách bông to, nhưng mà nó là dòng cách cánh sáp bông to, theo cánh bông là cánh nhím nhãn. Cái chậu này là 230.000 một lầm luôn nha. Có chốt các cánh sáp thì chốt 230.000 cái chậu này. Em còn được một cái chậu này cho mấy chị nha. 230. Cây này nè, 230.000 các cánh sáp một lầm luôn nha mấy chị. 230 chốt thì ok, thì em còn được hai chậu. Một chậu cắt mật mụn là 250. Cắt này rất đắt là tiền nè. Để chốt cái này cho chị Nhi Tây 230.000 nè. Nhi Tây, em còn được cái chậu này 250 nha mấy chị. Cái này là cắt mật mụn này, như nếu mà không đo đấu không lầm thì nó có thể ra màu trắng không tím đó mấy chị. Trắng không tím cái cây này là 250, mà này là dòng cắt một lá. Còn được có một duy nhất một chậu này 250 nha, có chốt là chốt 250. Nhi Tây cho em thông tin nha, anh Phúc Bảo cho em thông tin nha, cảm ơn anh. Rồi là hết cá rồi đấy. Em sẽ lên cho mấy chị một cái dòng này. Còn à, cái đó cái hoa hồng blue hả? Em có được một cây hoa hồng blue. Hoa hồng blue này cây đang nụ bông nè mấy chị. Đây nè, cây hoa hồng blue, cây này cây đang nụ bông lớn, của bông lớn cho mấy chị. Anh chị nào chốt cái cây này chốt 90.000 gặp đơn nha. Hoa hồng blue nụ lớn 90.000 gặp đơn. Chốt thì ok giúp em, cây này là 90.000, có được một cây nhất cho mấy chị cây cao luôn nè. 90.000 cây này nha. Có chốt chốt em lên cho mấy cây bự trà bá lửa này cho mấy chị mà rất là cao nè, rất là cao. Hết anh Hiền Tú ơi. Chốt cái này cho chị Quyên Hà Quyên. Chốt hoa hồng cho chị Hình Quyên. Hình Quyên hoa hồng 90.000. Anh Phạm Quốc Tấn mà gửi bài hàng 3 ngày chưa thấy, anh inbox của Messenger giùm em xíu like xong kiểm tra có đơn hàng của mình nha anh Phạm Quốc Tấn ơi. Cái cắt 250, anh chị nào có chốt 250. Em lên cho cái thằng này đẹp tuyệt vời cho mấy chị nè. Chắc trời ơi. Cây này cao dữ lắm, cao mấy chị ơi. Có chậu khủng rồi đó, chị Yên Nguyễn rồi em xíu chị Yên Nguyễn em lên em bán giá cực kỳ mềm cho mấy chị. Có hổ mang nữa kìa. Mấy chị về mấy chị sẽ thấy cái hổ mang đó, em lên trước cho cái này cho. Lên cái này trước đi. Ờ đúng rồi đó. Cái gì vậy? Cái này trước nè. Em lên trước cái này cho mấy chị. Ok chị Hình Nguyên. Đây nè đẹp dữ lắm, đẹp nè. Đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Mà cây này cao lắm mấy chị, không phải là còn là cây nhỏ nha, mà nó cao như đây nè. Mà rẻ, bán cũng có mấy chị rẻ lắm luôn. Cũng có 60 nè. Đồ cát này chốt 230 luôn hả? Rồi 250. Chị Hằng Gia có đơn cho. Có đơn rồi em để luôn cho. Đây em lên cái này cho mấy chị. Cây này đẹp lắm, đẹp em lấy cái mặt bông mà cho mấy chị, cây cao lắm rồi nha mấy chị ơi. Cây cao lắm mà nụ lớn cao ngồng luôn á. Hàng này bây giờ nó thật cái mấy chị bán là 80-90 ngàn cây vẫn bình thường. Em bán cho 60 ngàn cây là có được mấy cây thôi, nhưng mà đi một combo giùm em nha. Em nói rồi đó mấy chị, đi một combo giùm em đi, em tính giá rẻ cho mấy chị luôn. Đó. Đi một combo là có 180 ngàn hà. Mà em về cho mấy chị hôm nay là em về cho mấy cái lavender này. Mà lavender này cây cao cả mét đó, chứ không biết phải lavender mà lùm nữa đâu nha. Cái lavender này cực kỳ cao cho mấy chị, bự trà bá lửa luôn. Đợi em xíu nha, em lấy cái mặt bông của nó cho mấy chị coi. Có được vài cây mà cây đẹp lắm, cây này là em nhìn là em thích liền. Cây là mấy chị em dơ lên là dơ cây lên là mấy chị em thích liền ngay lập tức. Đây nè, để cho chị Hân Gia cái cát này luôn nè nha. Chị Hân Gia cát này luôn. À, để em xíu lấy cái mặt bông này cả nhà. Đây. Trời ơi. Mở cái điện thoại cái nó bị giấy nữa rồi. Bấm trúng mặt bông lavender mới hiện một bông rồng này, khùng khùng tới rồi đó. Ra. Cái đẹp lắm mấy chị ơi. Bực tới rồi đó, điện thoại nó nay nó gì đó. Có là cây em dơ cho mấy coi nè, cây nè. Nó cao 1 mét luôn á mấy chị. Cây không biết hơn đâu cho mấy chị luôn, mà cây đẹp dữ lắm, đẹp luôn, đẹp khủng khiếp.
Ờ, đâu rồi, lên liền cho mấy chị nha. Có 60 ngàn một cây thôi, combo 3 cây có 180 ngàn hả? À, Hiroji hả? Hiroji hình như hết rồi, hết Hiroji rồi. Hết Hiroji rồi, cái điện thoại ông này ông xài 3 wifi gì vậy mà nó chậm dữ vậy? Chậm dữ vậy? Khoan mấy chị ơi, thiệt đâu. Nói tôi cái điện thoại ông cũng vậy nè. Nè bấm mặt bông lavender mới hiện lên hình banana nè. Đây để 3 giây mấy chị ơi, để 3 giây. Hoa hồng blue không hả? Trời ơi cây lavender nó đẹp lắm, nó cao mà nụ lớn mà thơm lắm, thơm luôn nè. Thôi bây giờ vô cái của chị ăn nghiêng đi, lấy mặt bông của chị ăn nghiêng đi cho nó nhanh. Nó bị lỗi rồi mấy chị ơi, cái điện thoại này nó bị lỗi rồi. Tại nhiều quá, nhiều hình quá. Cho chị Lena Nguyễn nha, để em vô chị xin cái bông của chị. Chị ăn nghiêng đi. Chị ăn nghiêng có bông nè. Chị ăn nghiêng này có bông, chị chụp hình đẹp lắm nè. Để em lên xin cái hình bông của chị ăn nghiêng đi. Cái này dài dữ lắm rồi, dài mà cây lớn lắm, lớn luôn nè. Thôi lấy cái mặt bông này cho mấy chị, đẹp lắm mấy chị. Lavender hoa thơm. Nè lavender này em bán mấy chị có 60 ngàn cây à. Tím lavender hoa thơm, cây 60 ngàn, hoa hồng blue. Để em lục lại em kiếm cho nha. Em lấy mấy cây cho mấy cây vừa lớn, cây cao nhồng luôn mấy chị. Để được mà trong cây này nói thật chứ mấy chị là toàn là bán 70 ngàn cây không mà. Chứ không khi nào bán cho mấy chị 60 ngàn cây lavender hoa thơm mà đâu. Cái giống này đó 60 ngàn cây nè, em lấy cho mấy cây đủ lớn cho mấy chị coi. À, cho chị Trương Ngọc Liên một cây lavender, cây đẹp dữ lắm luôn mà cây nó mấy chị coi, cây nó mướt dữ lắm, mướt. Lúc mà em bán mấy chị còn cái cây một gang tay thế này thôi nè, đã 70 ngàn cây đó mấy chị. Cho chị Trương Ngọc Liên một cây gặp đơn nè. Cái cây lavender này nó không phải là cây lùm nhưng mà cái cây nó rất là khỏe nha. Vỏ đứt coi nè, cây bên đây đang nhảy vòi nữa nè. Vỏ đứt nè. Vỏ đứt ha, hai cây gặp đơn vỏ đứt nè. Lấy giùm em mấy cây cao giùm em. Có đẹp. Đẹp dữ lắm, đẹp luôn, có 80 có 60 ngàn cây đúng rẻ luôn cho mấy chị lavender. Mặt bông nhìn dễ thương xinh yêu luôn á mấy chị. Cây đẹp cho mấy chị luôn. Em chụp còn xấu mấy chị, còn chị ăn nhi chụp đẹp dữ lắm luôn. Có 60 ngàn một cây hả? Cây này cao mà vào bông nụ lớn mà hoa thơm cho mấy chị có 60 ngàn rẻ rề. Hàng nắng thơm mà ngại gì không có chơi. Này mấy chị coi cây nè. Đây nè em lên cái cây này gặp đơn cho anh Nhật Trường một cây lavender cho anh Nhật Trường này nha, đang vào nụ cho anh Nhật Trường là 60 ngàn. Nè mấy chị coi nè cây nè. Trời ơi mấy chị coi nụ nè. Mấy chị coi nè, vào bông bói thôi đó mấy chị. Là mấy chị biết nó đạt bông cỡ này rồi mà mấy chị nghĩ đi, là nếu một cái cây của mấy chị đã ra một đợt bông mấy chị cắt ra nó sẽ vào bông nó cỡ nào nữa. Mấy cây này là lô cây cao không này nha. Ủa chị Lý Kim Hoàng có chưa hả? Chưa. Chị Lý Thị Kim Hoàng lấy mấy cây chị Lý Thị Kim Hoàng đâu, em đâu có thấy comment chị Lý Thị Kim Hoàng đâu nè. Mấy chị coi nè, cây đẹp không? Ba cây có 180 ngàn hả? Cho chị Mỹ Duyên một cây gặp đơn Mỹ Duyên nè. Quá trời đẹp luôn rồi. Mấy chị coi là vò của nó nè mấy chị. Ý mà bông bối thôi đó. Hoa thơm. Hàng này mấy chị ghép chậu luôn đẹp dữ lắm. Em thích cái hàng này ghép chậu, ba cây thôi ghép vô chậu nhìn cũng ok lắm luôn. Có 60 ngàn một cây à. Chị Lý Thị Kim Hoàng lấy mấy cây? 60 ngàn một cây nha mấy chị, tím lavender hoa thơm. Đây là chỉ có 4 chậu thôi nè, em cầm lên tay em chỉ có 4 chậu thôi đó mấy chị. Cây này rất là cao, khỏe. À, em lên cho chị Bon Nguyễn một cây gặp đơn nè. Cho chị Thanh Trần 3 cây lavender gặp đơn chị Thanh Trần nè. 60 ngàn một cây thôi nha. Thanh Trần 3 cây 60 ngàn cây thôi mà quá đẹp mấy chị ơi. Cây nè, xuất sắc luôn mà rất là khỏe cho mấy chị. Những cái cây này rất là khỏe. Anh chị nào thích nụ lớn lấy nụ lớn, thích nụ nhỏ lấy nụ nhỏ. À, cho chị Nguyễn Trung một cây gập đơn nè. Nguyễn Trung một cây gập đơn nè. Cho chị một cây nụ lớn cho chị. Một cây nụ lớn cho chị Lý Thị Trung Hoàng, lấy giúp em cây nụ lớn ơi. Cây đặc thù cái cây này thì nó không có lùm nhưng mà nó bóng thân là cùng chứ không có lùm. Để cái cây này nè, cái cây này nó như hơi nhiều thân xíu nè. Cái này em để cho chị Phạm Phước một cây gập đơn nè. Cây này nụ lớn em để cho chị. Cây này nụ lớn để cho chị Lý Thị Trung Hoàng, cây gập đơn chị Lý Thị Trung Hoàng nha. 60 ngàn cây còn được vài cây nữa mới chơi. Cây này khỏe lắm. Màu hoa thơm, lavender nè, hoa thơm, hàng nắng thơm mà màu bông đẹp cho mấy chị. Ít có khi nào mà em thấy vừa kiển nào mà hồi có mặt bông rồi đó mấy chị. Để mặt bông này ít không phải là nó thuộc, không thuộc bản màu Rendano màu, không phải rô màu cái Rendano màu mà nó thuộc là Rendano nắng rồi. Nó, cây đẹp cho mấy chị nha, 60 ngàn còn được 2, 4, 5, 6, 7, 15 cây, 20 cây, còn được 20 cây nữa cho mấy chị. 60 ngàn cây nha, nụ lớn 2 cây gập đơn, nụ lớn cho thiếu hình nè. Thiếu hình hai cây nụ lớn này gộp đơn cho Thiếu Hình nha. 60 ngàn một cây. Chị Thiếu Hình đây có 60 ngàn cây rẻ rề. Chị Thiếu Hình ơi,
Cây này lúc trước em bán cây hàng lá một ba cây là 200.000 không đó mấy chị, chứ hoa nắng bán một bông mấy chị 60.000 đâu. Tại cái lavender nó đắt. Cái lavender là đắt mấy chị. Cái giống này không biết sao nó giống nó đắt thôi. Ba cây là 180.000 chưa có đơn, mấy chị lấy giùm em combo ba cây giùm em nha. Anh chị nào thích combo cây cao thì lấy cây cao này quá trời đẹp rồi mấy chị ơi. Ba cây tím lavender có 180.000 thôi. Có 60.000 một cây lavender cho mấy chị. Đặc thù của cái giống này nó mấy chị độ bền bông cỡ 2 tháng, nó không quá bền bông cỡ 2 tháng rưỡi 3 tháng như những cái dòng nắng kia. Nhưng mà bù lại cho mấy chị là nó xuyên bông. Dù cái cây của mấy chị mà trồng sau này, ví dụ như cái cây của mấy chị là thêm một cái đây nè. Mấy cái cây này nè mà nó còn cái thân không luôn á, nó vẫn nhảy vào bông cho mấy chị. Thêm một cái cây nữa. Thêm một cây lùm nữa hả? Lùm lấy cây cỡ này thôi chứ giờ cũng không có lùm hơn. Mà cái cây này cỡ 4 thân cho chị nè. Em để cho chị Phạm Phước thêm một cây gập đơn nha. Hoa lavender đẹp. Mấy chị nhìn cái cánh bông nó sẽ có một cái điểm nhấn riêng của cái dòng lavender mà mấy chị phải chú ý đến nó. Lavender tại sao kêu nó là dòng hoa lavender? Tại vì cái bông của nó tím, tím giống như mà bông tím của tím lavender, cái bông lavender mình và cái hương thơm của nó tựa như cái hoa lavender của mình luôn. Đó. Combo 3 cây 180.000, 60.000 cây lavender. Không lấy cái đó, không lấy cái đó xả ra đi. Cái cây của nó cũng phải có tầm 3 thân rồi chị. Cái dòng này nó 3 thân rồi chứ không có nhiều thân, nó có lùm giống như những cái dòng kia. Cây này nó cũng lùm như chị nè. Cây này cũng lùm nè. Em thấy em thường á, em để đây mấy chị cũng cỡ tầm 2 tháng hơn mấy chị, chứ nó cũng không có tầm 3 tháng. Có bờ tím chậu to luôn nha, có bờ tím chậu to. Anh chị nào có chốt lavender chốt 3 cây 180.000. 3 cây 180.000 nha. Xong em sẽ lên cho mấy chị cái dòng. À em còn được mấy cây ăn tên xưa. Ăn canh bao xưa cho mấy chị. Em lên chậu lớn cho giờ, em lên chậu lớn cho mấy chị. Chậu nhỏ từ từ xíu em lên nữa nha. Chậu nhỏ còn nữa, chậu nhỏ nhiều lắm luôn. Chậu nhỏ mấy cái dòng thỏ này nhiều lắm nha mấy chị. Thỏ này nhiều lắm luôn. Xíu em sẽ xem một số mặt hàng cho mấy chị nữa. Em lên cho hàng chậu lớn luôn cho mấy chị nào thích chậu lớn, em lên chậu lớn trước cho nha. Còn có chậu hả? Không đỏ ha. Để em coi chứ giường này có lên. Ủa nay xe tải có lên không ta? Ủa nay xe tải không lên là không có hàng hoa hồng đỏ rồi. À, em xả rồi chị Phước ơi. À, hoa hồng đỏ chắc đợi vài bữa nó mới có chị. Anh Linh Vinh ơi, em lên hoa hồng đỏ với quán long. Quán lông đỏ cho mấy chị mà đợi xe tải dưới giường lên rồi mới có hàng được cho mấy chị. Không biết nay có lên hay không thì em không biết. Mà tối sẽ có hàng mới cho mấy chị, nhưng mà để em lên trước này cho. Em còn được 2 chậu Anten Monsieur. Hàng này em cam đoan với mấy chị mua. Mấy chị mua em 200.000 một cây, mấy chị bán ra là 500.000 liền ngay lập tức. Hiện tại giá, tại vì không phải là nói mình ăn giá trị nó lên, mà cái cây này nó đã được định giá sẵn là như vậy rồi. Tại vì nó được ship vào trong những cái dòng dendro nắng. Mà em nói thật với mấy chị là dendro nắng quý có được trên thị trường. Các con coi em vừa like xong luôn á, chị Cẩm Lý hơi hết luôn chị Lý. Mấy chị coi là dòng Anten Monsieur nha. Cây này phải nói với chị có 4 tháng là chưa xin nhê. Nó cực kỳ bền bông cho mấy chị luôn. Cỡ 4 tháng cánh bông nó cứng dày và rất là lâu tàn cho mấy chị. Cực kỳ lâu tàn nha. Hoa ra khá là bền bông cho mấy chị. Bông nó hơi cam cam màu vàng vàng mà cánh nó màu hồng. 4 tháng chưa xin nhê gì. Cây này không phải gì phải nâng giá gì nó lên, nhưng mà tại cái bản chất của nó đã có, nó là cái giá trị của nó là nó đã có sẵn cái giá trị nó trên thị trường vậy rồi. Đó. À, đã có hồ đẹp anh ơi, cái cây này là 200.000 nha. Anten Monsieur cái chậu lớn này cho mấy chị 200.000, em còn được duy nhất 2 chậu cho mấy chị ạ. Một cây lùm cho mấy chị nha, 200.000 một cây. À, thỏ nâu hả chị? Thỏ nâu không có hàng luôn. Không có thỏ nâu, chỉ có thỏ hồng thôi. Em chỉ có thỏ hana, thỏ hồng thôi. Thỏ đô la với vườn cũng hết luôn rồi. Thỏ nâu, thỏ đô la với vườn cũng sạch sẽ luôn rồi. À, lấy cho chị Đình Thơ 200.000 nè. Em còn được một cây nữa nha. Cái này chị chơi và mấy chị cảm nhận nha. Cỡ 4 tháng chứ xin nhê. Em còn được một cây cuối cùng này nha. Còn được cây này em để cho chị Trương Ngọc Liên luôn nha. Trương Ngọc Liên cái cây này luôn nè. Chị Trương Ngọc Liên một cây luôn là hết luôn rồi. Còn cây nào không chứ chị? Em nhớ nhớ coi có còn không. Coi chị Đình Thơ thêm chậu nữa đi kìa. Nào. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi.
em lên cho cái dòng chậu nắng lớn này nè mấy chị, chậu lớn này rẻ lắm, em lên em bán giá rẻ cái này cho mấy chị, em có giá ốc đây em sale cho mấy chị. Đây em lên cho cái chậu Ceres nè, bán cho 200.000 cây, cây này cao, phải gọi cái cây là cây cổ thụ rồi đó mấy chị ơi, cây này em gọi là cái cây cổ thụ rồi nè, cây này cổ thụ để trồng được cái cây này phải nói mấy chị lâu dữ lắm lâu luôn nè. Đây cái cây là cây Ceres nha, cây này nếu mà đóng thùng của cỡ 1m6 cho mấy chị, cây này em bán cho mấy chị 200.000, cây Ceres nha, rất là cao, rất là cao nha, cây này là 200.000 cho mấy chị, Ceres rất là đẹp mấy chị ơi, Ceres này bền bông khủng khiếp luôn, chậu này cao dữ lắm 1m6 đó, bông dễ thương lắm hả, nó bền bông dữ lắm mấy chị ơi, nó cực kỳ bền bông luôn, chốt 200.000 trên Ngọc Lợi Hồ này, em bán rẻ dữ lắm, rẻ nè, còn được vài cây em bán cực kỳ rẻ cho mấy chị, giá nè còn được vài cây bán lúc rẻ, giá rẻ cho mấy chị luôn, hàng này em bán hai bữa chậu không đó mấy chị, hàng Ceres nè, tại vì nó là hàng chậu nắng lớn, em bán còn là 250 cây không đó mấy chị, nghĩ đi, cái này em bẻ trên sông Nguyễn cây nha, cây này cao lắm nè, có vào nở vào nụ trên sông Nguyễn nha, 200.000 cây Ceres, hàng này không phải là còn là mầm non nữa nha mấy chị ơi, còn hồi này là nó vô lớp 1 nó học rồi đó chứ không phải là mầm non nữa đâu, trồng mà cái cây phải được cái cây cao như thế này cũng phải là 3-4 năm đó mấy chị, 3-4 năm đó chứ không phải ít đâu, để được cái cây Ceres cao rồi mấy chị nghĩ đi, trồng nó đâu có để được cao thế này đâu, lâu lắm mấy chị ơi. Đây cây này có mầm tơ dưới gốc rồi nha, cây này đang hai vò nụ cho mấy chị, cây này cũng 200.000 luôn, anh chị nào cái này hơi thấp hơn xíu, nó gọn cho mấy chị, có chốt bây giờ chốt 200.000, em coi còn được mấy cái cây cao nữa cho mấy chị đây, hàng này là toàn là 250 một chậu không nè, cây này có mầm, chậu này chậu lớn mấy chị, trồng mà được cái cây cao này khó lắm, lâu, nói chung là lâu, rất là lâu mấy chị, cực kỳ lâu. Cây này là 200.000 cho mấy chị nha, chốt này chốt 200.000 giùm em, Ceres em lên cho một cái cây cao bự cho bá lửa mấy chị nữa nè. Đây cây xanh đỏ là cây xanh đỏ dưới giường sao bữa, cây này nè, cái cây này là 1m6 nha mấy chị, cây 1m6 hai vào bông nha, cây này cao, chậu này chậu phi 20, 1m6 đang hai vào bông cho mấy chị, cái chậu này là 200.000 Ceres nha mấy chị, Ceres em đứng là 1m6 đúng mấy chị, 1m6 tròn luôn á, đóng thùng là mấy chị thấy không, là nó dài dữ lắm, dài luôn, anh chị nào chốt cây này chốt 200.000 là nha, 1m6 cây này 1m6 để coi còn được mấy cây cao ta, cây cao này về mấy chị ghép vô chậu sứ rất là sướng mấy chị, hay là ghép vô chậu sứ cực đẹp, mấy chị đừng có trồng chậu treo lên, cái này là phải mấy chị vô chậu sứ mấy chị để trước nhà kìa, tại vì nó cây cao lắm rồi, cho cây cao đều với cây này nữa đi, còn không, ủa cái đó cây hổ mang hả, coi cái số của ai, kiểm tra số rồi coi có của ai sao, coi tháo ra có ai cách ghé lấy hay là sao, số 91 xả đấy anh, số 91 đỏ đó. Đây nè, coi nè mấy chị ơi, cái cây này là cái cây Ceres nha, cây này hai cây này đều nhau nè, anh chị nào có ghép về ghép cặp này, 200 cái chậu này á là 200.000, 200.000 một chậu Ceres nha, em có một cái chậu này cao khủng khiếp, cao mà vừa cong nữa nè, và Ceres đó chị Thủy ơi nè, bò bông của nó mọc từ đây lên nè mấy chị thấy không, bò bông nó mọc từ đây lên nè, em đổi cho anh Sơn Nguyễn cái cây cao cho anh Sơn Nguyễn nha, cái cây này hai bò bông đang nụ nha anh Sơn Nguyễn ơi, Sơn Nguyễn cây này nè, cây hàng này 250 thôi, em bán cho mấy chị 200.000, bò bông của Ceres mấy chị biết rồi, chơi có 4 tháng chưa xi nhê gì hết, cái cây này vừa cao mà vừa cong nữa nè mấy chị, anh chị nào thích vừa cao mà vừa cong thì lấy cây này, thì nó quá cao, cây này nha, bò bông của nó mọc thì nó lá như thế này nè, đất lá như thế này nha mấy chị, còn cái cây này nó cao khoảng 1m8 nha, cây này luôn cái vòi của nó cỡ 1m8 đó mấy chị, không ít hơn đâu, này nó cao vậy lắm, đây nè, cây này vòi bông cao cỡ 1m8 chứ không ít hơn nha mấy chị, có mầm tơ lên nốt luôn cho mấy chị, trồng này lâu dữ lắm rồi, trồng mà được cái cây này rất là lâu, Ceres nha, cây này nhiều vòi, 1 vòi 2 vòi 3 vòi 4 vòi, nó mọc theo thân mọc lên nè, Ceres thì nó không có thơm nhưng mà được cái bù lại cho mấy chị là nó cực kỳ bền bông, cái giống này là cực kỳ bền bông luôn nha, anh chị nào chốt Ceres thì chốt cây này chốt giúp em là 200.000, em lên cho cái hổ mang này còn được mấy cây hổ mang cho mấy chị nữa, mấy cây hổ mang còn được cái hổ mang lớn hay hổ mang nhỏ ta, chốt cây này trên Ngọc Lợi Hồ nè, cây cao bự cho bá lửa, trời không biết giá phải chở trong luôn nữa, ok đặt tiền là gặp đơn, đặt tiền nè, đặt tiền một cây lavender hai vòi cho đặt tiền nè,
em lên cho cây hổ mang nè mấy chị, em cho em lên vài chậu nắng lớn đi rồi em lên cái hàng chậu nhỏ cho mấy chị, chậu nhỏ này em làm bán rẻ em sale luôn cho này nha, em sale luôn cho mấy chị. Ok sao Nguyễn, nhớ ghi tên cho anh đúng không, đợi em 3 giây em lên cho cái thằng này nè cây hổ mang. Trời hả, quá trời heo, cây hổ mang nè mấy chị ơi, lấy cho cái cây lavender đi rồi để lên cái hổ mang này cho mấy chị. Trời cái hổ mang này em bán cho mấy chị 180 ngàn, mấy chị ơi, 200 ngàn cây bán 180 ngàn chơi. Cái này cho đặt tiền nha, đặt tiền cái lavender đi cho đặt tiền nè, cây hổ mang nha. Ủa chị Nguyễn chốt gì chị Nguyễn, 200 ngàn là cây gì, cây hổ mang hay là cây cedarette, cây cedarette, cây này là cây hổ mang này, cho mấy chị coi cái mặt bông của hổ mang nó bự cỡ nào, hổ mang nó đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị ơi. Lấy cho mấy chị, em lấy cho mấy chị con bông đỏ luôn nè, 180 ngàn cho Ngọc Lệ Hồ nè, Ngọc Lệ Hồ là 180 ngàn. Chị Nguyễn đang xíu đi em lên cho cái cây cedarette bự cho bá lửa, cây này hổ mang này toàn là 200 ngàn một cây không đó mấy chị, chứ không có rẻ hơn đâu, mà bán cho mấy chị có 180 ngàn cây hổ mang nè. Nè cánh bông của hổ mang nè, trời ơi 4 tháng chưa xi nhê gì cái hổ mang nha, cánh của nó, cánh bông nó rất là sắc sảo và cực kỳ bền bông trong tất cả các dòng đen đô nắng cho mấy chị, khá là bền, nó bền, nói chung là nó rất là bền bông. 180 ngàn cái hổ mang nè, mầm tơ đẹp đẹp căng vòng lụa cho mấy chị luôn nha, hổ mang cho mấy chị coi cánh bông ở đây cho nó sáng cho nó rõ. Đây nè mấy chị coi cánh bông hổ mang nó cực kỳ bền bông, có 180 ngàn một cây hổ mang hả mấy chị ơi. Nè mấy chị coi nè, em bán rẻ cho mấy chị dữ lắm rồi, hổ mang này trên thị trường bán mấy chị 250 một cây, chậu phi 18 như thế này, hổ mang ấy nha, hổ mang đâu phải là rẻ đâu. Chốt cái cây nãy trên Sơn Nguyễn rồi nha, em lên cho mấy cây nè, cây hổ mang này là thân cao, thân cao nha, thân cao này là 180 ngàn. À, còn bối nào chị Nguyễn Kim ơi, còn bối nào cây này là 180 ngàn nha. Em lên cho hổ mang cây cao nha, anh chị nào bây giờ là lên cây cao cho mấy chị nè, cây rất là cao, cây này là 180 ngàn hổ mang nha. Đây nè chị Phạm Phước lựa lại giùm em lên là cây cao và nhiều thân luôn nha mấy chị, cây này là cây cao và nhiều thân, thân của nó đa phần đều với nhau, cây nào có vòi hết. 180 ngàn một cây hổ mang như thế này, em còn được vài cây đó hết, còn hổ mang hết. Bố N 60 ngàn cây á chị Nguyễn Kim, lấy anh cây cao này. Ok chốt đổi Nguyễn Son nè, Nguyễn Son cây cao, Nguyễn Son nè. Vậy cây nãy em để cho chị Yên Nguyễn nha. Chị Phạm Mây Dung ơi, Phạm Mây Dung chốt lại giùm em, chị Phạm Mây Dung lấy cây cao được không chị Mây Dung. Hổ mang 180 ngàn, cho mấy chị coi mặt bông lại của hổ mang nè mấy chị ơi, cánh bông nó cực kỳ to mà to dữ lắm, to nha. 4 tháng chưa xi nhê gì, hổ mang 180 ngàn. Đây đẹp ghê không mấy chị, cây rất là khỏe nha, tại bản chất của thằng nắng xưa này nó vậy. Chị đổi cây lavender khác đi, hai giờ đó không đẹp, cho chị Hạnh Nguyễn hai cao, chị Hạnh Nguyễn nè, hổ mang chị Hạnh Nguyễn là lên xuống hồi địa chỉ giùm em, chị Hạnh Nguyễn ơi 180 ngàn. Ủa, còn hết luôn hả? Đây này là tiếp tục một cây hổ mang cao cho mấy chị nha, hổ mang cao. Đây có bồ hoa hết luôn nha mấy chị ơi, em để cái cây cao ngồng này nhất cho chị Phạm Mai Dung nha. Chị Phạm Mai Dung ơi, cây này rất là cao nè chị, cây này cao dữ lắm, cao chị Phạm Mai Dung ơi, tuy nó ít thân nhưng bù lại cây này rất là cao và cây nó thấp ngọn mắt u này kia gách thiểu với chị luôn. Em để chị Phạm Mai Dung với cây cao nhất này nha, 180 ngàn. Còn được đây là tiếp tục cây hổ mang này cho mấy chị nè, 180, còn được hai cây hổ mang hả, cây kia còn cây đâu nữa bông. 180 ngàn, 180 ngàn một cây hổ mang cho mấy chị. Chị Yên Nguyễn chưa, cái cây của anh Sơn Nguyễn đổi đây cho chị Yên Nguyễn lại chưa? Rồi nha chị Yên Nguyễn, chị Yên Nguyễn được cây của anh Sơn Nguyễn này á, 180 ngàn. Cảm ơn chị Phạm Mai Dung nha. Rồi nè coi nè mấy chị coi nè, cây đẹp ghê không, 180 ngàn cây cao mới đang nghỉ vồi cho mấy chị nữa nè. Tại vì chị Hạnh Nguyễn cho em thông tin nha chị, cái mà hổ mang này mấy chị chơi phải cam đoan mấy chị một điều là cỡ 4 tháng nó cực kỳ bền bông luôn trong tất cả dòng đen đô nắng, mà nó em phải nói với mấy chị một điều là xíu em lên em sale cho mấy chị cái dòng giáng hương này nè, em còn được vài cây em sale nốt luôn. Em nói nhắc tới cái dòng hoa thơm thì lại nhớ thật chợt nhớ cho mấy chị cái thằng giáng hương này, phải nói là
mặt bông mới nhất trên thị trường và cực kỳ thơm cho mấy chị luôn cái dòng giáng hương này. Đó, vỏ bông nó cực kỳ dài. Để em lấy cho mấy chị coi thêm cái mặt bông của thằng giáng hương mà khách của em đã chăm và đã cho vỏ bông để mấy chị thấy là cái vỏ bông nó dài cỡ nào. Nhiều khi nói mấy chị có vỏ bông nó dài mấy chị không tin, nhưng mà phải nói nó rất là dài luôn. Để em lấy cho mấy em vô cái khách để cho mấy chị coi, sáng mới thấy chụp đăng lên. Em còn được hai chậu hổ mang này nha. Anh chị nào có chốt hổ mang chốt giùm em 180 giùm em hổ mang. Chị Yên Nguyễn được một cây nha chị Yên Nguyễn. Đây để lên cái này cho mấy chị coi. Em phải vô cái này. Sáng thấy chị chụp hình đẹp lắm luôn mấy chị ơi, mà dài bông lắm. Nó thơm. Cái thằng giáng hương này cực kỳ thơm luôn, nó nằm. Có hàng giáng hương này là 170.000 một cây. Em sale cho mấy chị còn 150.000 một cây mà cây đang vào bông luôn. Mấy chị mua cây đang vào mà bằng như là mấy chị gần như là mấy chị mua cây hàng lá. Mà em nói trước là em chỉ có vài cây cho mấy chị thôi. Tại cái giáng hương này em bán hết rồi, đâu còn sót lại vài cây cho mấy chị coi. Giáng hương nha. Giáng hương này nó gần như là cái dòng giáng hương Lai Ngọc Điểm. Bởi cấu trúc bông của cái cấu trúc lá của nó cứng và cực kỳ dày, dày bông cho mấy chị. Dòng giáng hương nè, em đem lên cho mấy chị coi. Anh chị nào còn chốt hổ mang nữa chốt nha. 180.000 một cây hổ mang nè. Em lên cho cái chậu này nè cho mấy chị coi. Em lên cái giáng hương. Đây nè. Nó đâu có đâu đâu nè. Mấy chị coi nè. Cái này là lấy mặt bông khách luôn nha. Em không có lấy mặt bông của em luôn. Dài bông dữ lắm, dài mà nó cực kỳ thơm. Mấy chị coi cái chỗ của nó cực kỳ dài luôn. Thích dữ lắm, thích vào hoa thơm. Hoa này cực kỳ thơm, mà cái giáng hương này cái hơi của nó màu hồng, hơi lưỡi màu đỏ đậm. Giáng hương có vòi chị. Cái này em chỉ lấy mặt bông của khách thôi, cái lá của nó như cái lá ngọc điểm vậy đó. Cái hàng này mấy chị mua giáng hương mà có vòi bông mà mấy chị gần như em bán mấy chị có 150 là em bao giá thị trường cho mấy chị luôn. Giá này là em bán giá sale cho mấy chị luôn đó nha. 150 một cây. Giá này em bán giá sale cho mấy chị có 150.000 một cây thôi. Giống này cực kỳ thơm cho mấy chị và bông bông nó dài lắm. Em lấy mặt bông của khách nè. Em lấy mặt bông của khách cho mấy chị coi luôn, em không lấy hình mẫu mẫu em nữa. Đẹp lắm nha, có 150 một cây thôi. Bán cho mấy chị 150 là bằng như gần như là em bán cho mấy chị hàng lá nha mấy chị. Em lấy cho mấy chị coi cái đã. Này giờ này ra giùm. Lấy hai cây sơ sét. Đây, em cho mấy chị coi nè. Cấu trúc bông của cây cái giáng hương này nha. Nè, đang vò bông hết, cây nào cũng đang vò bông hết cho mấy chị nha. Phải coi kiểm tra vò em mới bán mấy chị, gần như mấy chị mua hàng bông mà mấy chị mua hàng bông đang vò bông mà em coi như là mấy chị mua được cây hàng lá nha mấy chị. Chứ không có một cây giáng hương lai nào hoa thơm hiện tại trên thị trường mà giá mà đang vò bông mà bán mấy chị với mức giá 150 một cây. Em cam đoan mấy chị em bao giá hàng này trên thị trường mấy chị luôn. Cho chị Quỳnh Thủy Tiên một cây giáng hương nè. Nè, mấy chị coi nó đẹp chứ lắm, đẹp luôn. Nè nó. Cây nó đang vòi hết nha mấy chị ơi, đang vòi hết nha mấy chị. Và cây của cấu trúc của nó cực kỳ khỏe cho mấy chị luôn. Đây nè, em lên cho chị Lê Nhớ một cây giáng hương đang vào bông. Chị Lê Nhớ nha, Lê Nhớ một cây giáng hương nè, có 150 một cây à, 150 một cây. À, hồ điệp một cam em hết rồi. Ok chị Nguyễn Kim đấy, chị Nguyễn Kim một cây nắng bối nợ, chị Nguyễn Kim gặp đơn chị Nguyễn Kim. Cây này kiểm tra phải đang vào bông em mới lơ dơ lên cho mấy chị nha, 150. 150 cho Bon Nguyễn một cây, không có vòi lớn vòi nhỏ không chị Lê Nhớ ơi. Bon Nguyễn một cây ạ. Bon Nguyễn một cây giáng hương nha, 150.000. Cây nào phải kiểm tra có vòi để mới lên cho mấy chị. Mà lá cấu trúc của nó giống như cái lá ngọc điểm nha mấy chị, vào hoa thơm. Và cái này là giá hàng, giá 150 gần như là mấy chị mua chỉ mua được cái cây hàng lá thôi đó mấy chị. Nhiều khi chưa mua được cái cây hàng lá. Nếu mà giá đúng chuẩn của thằng giáng hương hiện tại trên thị trường là giá 200.000 một cây. Nó bằng với thằng Vanda luôn. Cây tất cả đều là đang vào bông hết cho mấy chị nha. Đang vào bông hết, 150.000 một cây giáng hương nha. Giáng hương hồng hoa thơm. Cây mấy chị coi nè, cho Thanh Trần một cây gặp đơn chị Thanh Trần nè. Rễ rất là xanh mướt và khỏe cho mấy chị. Hàng này em khi em bán cho mấy chị là em bao giá này cho mấy chị trên thị trường. Đang vào bông hết cho mấy chị. Tất cả cây đều đang vào bông hết. Cấu trúc lá của nó như thằng ngọc điểm. Thì nhiều người họ hay kêu cái dòng này là kêu giáng hương lai ngọc điểm, nhưng mà chuẩn em bán cho mấy chuẩn là chị có bập em kêu nó mấy chị là giáng hương lai. Giống này là hoa cực kỳ thơm. Vô dài lắm, giáng hương hồng rồi nè. Nè anh Sơn Nguyễn, này em lấy hình bông khách luôn chứ em không có lấy hình của em nha. Dài rất là dài và cực kỳ thơm mấy chị, vào bông nó rất là thơm. Thơm nồng lắm nha, giáng hương này nó cực kỳ thơm nồng. Mà giá này em bán ra cho mấy chị và em cam đoan mấy chị nói là mấy chị kiểm nghiệm là em nói 150 cây giá đang vào bông mà bán như hàng lá cho mấy chị luôn. 150.000 một cây giáng hương nha. Mấy chị coi nè, vào bông nó dài và nó dày lắm luôn. Mãng Thiên Hồng hả? Mãng Thiên Hồng thì 170 cây chị An Thiện ơi. Cây hiện tại đang vòi cho mấy chị ạ. 150.000, có chốt thì giáng hương chốt 150 giùm em. Giống này hoa qua năm.
Dòng này mấy chị xuyên bông hơn cả thằng Panda rất là nhiều và nó có nhảy con cho mấy chị nha. Đặc thù cái giống này nó có nhảy con nữa. Cho Panda Nguyễn một cây nữa gập đơn. Nè, anh chị nào thích vòi lớn hơn lấy thêm một cái vòi lớn, lấy cái vòi lớn này nha. Có 150 ngàn cây quá rẻ cho mấy chị. Đổi cây lavender là hai vòi cho đặc biệt cho rồi nữa. Trăm năm mươi ngàn có một vòi không hà, cho Trần Yến Nhi một cây nè, Trần Yến Nhi một cây giáng hương nè, đang cho em thông tin nha, đa phần một vòi không hà đặt tiền ơi, em cũng muốn đổi cho mình hai vòi mà nói một vòi rồi sao. Cái thằng lavender cây đang vào bông nè mấy chị, nó bắt đầu nó nhảy con đấy chị, mấy chị thấy không, bắt đầu nó nhảy con, bắt đầu nó nhảy con, cây đang vào bông cho mấy chị luôn nè, sale rẻ cực kỳ cho mấy chị. Diễm Nguyễn nè, cái này đổi cho đặt tiền, cái cây lavender này cho đặt tiền nha, đặt tiền nè, đặt tiền nha. Đa phần cái cây vòi nhỏ chứ ít có vòi lớn á chị ạ. Ít có vòi lớn á chị ạ. Chị vừa mất tiêu rồi. Đây nè. Cái cây này vòi hơi cao cao xíu nè mấy chị. Nha chị Thanh Trần. Đây là 150 một cây giáng hương cho mấy chị. Em rễ nó bộ rễ nó cực kỳ xanh mướt. Hàng này mấy chị không thích trồng chậu về, mấy chị có thể bỏ vô chậu nhựa vỏ gỗ và mấy chị trồng bình thường. Bỏ thêm than phủ gốc bình thường cho mấy chị. Trồng giống như mấy chị trồng giống như những cái thằng Hải Yến trước đây em hay bán chậu cho mấy chị á. Trồng kiểu đó như bình thường nha. 150 ngàn một cây giáng hương cho mấy chị, cây đẹp ghê nè. 150 ngàn một cây. Hàng hiện tại đang vào bông mà bán gần như mấy chị mua được hàng lá. Màu hồng nha mấy chị. Giống này là màu hồng, vào hoa rất là thơm cho mấy chị. Tất cả các cây đều có đang nhảy vào bông hết cho mấy chị. À, cho chị giáng hương cho chị Nguyễn Thị Tuyết Giao, cây giáng hương đẹp, chị gặp đơn chị lên đơn cho chị Tuyết Giao rồi. Cảm ơn chị Tuyết Giao nha. 150 ngàn một cây giáng hương nha mấy chị. Giá này rẻ lắm rồi đó mấy chị ơi. Cực kỳ rẻ luôn á. Nhú hơi cao cao chứ còn vòi cao thì không có nha chị ạ. Chị Lê Nhớ ơi, em đổi cho chị cái Lê Nhớ cây hơi vòi cao cao xíu như thế này chị Nhớ. Chứ mà cao hơn nữa thì không có chị Nhớ ơi. Gán giùm em đi chị Nhớ. Nha, hơi cao cao thế này nha chị. Hơi cao thế này cho chị nha. Vòi này đảm bảo chị an toàn cho mình. Những cái vòi này an toàn vận chuyển đi cho mấy chị rất là an toàn. Em đổi chị Lê Nhớ nha. Chứ vòi cao quá cũng không có nó tình yêu ơi. Toàn vòi ngắn không à. Nè mấy chị coi nè, cây này nè, nhảy vào bông nè mấy chị thấy không? Và ở đây nó bắt đầu nó nhảy con rồi, mấy chị thấy không? Thân này nè, nó bắt đầu nó nhảy ra phân chi ra cho mấy chị rồi. Cái giống này nó nhanh nhảy con cũng khủng khiếp nha. Em nói trước anh chị nào không thích trồng bộ rễ gió như thế này thì về mấy chị có thể gom cái bộ rễ nó gọn lại và mấy chị bỏ vô chậu, mấy chị trồng chậu, bỏ than hoặc là bỏ thông, trồng giống như những cái dòng kia bình thường. Trồng giống như những cái dòng kia bình thường nha. Chị Bon Nguyễn được hai cây á, mà vòi là vòi nhỏ nha, vòi ngắn chứ mà không có vòi cao đâu mấy chị ơi. Em nói vòi không có vòi cao đâu mấy chị, thiệt có luôn á. Có vòi cao cũng lên vòi cao cho mấy chị, vòi nó cỡ này thôi chứ còn không có cao hơn nữa nha. Em nói rồi đó, chứ không có cao hơn nữa mấy chị. Tại không có vòi cao em không có nhập vòi, dám nhập vòi cao về vòi cao mà gửi đi mấy chị biết không. Vòi cao vận chuyển đi cho mấy chị là nó rất là dễ bị hư nụ. Hư nụ nó chọt cái nụ đen cho mấy chị, nên là chị cứ gửi như thế này cho mấy chị là cây của mấy chị an toàn. Em phải đảm bảo mấy chị là cây của mấy chị phải an toàn. Chứ mà gửi đi mà cái vòi cao mấy chị gửi đi, nó đa phần những cái dòng mà rễ gió thế này mà vòi cao á, một là nụ lớn luôn, hai là nụ cho mấy chị phải nụ nhỏ, hoặc là nhỏ hoặc là nhú vòi, thì cây gửi đi cho mấy chị an toàn. Chứ mà nó dở ương là gửi đi là rủi ro, mà nó bị hư, nó bị sốc nhiệt để khô vào bông mấy chị sẽ ra rất là cao. Nó nhiều khi họ bán cho mấy chị, họ không có hỗ bảo hành hoa cho mấy chị đâu, nhưng mà bán để an toàn nhất cho mấy chị thì em lựa như thế này cho mấy chị để đảm bảo rủi ro, đỡ phải hư bông cho mấy chị thôi chứ không có gì hết đó. Chứ em nói thật cũng muốn vòi cao cho mấy chị chứ có sao không, mà không có lấy về gửi mấy chị sợ hư nụ đó. Cây này nha, 170-150, có chốt cái giáng hương này chốt 150 giùm em, bắt đầu đang nhảy con thì thế này cho mấy chị nữa nè. 150 lấy như vậy nó an toàn mấy chị, chứ đừng có đầu vào cao không an toàn đâu. Nó trước mấy chị không phải là không bán, nhưng mà không có dám nhập về, cây của mình không an toàn thì em không có dám nhập về. Mười bích với bao thanh thiên thì lâu lâu em mới có hàng. Mười bích với thằng bao thanh thiên anh Sơn Nguyễn ơi có, nhưng mà lâu lâu mới có hàng, chứ không phải là về lúc nào cũng có hàng. Tại vì cái nguồn hàng đó thì mùa bích với bao thanh thiên gọi là hơi hiếm. Để em lên cho mấy chị cái dòng thỏ lai nè mấy chị, thỏ trắng lai hoa thơm này em lên cho mấy chị với cái giá sale luôn nha.
một giáng hương. Chị Quỳnh Tiên Võ, em có để chị Quỳnh Tiên Võ một cây giáng hương đó chị Quỳnh Tiên Võ ơi. Nãy chị em có để chị một cây đó. Cây này đang chuẩn bị nhảy thêm con cho mấy chị nè. Cái thân cũng đang chuẩn bị phân thân ra đang nhảy thêm con mấy chị nè. Anh chị nào có chốt cái này chốt 150. Bởi vì em nói mấy chị gửi đi, em lựa cho mấy chị cây nụ nhỏ thế này nó mới an toàn nè. Chứ thật sự em cũng muốn gửi bờ cao cho mấy chị nhưng mà có chốt này chốt với em 150 nha. Gửi bờ cao mấy chị một lần phải nở luôn, nụ lớn thật là lớn. Chị có rồi nha chị Quỳnh Tiên Võ ơi. À, dai dai giá thể thang, có dai dai giá thể thang luôn á chị. Chị Diệu Nguyễn ơi, có 50.000 cây à. Dai dai 50.000 một cây giá thể thang, 50.000 một dây da kim cương á chị Diệu Nguyễn, có lấy thì em lên cho. Lần em lên cho mấy cái dòng thỏ này nè mấy chị, còn được có mấy cây này em sale luôn nha. Thỏ trắng lam mình còn được ít nè. Thỏ trắng lam thì em lên giá sale cho mấy chị luôn. Mấy chị đợi em xíu nha. Có cái dòng thỏ berry nữa mấy chị. Thỏ berry hiện tại đang vào bông mà cũng được giá sale. Hàng lá là 3 cây 250. Mà bây giờ em bán cho mấy chị hàng bông mà 3 cây cũng có 200.000 cho mấy chị thôi. Rát hả? Rát thì hôm nay không có chị Sơn ơi. Có cát mà em lên hết cát rồi. Bán hết cát rồi. Còn rát thì chắc ít bữa rồi chị Sơn ha. Có hàng nhưng mà để ít bữa em lên hàng cho mấy chị. Để em lên cho cái thằng cái thỏ trắng lai thơm này cho mấy chị nè. Thỏ trắng lai này em bán cho mấy chị 3 cây 220 đúng không? Để coi còn được bao nhiêu cây em lên giá sale cho mấy chị luôn. Nhưng mà mấy chị phải chốt một combo cho mấy chị nha. Còn được bao nhiêu cây vậy? 30. Cái thỏ trắng lai hoa thơm này combo 3 cây là 220.000. Em bán cho mấy chị giá sale nhưng mà bắt buộc mấy chị phải đi mua một combo giùm em. 3 cây 220.000 em sẽ tặng cho mấy chị Singaron và bông hả? Singaron chắc đợi ít bữa đi chị Nguyễn Kim ơi. Có đồng tiền tím nữa. 3 cây là 220.000, em tặng thêm cho mấy chị một cây là 4 cây là 220.000. Bắt buộc mấy chị lấy một combo bao không đi lẻ nha. Lẻ là vẫn tính cho mấy chị 75.000 cây hết. Cái dòng thỏ trắng trên thị trường thì mấy chị đã thấy là hiếm rồi đúng không? Còn cái dòng này là nó là dòng thỏ trắng lai, thỏ trắng bây giờ thị trường là mắc chóng luôn rồi. Cái dòng này là thằng thỏ trắng lai cho mấy chị nhưng mà được cái là hoa thơm nữa nha. Hoa thơm nữa, em cho mấy chị cái mặt bông của thằng thỏ trắng lai cái đó. Em kiếm là cái mặt bông của mình á. 3 cây là 220.000, em tặng thêm cho mấy chị một cây là coi như là 4 cây là 220.000. Để em lên cái mặt bông cái nghe đợi xíu mấy chị ơi. Đây nè, có được vài cây hả chứ không có nhiều, để em lấy cái mặt bông lên cái đó. Hôm trước em còn bán cái là cách đây một ngày em bán còn bán mấy chị là 3 cây là 220.000. Và nói nha, em chỉ bán trong cái line này cho mấy chị thôi. 3 cây 220 em tặng thêm cho mấy chị một cây nữa là coi như là 4 cây là 220.000. Tức là mấy chị mua được có 55.000 một cây thôi là bớt đi là 20.000 cho mấy chị nữa. Để em lấy cái mặt bông của nó nằm ở đâu đây. Thỏ trắng lai hoa thơm. Thằng thỏ trắng lai hoa thơm nha, mình đâu còn một bông nở đây đâu hả? Đây. Đây nè, thỏ trắng lai hoa thơm cực kỳ thơm mấy chị, cánh nó cứng dày dữ lắm luôn. Cánh này nó chưa có bay nha mấy chị, cái này nó mới hé nở nó chưa có bay. Chứ cái dòng này là nó bay lên nhìn rất là đẹp luôn. Có một bông nở nhưng mà một bông nở nó bán cây khách rồi nên là không mấy chị không nhìn thấy rõ đây. Cái bông này nó chưa rõ, bông nó màu trắng tinh. Cái cánh của nó hơi bay và cực kỳ thơm. Thay dòng thỏ trắng cho mình á, dòng thỏ trắng kia cho mình đó là nó không có thơm mà nó bền bông thì em không nói, còn cái dòng này vừa bền bông mà nó vừa thơm cho mấy chị. Cây của nó là đặc thù thuộc chuẩn cây hàng nắng luôn nha. Không phải là thật đen rô màu mấy chị, cây hàng nắng mấy chị nhìn thấy cái dòng tay thỏ mấy chị biết là cái thân đó. Nhìn nhận hàng là mấy chị biết à cái thân cái cây là hàng nắng liền, mấy chị nhìn là cầm cái cây lên mấy chị biết hàng nắng liền. Em bán cho mấy chị combo 4 cây là 220.000 và đi một combo nha. Anh chị nào đi lẻ thì em bán 75.000 cây nói trước. 3 cây là giá chuẩn của nó là 3 cây là 220.000. Em tặng thêm cho mấy chị một cây là 4 cây. 4 cây là 220.000 cho mấy chị luôn nha. 4 cây là thỏ trắng lai. Đó, em nói thật là chỉ cứ lâu lâu có em lâu lâu em sale cho mấy chị thôi. 3-4 cây là 220.000. Giá thỏ trắng lai nè, cái giống này dùm em là hoa thơm đó. Hoa rất là thơm và cánh nó cứng bền dữ lắm, bền luôn nha mấy chị. Đó. Lấy đại 2 combo đi chị Nguyễn Lương. Chị Nguyễn Lương 6 cây nè. 2-4 với chị Nguyễn Lương nè, em lựa cây nụ lớn chị nha. Anh chị mua 3 cây mấy chị sẽ được tặng thêm 1 cây là vậy đó. Nè, nè 5 cây cho chị Nguyễn Lương nha, 5 cây chị Nguyễn Lương. 6 cây chị Nguyễn Lương lấy đầy 2 combo đi chị, lấy 8 cây đi cho nó tính chẳng tiện, dễ tính tiền. 3-4 cây là 220 nha, 3 cây combo 3 cây là 220.000, em tặng thêm cho mấy chị 1 cây. Đó,
4 cây là 220 ngàn nha mấy chị. 4 cây là 220 ngàn. 2 cây nè. Xíu em lên lại cho chị Đỗ Quyên coi. Thông chay in ba clip. Combo 3 cây là 240 ngàn. Đây nè. Cái này em lên cho anh Nhật Trường. Combo 3 cây cho anh Nhật Trường nè. 3 cây, 4 cây nè. 4 cây 220 nè. Cái này là 3 cây 220 đó trước mấy chị. Em tặng thêm 1 cây là coi như là 4 cây 220 ngàn cho mấy chị. Nhưng mà mấy chị phải mua một combo nha. Em không có đi lẻ đâu. Đó. Hôm trước em còn bán mấy chị là 3 cây là 220 ngàn đó mấy chị. Cây đẹp ghê không? Đây này cho chị Quỳnh Tiên Võ nè. Quỳnh Tiên Võ 4 cây chị Quỳnh Tiên Võ nè. Đẹp lắm luôn á chị Quỳnh Tiên Võ ơi, cây nó lầm khỏe cho mấy chị. 4 cây có 220, thỏ trắng lai hoa thơm nha. Hàng này rất là thơm mấy chị, cánh nó cứng dày và độ bền bông cỡ 3 tháng nha mấy chị. Quá rẻ, được hàng nắng mà có này tính ra có 55 ngàn cây, cực kỳ rẻ cho mấy chị luôn. Ok Diễm Nguyễn. Diễm Nguyễn xã hai cái tím lavender của Đạt Tiền. Đạt Tiền. Ok chị. Đây nè, 4 cây là 220 ngàn nha. Thỏ trắng lai hoa thơm. Thỏ trắng lai hoa thơm, 4 cây là 220. Đây là cây hàng nắng và không phải là dendro màu nha mấy chị. Nhớ giùm em đặc tính đi, hoa thơm cái bông nó nở ra nhìn nó sắc sảo hơn trong hình nhiều. Mà cái bông nở em mấy cho mấy chị rồi. Cho chị Thanh Trần 4 cây, chị Thanh Trần nè. Thanh Trần 4 cây thỏ trắng lai, chị Thanh Trần nè, 4 cây 220 nha. Thanh Trần 4 cây gộp đơn. Cây đẹp quá nè mấy chị ơi. À vậy cho em chị Nguyễn Lương thêm 2 cây nữa là 8 cây cho chị Nguyễn Lương nè. Đó. Chị Nguyễn Lương thêm 2 cây nữa, chị ghép vô 4 cây trong chậu chị Nguyễn Lương cho đẹp chị Nguyễn Lương. Cái giống này nó còn xe bông nữa nha mấy chị, nó còn nhảy vào bông lên nữa cho mấy chị nha. Em còn được vài cây nó là hết nè. Còn nhảy vào bông lên nữa, tại vì nó là đặc thù của nó là dòng nắng. Đặc thù của nó là dòng đen rô nắng nên là vào bông sẽ liên tục thôi, nó lái cho mấy chị thôi chứ không phải ra một bộ bông rồi thôi. Combo 4 cây là 220 ngàn. 4 cây thỏ trắng lai nha mấy chị, 4 cây là 220 ngàn. Có chốt 4 cái này chốt 220. Và cái dòng là cái dòng lăn nắng là chị tiết giao ơi. Em đang lên dòng nắng cho mấy chị mà, em đâu có lên dòng màu đâu. 4 cây thỏ trắng lai này là 220 ngàn nha. Này là dòng nắng thơm đó chị, chứ không phải là dòng màu đâu chị. Nào dòng màu, nó dòng màu mấy chị mà. Cây này nó còn nhảy vào bông nữa. Đặc thù của giống này nó còn nhảy vào bông lên nữa cho mấy chị nha. Chứ không phải ra một bồi rồi thôi, bông là bông bối thôi. Thường dòng tay thỏ thì cái nụ hoa của nó tầm 10 đến 12 nụ nếu mà đạt bông, cái trung bình của nó khoảng 10 nụ bông thôi. Nhưng mà được cái là cánh bông nó rất là cứng dày và nó bền bông cho mấy chị. Thằng dòng thỏ trắng truyền thống trước đây của mình thì cánh bông của nó chỉ là cánh bông cứng và nó bền bông thôi. Còn nếu mà bây giờ thì em lên cái này một cây là gặp đôi chị Anh Vinh. Combo 4 cây là 220 ngàn nha. 4 cây là 220 ngàn. Đây nè. Anh chị nào lấy còn được chắc cỡ 3 combo nữa là cùng. 3 combo nữa cho mấy chị thôi. Giống này nhớ giùm em là hoa thơm mấy chị. Hoa thơm cánh nó cứng dày lắm. Thỏ trắng thì bây giờ cũng đang săn dòng thỏ trắng cho mấy chị nhưng mà nó hết hàng mất tiêu rồi. Thỏ trắng bây giờ sạch sẽ hàng luôn cho mấy chị. Chị Đỗ Quyên còn đó hôm nay cho chị cái thông cho Game Malip. Để em lên cho mấy chị cái hàng nắng này nè. Cái này em có anh chị nào hỏi em cái thằng em có thằng berry mình còn được nhớ ta. Berry đỏ. Ê mình còn banana thơm không? Ê mấy chị ơi em còn cái thằng banana thơm nè mấy chị. Banana mà bông vàng tiền á nha. Vàng đậm luôn á. Cái bông vàng tiền đậm cho mấy chị nha. Coi còn được mấy cây em sale khách luôn. Còn được nhiều ít giờ. Banana này là cái bông vàng tiền nha. Vàng tiền đậm á chứ không phải là bông banana mà vàng nhạt nha mấy chị. Vàng nhạt nha. Em đây cho Bon Nguyễn một cây gộp đơn cho Bon Nguyễn nha. Bon Nguyễn một cây. Nếu mà chị nào lấy một cây gộp đơn làm tính 60 ngàn cây á nha. Trước á một cây á gộp đơn là tính 60 ngàn cây ạ. Cho chị Tiết Giao 4 cây, chị Tiết Giao rẻ lắm chị Giao ơi. Cái hàng này là hàng nắng thơm á chị Tiết Giao. Về trồng chậu sướng lắm. Cho chị Nguyễn thì Tiết Giao 4 cây là đang vào bông nè. Đang vào bông chị nè. Này cây này ra 2 vòi luôn nè chị Tiết Giao. 4 cây là có 220 ngàn à. Đó. Cây quá trời rẻ luôn nè mấy chị ơi. Cây đẹp chứ lắm đẹp luôn nè. Đó. Để em lên cho. Trời. Cái banana thật sự em không có muốn sell chút nào luôn. Hàng này em combo 3 cây là cho 3 cây như đầu lai hả? Ok hoa lan tím, hoa lan tím thích ra. Em lên cho cái thông cho con ba clip này cho hoa lan tím nè. Chị ơi, chị ơi chị không lấy nữa thôi luôn á. Cây lầm rất là lầm. Thông chai ghen ba clip nè, 3 cây là 240. Cái màu này màu mới, em nói thật chứ mấy chị, đảm bảo mấy chị những anh chị sẽ đi săn cái dòng này.
Cảm ơn chị Tiết Giao nè, thông cây Genbalip 3 cây là 248.000 cây. Em nói thật với chị không có mua chỗ nào rẻ hơn đâu. Cây này hiện tại là cây nó rất là đẹp và xây sắp hoa cho mấy chị. Và giống này là hoa thơm, mọc bông đúng thật, thực sự mấy chị cấu trúc bông cực kỳ sắc sảo cho mấy chị luôn. 3 cây là 240.000 nha. Thông chai Genbalip 3 lưỡi tím, 3 lưỡi xanh. Nè mấy chị coi cây của nó nè, 80.000 để bỏ ra 80.000 cây mấy chị mua thật sự xứng đáng đồng tiền mấy chị, chứ không phải là bỏ ra 80.000 mua về mấy chị nhận nửa cây số quắc nha mấy chị. Nè mấy chị coi cây nè. Nó. 3 cây là 240.000 nha. Quá đẹp, em để cho chị hoa lan tím 3 cây nè. 3 cây nè, một cây một lùm luôn á. Cây này còn đẹp hơn, tặng quà game nữa nè chị hoa lan tím coi nè. 3 cây 240.000. 3 cây 240.000 còn người hoa lan thơm cho clip không? Clip không lên cho 3 cây lùm đi. 3 cây có 240.000, 80.000 cây mấy chị. Để em lên cho mấy chị cái dòng banana này em nói rồi. Mà banana này em sale luôn, em mới bán hôm qua 3 cây là 220.000. Mà banana này banana vàng đậm cho mấy chị vào hoa thơm. Vàng đậm vào hoa rất là thơm mấy chị ơi. Nè em lên cho 2 cây lầm cho chị Đỗ Quyên, 2 cây lầm nữa nè. Để chị Đỗ Quyên đợi xíu, chị Đỗ Quyên em đợi cho cây lầm đẹp. Cánh của nó cứng dày, nó cũng tựa giống như thằng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ tia chớp của mình, nhưng mà nó thơm cũng y chang nhau luôn. Nó thơm, không có nụ cho Long Nguyễn, nhưng mà cái cây này cây lớn cho chị, cứ không thể còn là cây nhỏ nữa đâu. Nó 3 cây có 240.000 hả mấy chị ơi. 3 cây là 240.000, em để chị Đỗ Quyên. Hàng này em nói thật mấy chị, mới về buôn hàng đá sạc mấy chị nè, đẹp gì đâu. Có 80.000 một cây, con lựa cho chú Văn Châu 3 cây lầm nè. Nè đẹp ghê luôn, có 80.000 một cây nha, cực kỳ đẹp mấy chị. Cho chị Quỳnh Tiên Võ một cây thông chai Genbalip nè. Nhớ giùm em là chuẩn màu bông, mà cái lưỡi của nó phải ba ba giống như hình nha mấy chị. Cái lưỡi tím của nó phải đậm như giống như vậy nha. 3 cây là 240.000. Con lên chú Văn Châu 3 cây nè. Nè mặt bông đẹp dữ lắm luôn. Thông chai Genbalip cái giống này lâu lắm rồi nè mấy chị. Bây giờ mới có hàng nè. Cho chú Văn Châu nè. Chú Văn Châu Đỗ Yên 2 cây, Quỳnh Tiên Võ 1 cây. Em lên cho chú Văn Châu 3 cây nha. Chú Văn Châu 3 cây lầm cho mình nè, quá trời đẹp luôn. Có 80.000 một cây, 3 combo 3 cây là 240.000. Em lên cho chị Lý Thị Kim Hoàng một cây lầm, chị Lý Thị Kim Hoàng nè. Quá đẹp chị Kim. Nè chị Kim Hoàng ơi, có 80.000 một cây à. Cây đẹp lắm mà đẹp. Cái này sắp hoa hết rồi mấy chị nó muốn thích bé cái cao không được, cái cao mà ít thân hơn xíu. Nó cũng cây này chị có rồi. 80.000 một cây. Ai chị nào thích lấy cây cao cũng có hàng mấy chị luôn. Cây cao cũng có nhưng mà cây cao thì nó ít thân hơn xíu. Cao thì nó hơi ít thân hơn xíu nha. Để lên cho cái này cho coi nè. Lên cho cái thằng banana này thật sự. Trộm banana này mấy chị thật. Anh em của thằng banana hoa thơm đó chị ơi mấy chị ơi. Banana này cây một mấy chị là cái giống của banana là cái màu vàng đậm cho mấy chị. Mà chỗ bông của nó 40 mấy 50 bông không. Chứ không bao giờ mà ngắn hơn cái thằng cái chỗ này. Combo của nó chuẩn giá của nó là 3 cây 220.000. Em sale cho mấy chị một combo đi, một combo mà mấy chị em không đi lẻ đâu. Đi lẻ không có tính được cái giá này đâu mấy chị. 3 cây là 200.000 cho mấy chị luôn. 20.000 không có tới đâu nhưng mà bớt đi cho mấy chị để cho nó rẻ tiền hơn cho mấy chị. Nhưng mà cái hàng này nó cam kết mấy chị là hàng vừa mà cây rất là đẹp. Cây này sắp hoa hết rồi nè. Em lên cho mấy chị cái thằng banana này nha. Chào cô Hoa Cao nha. Đây nè đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị. Chị Bon Nguyễn chốt mấy chậu thông chai Genbalip rồi. Đây nè mấy chị coi nè. Thằng banana này chuỗi vào bông rất là dài, màu vàng đậm cho mấy chị. Combo 3 cây là 220.000. Em sale cho mấy chị 3 cây còn là 200.000 cho mấy chị nha. Cây này rất là đẹp cho mấy chị nè. Em cho mấy chị khoan. Cây này không có nhiều thân đâu nhưng mà được cái là cái này nó rất là bền bông cho mấy chị luôn. Mấy chậu. Chị Bon Nguyễn được có một chậu đi chị Bon Nguyễn ơi. Nè, màu vàng đậm nha mấy chị. Cái này là màu vàng đậm cho mấy chị và chuỗi bông rất là dài. Và cái giống này là hoa thơm, cực kỳ thơm cho mấy chị và khá là bền bông. Banana này em nói thật chứ mấy chị là chơi cũng bông cũng ngang ngửa với thằng bà Pensura đó mấy chị. Banana thì nó rẻ tiền hơn thôi mà chơi bông cũng ngang ngửa. Và chị Tiết Giao hiện tại em đang live ở chi nhánh Sài Gòn à, thì chị Phường Lan ở Châu Thành Tiền Giang nha, Bình Trưng Châu Thành Tiền Giang. Em lên cho combo 3 cây banana nè mấy chị. Hàng này 3 cây là 220.000. Em sale cho mấy chị 3 cây còn 200.000. Trời ơi mấy chị coi nè, banana nè hoa thơm nè. Cây này khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Coi mấy chị coi cây cực kỳ đẹp cho mấy chị. 3 cây có 200.000 nha. Giá này là giá em sale cho mấy chị luôn. Chứ hàng này là 3 cây là 220.000. Em sale cho mấy chị là 3 cây còn 200.000 bà đó nào hoa thơm nha. Cây này rất là khỏe. 3 cây này mà mấy chị ghép vô một chậu lớn thì rất là đẹp luôn nha mấy chị. Vừa với chậu phi 32 nha. Hàng này khi mà mấy chị vô chậu trồng chết nó vừa với chậu phi 32 của mấy chị luôn. 3 cây. Cho chị Kim Hoàng một cây gập đơn bà nó nào hoa thơm nè. Combo 3 cây có 240.000 mấy chị coi đẹp ghê không. Cây này bắt đầu chuẩn bị cho bông hết rồi nè. Thắt ngọn dần hết rồi đó mấy chị.
cây này nè, cắt ngọn và bắt u dần hết rồi đó. Cho chị cho chị Bon Nguyễn, Bon Nguyễn thêm hai cây thông chay gòn ba líp cho chị Bon Nguyễn. Bon Nguyễn nó đợi xíu nha. Bà nói nào hoa thơm, combo 3 cây chỉ có 200.000 đúng rẻ luôn á. Cây này không có thể nào rẻ hơn, mấy chị banana cũng thơm ngang ngửa với thằng Basura mình đó. Nói là vậy là mấy chị dễ hiểu hơn, nó thơm ngang ngửa đó. Em lên cho chị Tiên Nguyễn nè, Tiên Lê hai cây banana hoa thơm nè. Tiên Lê ha 3 cây nè, mà 2 cây. Em lên cho một banana cho chị Nguyễn Nguyễn nè. Nguyễn Nguyễn một cây banana này gộp đơn nè. Hàng này em nói thật chứ mấy chị em còn bán mấy chị là 3 cây là 220 đó. Cho chị Nguyễn Nguyễn một cây gộp đơn nè. Em lên cho chị Bon Nguyễn hai cây thông cho gan ba líp, ba lưỡi tím, ba lưỡi xanh như vậy nè. Đó, hai cây gộp đơn chị nào quá đẹp luôn, có 80.000 cây. Banana là combo 3 cây là 200.000 nha. Lẻ là 70.000 một cây cho mấy chị luôn. Rồi nè mấy chị coi cây lầm ghê không mấy chị. Cây cực kỳ khỏe nè. Bộ rễ nó cực kỳ khỏe. Mấy để mà trồng được cây banana này thế này. Trời. Em lựa cho nè, đẹp cho ba cây đẹp cho chú Văn Châu ba cây nè. Ba cây banana đẹp nè, ba cây đều luôn nha. Bắt đầu thắt ngọn và chuẩn bị là nứt vào bông rồi nè chú Văn Châu ơi. Nè, chú thấy không? Ba cây này cho chú Văn Châu nha. Văn Châu ba cây banana hoa thơm gộp đơn. Ba cây 220 sale còn ba cây 200.000. Bớt đi một combo 20.000 cho mấy chị như hỗ trợ tiền ship cho mấy chị nhé. Em lựa cho combo cây đẹp nữa cho mấy chị. Ba cây có 200.000 hả? Hai cây chuối. Trời. Đúng rồi, cho hai cây chuối đẹp cộng đơn chị Đỗ Uyên nè. Chị Đỗ Uyên bán bánh riết rồi giờ kêu nó chuối không hả chị Đỗ Uyên? Tôi kêu banana với ai kêu chuối. Đây là cho chị Đỗ Uyên hai cây nè. Đỗ Uyên hai cây đẹp chị Đỗ Uyên nè. Có 70.000 cây không mấy chị? Mấy chị kêu cây chuối đó là cũng được mấy chị, kêu cây chuối cho nó nhanh gọn lẹ. Thì mùi thơm nó giống như cái mùi chuối của mình vậy đó. Có combo 3 cây có 200.000 à. Cho chị tiếp giao một cây banana gộp đơn nè. Banana hay còn kêu là chuối đó mấy chị. Mà em nói thật với mấy chị, nó là anh chị em ruột cái thằng banana Bensoda mình đó. Mà nó rẻ hơn này em nói thật, nó chỗ vào bông em nói thật chứ vào bông còn dài hơn cả thằng banana mình Bensoda mình nữa đó. Cây Bensoda thì cây banana này không có nụ chị Tiên Lê ơi. Em chỉ bán cho mấy chị cây thắt ngọn thôi. Cây này thắt ngọn hết rồi, lô này là thắt ngọn, hàng vườn thắt ngọn hết rồi mấy chị. Hàng vườn thắt ngọn hết và chuẩn bị nhảy vào bông cho mấy chị hết rồi. Có những cây băng bắt đầu nhú vòi dần mấy chị rồi. Ba cây có 200.000 nha. Chị Bon Nguyễn hả? Ok chị Bon Nguyễn, xem hồi chị Bon Nguyễn có mấy cây rồi. Combo 3 cây này là 200.000, chốt 3 cây chuối này chốt giùm em là 200.000 giùm em nha. Thơm lắm mấy chị, chuối này nó thơm nha. Chuối này chuối vàng đậm nha chứ không phải là chuối ấy nha mấy chị, chuối mà vàng hơi hè chơi nhạt nhạt nha mấy chị. Cây này bông này dễ thương. Bông của nó, cỡ tán bông của nó cũng giống như thằng Bensoda mình thôi. Thơm thì cũng thật chứ mấy chị cũng chín người với thằng Bensoda mình. Mà rẻ giá thì nó rẻ hơn. Em để vô thử cho mấy chị ba chậu, mấy chị ghép vô chậu như thế nào nha. Ba cây này mấy chị để vô chậu là đúng đẹp luôn á. Đọc lên cho chị nghe luôn. Sáu cái. Tổng bao nhiêu cây? Không, bao nhiêu loại? Sáu loại. Chuối là chuối xưa đó chị Thư Phùng. Nè, ba cây như thế này mấy chị ghép vô một chậu nè mấy chị. Chậu này là chậu phi 32 em đang cầm lên cho mấy chị nha. Ba cây mới cầm này em để cho chị Trần Nga nha. Trần Nga ba cây chuối đó chị Trần Nga nè. Ba cây banana, còn kêu là cây chuối đó mấy chị ơi. Chuối nó ngắn gọn, banana đọc mệt lẹo lưỡi. Đây danh số điện thoại cho chị Trần Nga ơi. Cây này đẹp mấy chị nè, ba cây này mấy chị ghép vô chậu á, chị thấy không, xứng đôi vừa lứa ghê luôn á mấy chị. Ba cây này vô chậu phi 32. Hàng này mấy chị có thể trồng chậu sứ cũng được, hoặc là banana thì cây nó không có cao, cây thì nó cũng cao tương đối, nên là chậu này chậu phi 32 chị Lan Chiêu. Ba cây là mấy chị ghép vô một chậu phi 32 là vừa, là đẹp luôn á mấy chị. Là sau này nó nhảy con ra là đẹp ok cho mấy chị luôn, khỏi phải tốn thời gian thay chậu gì nữa. Ba cây thế này là nó vừa luôn á, vừa với chậu phi 32. Chậu này chậu phi 32 nha. Nếu không thích thì mấy chị có thể ra rộng rãi hơn thì mình ra chậu phi 35, nhưng mà bắt buộc 30, 32 cũng được. Này là chậu này em đang cầm, mấy chị là chậu phi 32. Chậu phi 32 là 35.000. Thì cái hàng chậu này thành rất là cứng dày. Chậu này thành cứng dày lắm, mấy chị có loại thành mỏng nữa. Thành mỏng thì nó rẻ hơn, cũng 5.000 cái, 10.000 cái thôi. Mà về nó nhanh mục, còn cái này biết nào mấy chị. Biết nào mới mục cho mấy chị. Cứ thằng thành này cứng, thằng này cứng cứng lắm. Về mấy chị, anh chị nào mà em gửi chậu mấy chị, về coi gửi chậu mấy chị biết thành rất là cứng. Thành nó cứng nên giá của nó là 35.000 cây cái. Hừ,
banana. Banana gì đó, trời ơi chị Bích ơi, em cứ đọc vậy thôi, chị nào kêu gắn tắt là kêu chuối cũng được. Ba cây này là 200 ngàn, ba cây này hai combo, ba cây 220 em sale mấy chị, ba cây 200 ngàn em chốt, ba cây này chốt ba, ba cây này 200 ngàn giùm em lên cho mấy chị một cái loại này nữa nè, em lựa cho một cái cây lùm thiệt là lùm cho mấy chị, lên cho mấy chị thỏa hồng nè, còn được vài cây lên thỏa hồng này á nha. Cái lô thỏa hồng này, cây này là mấy chị mua một cây của em bằng mấy chị mua được hai cây đợt trước á, thỏa hồng á. Cái lô thỏa hồng này tụi em đang đem ra về vườn đặng dưỡng ra chậu lớn bán hàng Tết cho mấy chị đây. Thỏa hồng này lùm rất là lùm luôn. Đồng tiền tím hả? Đồng tiền tím nó lạc cũng đâu, nó còn nhưng mà nó lạc cái đâu á, nó còn cũng vài cây hà. Đồng tiền tím em muốn nó lạc còn được vài cây à. Ok chị Trần Nga lên địa chỉ giùm em đi chị Trần Nga ơi, đặng em đi hàng chị cho nó nhanh nha. Anh chị nào chốt ba cây chuối thì chốt 200 ngàn giùm em. Ba cây chuối, chuối banana này 200 ngàn. Em lên cho cái thằng thỏa hồng này cho mấy chị nè. Thỏa hồng này có ba cây em cũng bán cho mấy chị, ba cây 220 bán mấy chị 200 ngàn luôn. Em lên cho mấy cái thằng thỏa hồng đẹp này cho mấy chị nha. Em lên cho cái mặt bông thỏa hồng đẹp cho này nha. Thỏa hồng này còn được có mấy cây hả? Để lên cho mấy chị coi luôn. Thỏa hồng này mà cây mấy chị lúc trước mấy chị mua hai cây, mấy giờ mấy chị mua cây của em. Thỏa hồng này cây đẹp, cây lầm lắm. Có chứ anh Lê Đệ ơi, có đơn hàng triệu có tặng mà. Tặng kèm gì thì không biết nhưng mà có tặng. Tùy thích mấy chị ơi, tùy người chốt biêu họ tặng cho mấy chị đồng phân thuốc hay là tặng cây đó, tùy người chốt biêu. Đây nè, em lên cho mấy chị thỏa hồng nha. Cây này lùm dữ lắm, lùm luôn mấy chị, một lùm bấm móng rồng mình còn không ta. Đây nè, em lên cho mấy chị mấy cây thỏa hồng này đẹp lắm luôn. Thỏa hồng này cực kỳ đẹp. Nên nó bền lắm, 3 tháng chưa xi nhê thằng thỏa hồng này đâu. Em lên cho mấy chị một cái cây lùm nè. Thỏa hồng mà mấy chị sẽ mua được cây nào mà ít có khi nào mà được những cái cây mà lùm giống như thế này. Một lùm luôn á, toàn là hàng này là hàng cây lùm. Hàng này về mấy chị ra chậu cực kỳ thích nha. Cây thỏa hồng này là 3 cây là 200 ngàn. Có một cái lò móng rồng nữa xíu lên cho mấy chị coi luôn. Cây của nó một lùm luôn nha mấy chị. 3 cây combo 3 cây thế này là 200 ngàn. 3 cây thỏa hồng như thế này là 200 ngàn nha. Em lên cho lựa cây lùm cho mấy chị. Đợt cây thỏa hồng này mấy chị mua bằng một cây bằng mấy chị mua hai cây giống như đợt rồi á. Cho em cái địa chỉ số nhà cụ thể luôn nha chị Phương Trần Nga, cảm ơn chị. Ba cây thỏa hồng này là 200 ngàn nha mấy chị. Dendro nắng thỏa hồng. Nó là đây nè. Cây đợt này mấy chị thấy không? Cây đợt này là gấp đôi cây đợt vừa rồi. Em chỉ nói là có một thân đứng lên, thân lớn lên và vài thân nhỏ dưới thôi. Còn đợt cái thỏa hồng này cây rất là lầm, coi như là nó gấp 2 lần đợt vừa rồi luôn. Mà trái em cũng bán rất là mềm cho mấy chị. Giá ba cây là 220 em xem mấy chị, còn ba cây là 200 ngàn. Cây lầm đẹp nha. Combo ba cây thỏa hồng như thế này là giá 200. Cây đợt lô cái này chưa một khách nào nhận hàng cái thỏa hồng mà phản hồi cái thỏa hồng bên em xấu như thế nào. Cũng giống như cái lô mà bà Hồ Đẹp hay là thông chị Gòn đó mấy chị. Đây cây nó rất là đẹp luôn. Ba cây này là 200 ngàn. Cái lô móng rồng cũng vậy, kể cả cái lô móng rồng cũng vậy, về cây rất đẹp. Hàng này tụi em lựa từng cây đang về ra chậu đang trồng hàng bán hàng Tết đó mấy chị, hàng đánh hàng Tết hàng bông Tết cho mấy chị. Nên là cái cây nào cây nấy là một cây tụi em ra một chậu thôi, ra chậu lớn thôi, chứ không có ít có khi nào mà ghép vô chậu khủng như thế này. Tại vì cái cây lựa cho mấy chị là cái cây nhiều thân, nên là về khi mà mình ra chậu á thì cái cây của mấy chị sẽ nó nhiều thân, nên là mấy chị dễ lắm, không có cần phải ghép, trừ khi cái ít thân thì mấy chị ghép thôi. Còn cây nhiều thân như thế này ít có, tụi em mới có ghép, chỉ ra chậu lớn thôi, ra chậu lớn rồi nó phát rất là nhanh. Ba cây thỏa hồng này là 200 nha, anh chị nào có chốt hồng chốt 200. Thỏa hồng 200 nha. Em lên cho sẵn, em lên đây cho mấy chị thêm một cái combo móng rồng khủng khiếp mấy chị nữa nè. Trời ơi, cái lô móng rồng này một lầm luôn á mấy chị. Móng rồng này cây đúng đẹp luôn nè, để em lấy cái mặt bông để cho mấy chị coi cái móng rồng nè. Cây như thế này nè có 70 ngàn cây à. Ô, móng rồng 3 cây 220 chứ. 3 cây 220, 200 ta. Có sale không ta? Hôm bữa có sale không ta? Đây này cho mấy chị coi móng rồng nè, đẹp dữ lắm đẹp. Có lấy ra thỏa hồng lấy nha, em lên cho một lượt cho mấy chị coi mặt bông nè. Đây là mặt bông của cái thằng móng rồng. Móng rồng này là bông của nó là hai cánh vàng và ba cánh trắng. Cái giống này là mấy chị chơi cỡ 3 tháng cho đến 3 tháng rưỡi, còn hơn nữa nha. Nó không có thơm cực kỳ bền bông và nó xay hoa dữ lắm, xay hoa. Và nó là thuộc dòng cây chịu nắng cực kỳ tốt cho mấy chị luôn. Combo 3 cây móng rồng là 220 mấy chị ơi, chứ không phải là 200 ngàn.
ba cây là 220 nha. Hàng này móng rồng không có thể sale được. Móng rồng này cây đắt tiền gì lắm luôn, giá trị nó cực kỳ cao trên trường. Móng rồng này là ba cây, mấy chị em zoom lớn mấy chị coi móng rồng nè. Thổ vàng chưa về chưa hình ý như Nhi ơi. Nào về là em đăng lên em hú mấy chị liền hả? Em cũng đang ngóng cái thằng thổ vàng về mà nó chưa có về kịp cho mấy chị. Đây nè mấy chị coi nè, cái móng rồng này đẹp ghê không? Ba cây là 220 ngàn. Hàng cái móng rồng này em có thể nào sale được cho mấy chị, tại cây của nó là cây lầm, cây lầm, cây của móng rồng nó đắt lắm mấy chị. Ba cây, cái chậu này một cây rồi mấy chị có thể ra được chậu phi 20 luôn. Một cây ra chậu phi 20 luôn. Cái này là thường là em lựa mấy chị toàn là cây hai hướng không à. Ba cây móng rồng như thế này là 220 ngàn. Móng rồng nha, em đảm bảo mấy chị chăm móng rồng này cực kỳ nhanh phát. Mấy chị chăm cỡ một tháng là cây của mấy chị cao cỡ như thế này và tán nó sẽ tròn như thế này cho mấy chị luôn. Thỏ xanh nè, thỏ xanh không có hàng. Thỏ xanh hả? Chắc thỏ vàng á chị Đỗ Uyên ơi, nhiều khi mình nhìn ra thỏ vàng giống như thỏ xanh vậy đó. Thỏ vàng chứ không phải là thỏ xanh đâu. Còn ít bữa nó đi, ít bữa nó mới có hàng cái dòng đó về. Giờ có hàng đặt trên vườn chừa hàng rồi mà chưa có thời gian nên lấy, khách dặn thổ vàng nhiều dữ lắm luôn rồi. Mà chưa xa lắm, chỗ đó nó xa lắm mà chưa có lấy được cho mấy chị thôi. Ba cây này là 220 ngàn móng rồng nha. Anh chị nào chốt móng rồng chốt 20 giùm em một cây lầm như thế này rất là khỏe. Móng rồng này á em chỉ khuyên mấy chị là một cây ra một chậu thôi. Cây này mấy chị chăm khoảng một tháng nữa bắt đầu có vào bông bối cho mấy chị nha. Và một tháng nữa cây của mấy chị sẽ cao như thế này, sẽ cao như thế này nha, rất là nhanh mấy chị. Thằng móng rồng này nó nhanh cực kỳ, nhanh đẻ con và rất là nhanh phát. Mấy chị khoảng một tháng nó bắt đầu có bông cho mấy chị rồi. Cây này chủ yếu là về cái cây này, đây là cái thời điểm thích hợp để về mấy chị, để ra chậu mấy chị chơi hàng Tết rất là thoải mái. Cây như thế này về mấy chị ra chậu rất là khỏe. Ra chậu là cây của mấy chị sẽ không có bị bắt sức, mày không có xuống cây, và ra chậu là mấy chị cây của mấy chị phát triển luôn ngay lập tức, nó không có bị khựng cây lại. Nhiều cây của mấy chị sẽ về ra chậu cây nó bị khựng lại, nó không có ra rễ, nó cũng không có xanh, nó cũng không có mướt gì luôn. Mấy chị chăm bắt buộc chăm dưỡng thời gian sau bắt đầu cây của mấy chị mới phát. Còn có như cái cây này thì về mấy chị ra chậu là cây của mấy chị phát luôn, nó không có cần thời gian nữa. Combo ba cây móng rồng này là 220 ngàn. Móng rồng chốt chị Bích Nguyễn cây gập đơn. Móng rồng mà chị không biết chị Thủy, ba cánh trắng, hai cánh vàng, ba cánh trắng đó nè, cho coi là một bông này tròn móng rồng mà không biết nữa luôn á, khổ thân chị Thủy ghê. Đây móng rồng là mật bông mới thật, cái mấy chị truyền thống dữ lắm, truyền thống luôn, và mấy chị chơi bông cực kỳ khỏe. Bà liễu bây giờ em chỉ còn chậu lớn thôi, chậu khủng thôi, nhanh vỡ hùng ơi. Mật bông của móng rồng nè, bền lắm, bền mấy chị ơi. Cánh bông này thiệt tình em nói thật với mấy chị, cực kỳ bền. Chơi mấy chị chơi cảm nhận thôi. Tại móng rồng này phải nói, anh chị có những anh chị nhà em đảm bảo mấy chị có rồi, nhưng mà cực kỳ, phải nói cái giống này cực kỳ bền cho mấy chị móng rồng. Có combo ba cây có 220 ngàn à. Cây này cao đẹp một lùm luôn. Cây này là cây hai hướng đó mấy chị, toàn cái thế này toàn là hai hướng không à. Cho bên quỷ của cây móng rồng gập đơn nè, ba cây là 220. Tại sao em không báo với chị là ba cây 200 ngàn? Tại cái giống này cực kỳ đắt. Cái cây này không phải rẻ mấy chị, ra chậu lớn là không phải rẻ đâu mấy chị. Ra chậu lớn còn 300-400 ngàn cây, còn lấy mấy cây móng rồng đó. Để xíu lên móng rồng mấy chị. Đợi cho em đợi, lắp lên cho mấy cây lầm cho mấy chị coi nè. Trời ơi, mấy chị coi nè. Cây này mà mấy chị mua có 75 ngàn cây đúng rẻ không mấy chị? Cây toàn là cây hai hướng không à. Mấy chị chăm một tháng là cây của mấy chị đã phát là như thế này và bắt đầu bông bối mấy chị rồi. Cây cỡ này là có bông bối rồi. Cây cỡ này là có bông bối cho mấy chị hết rồi nha. Có bông bối hết và hàng này mấy chị chăm Tết thoải mái. Nè, cây này đâu mấy chị thấy không? Có xíu đây là nó nhảy vào bông mấy chị rồi chứ không có cần. Một gang tay là bắt đầu có vào bông mấy chị rồi chứ không có đợi cao. Nên là nhiều khi mấy chị nghĩ là cây như thế này mà mấy chị về chăm lâu bông nhưng không, rất là dễ, mấy chị nhanh lắm luôn. Cây này chưa được một gang tay đã phát vào bông bối cho mấy chị rồi đó. Chưa được một gang tay đó. Ba cây này là 220 ngàn. Em có chậu bà liễu 300 ngàn. Có chậu bà liễu 300 ngàn á anh Võ Hùng ơi, chậu lớn. Mấy chị coi nè, ba cây này là 220 ngàn nha. Anh chị nào chốt muốn rồng chốt giùm em ba cây. Xanh mướt cho mấy chị nha, rất là khỏe. Cây nào như cây đó cho mấy chị, ít có bị vàng lá chân cái thứ nhất. Cái thứ hai là cây này nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cây cực kỳ khỏe cho mấy chị luôn. Ba cây này là 220 ngàn. Chốt bông rồng chốt ba cây, bắt đầu cây như thân bên đây bắt đầu thắt ngọn rồi. Nên là đa phần tụi em ít có để khi nào mà bông bó, tụi em cắt tụi em để dưỡng bông Tết cho mấy chị. Đẹp cho chị Thiết Giao cây bông rồng, hết sức đẹp không chị Thiết Giao. Có 75 ngàn cây, quá rẻ.
chanh Nhật Trường, một cây móng rồng lùm thiệt là lùm chanh Nhật Trường hai hướng gặp đơn nè, 75.000 cây. Combo 3 cây là 220.000 nha mấy chị. Bà liễu. Còn cây đó ha. Nhưng mình thì hai cây hay gì? Bữa có hai cây mà. Ở trong sọt á. Em có cây bà liễu này trên phố không? Bao cây bà liễu này là 200.000 nè, bà liễu xưa hoa thơm. Bà liễu nè, cây này một lùm luôn, cây này chậu phi 18 đang hai hướng và có mầm tơ cho mấy chị. Bà liễu này là 200.000 chậu nha. Cây này nè, cây bà liễu này là 200 có chốt bà liễu đang vào bông luôn nha. Em lên cái chậu này nhỏ này cho vừa túi tiền anh chơi, chậu lớn kia nó cao tiền. Cái chậu này là 200.000. Cho chị Mỹ Duyên một cây móng rồng đẹp, chị Mỹ Duyên nè. Ok ghi tên cho chị nha. Mỹ Duyên. Cây này là móng cây cái cây bà liễu này lá là 200.000. Để em lấy cái mặt bông của bà liễu cho mấy chị coi, bà liễu xưa thì mấy chị biết rồi, mặt bông truyền thống luôn á. Đi tới đâu là mấy chị đều thấy là có bà liễu trên thị trường. Mà giá thì khu vực thôi, mắc hay rẻ thì chỗ mấy chị mua thôi. Bà liễu. Cái chậu này là 200.000 nha, chậu lớn đang vào bông mấy chị luôn. Còn cái chậu lớn hơn nữa mà giá nó cao lắm thì mấy chị ơi. Nếu như thế này là vừa túi tiền mấy chị chơi. Combo quên nhầm, có một cây này là 200.000 bà liễu cho mấy chị nha. Em lấy cái mấy chị cái mặt bông bà liễu. Trời Mỹ Duyên ơi, cái cây của chị lùm lắm chị Mỹ Duyên ơi. Không có một cây móng rồng nào mà không có lùm đâu. Cái giá này là 200.000 mà đắt là em đi, anh đi chỗ khác anh mua đi, cái chậu này là 250.000. Thiệt luôn á, anh đi kiếm chỗ khác mua đi, chậu này chậu phi 18 mà. Bà liễu không phải rẻ đâu mấy chị, nhưng mà tụi em bán giá thôi, giá nhà vườn tụi em mà. Tùy mấy chị thích thôi, mấy chị coi giá mấy chị mua thôi à. Tùy thích tụi em không ép, nhưng mà tụi em báo giá vậy đó. Cây này là 200.000. Ok chị Thư Phùng, ghi tên chị Thư Phùng ạ. Tùy thích mấy chị hà, giá này trên thì được, cái chậu mấy chị đi kiếm đi 250 cây liền. Còn hàng vườn em còn bán rẻ cho mấy chị, chứ còn nếu mà nhập về bán giá nó cao khủng khiếp luôn á. Hàng nhập về giá cực kỳ cao nha. Này lên cho mấy chị coi mặt bông bà liễu này, có chậu này nè. Chậu này nó là 200.000 mấy chị nè. Cây mấy chị coi cái thế, cây này là cây hai hướng nha. Cây hai hướng chứ không phải là cây một hướng luôn á. Thế là thế đều nhau, về mấy chị ra chậu lớn. Coi mặt bông của cái thằng bà liễu nè. Bà liễu của mình nè, bà liễu này cánh dài. Giá sao thì em bán vậy thôi chứ. Bình thường giá vậy là lãi vậy rồi. Giá nào em nói sale mấy chị là giá sale. Mấy chị đi mua kiếm chỗ khác, mấy chị kiếm rẻ hơn mấy chị mua đi. Em không có nóng tính gì hết, nhưng mà có sao em nói vậy cho mấy chị. Giá vườn, em nói thật mấy chị, giá vườn em còn bán rẻ cho mấy chị. Chứ mấy chị đi nghỉ đi nhập mấy cái chậu mà mua. Bởi vì em xíu em lên cho chị, anh coi cái chậu bà liễu 300 mà giá nhập về nè, mấy chị thấy giá nó còn trên trời dưới đất không mấy, chứ không phải giỡn đâu. Cái nào rẻ thì em nói mấy chị rẻ, còn cái nào đắt thì em nói mấy chị đắt. Đây nè, mặt bông của bà liễu xưa nha, cái chậu này là 200.000, chị nào có chốt chậu này chốt, chậu này đang hai hướng rồi đang vào bông cho mấy chị. Mà cái thưa cái hướng của bà liễu này là cây nó đang đều nhau, và cây nó đều nhau, thân nó đều nhau hết cho mấy chị. Chỉ có được hai thân tơ ở dưới là nó còn nhỏ thôi, chứ còn mấy thân bên đây thì nó thấp ngọn hết cho mấy chị rồi. Cái chậu này là 200 nha. Có chốt cái chậu bà liễu này chốt 200, bà liễu thì em không có đâu. Bà liễu này bây giờ giá nó cao quá nên một số nhà vườn, đặc biệt là bà liễu với thằng Bensoda nhà vườn nó ngại nhập về. Em có được chậu Bensoda siêu hoa thơm này, em lên nốt cho mấy chị coi nha, có gòn rồi có chậu à. Lúc trưa chị chốt hồ đẹp, chị chốt hồ đẹp ở đâu chị? Em đâu bán hồ đẹp đâu chị Nguyễn Hàng ơi. Nếu mà hồ đẹp chắc nhiều khi chị chốt ở dưới vườn hay sao chị? Chốt dưới vườn là gửi chi nhánh khác nha, chị chốt dưới vườn là chi nhánh Tiền Giang ấy nha chị Nguyễn Hoàng. Còn bây giờ là lên đơn mới là em gửi từ chi nhánh Sài Gòn ấy nha. Em có được một cây Bensoda, cây một ha, cây Bensoda siêu hoa thơm nè. Nên là lên đơn mới đó chị Nguyễn Hoàng ơi. Đây nè, em lên cái chậu Bensoda hoa thơm này cho mấy chị. Cái cây này hiện tại đang bao vào bông này nha mấy chị, cây đang bao vào bông nha, Bensoda hoa thơm. Còn được cái chậu này em sale cho mấy chị, với cái chậu này ba vào bông là 250. Em bán cho mấy chị cái chậu này là 230.000, Bensoda hoa thơm. Có chốt bên này chốt 230 này cho mấy chị coi một bông nè. Bensoda cực kỳ thơm nồng, mấy chị biết rồi, bên này là thuộc bên xưa chứ không phải là bên mới.
La đơn mới đấy, trời nó thơm như lắm mấy chị ơi. Cực kỳ thơm, nằm một màu vàng đậm cho mấy chị nè, một vò bông bối thôi đó. Mà mấy chị thấy không? Chỗ bông nó cực kỳ dài. Cái chậu này nha, anh chị nào chốt cái chậu này chốt 230. Cái chậu này là 220 cho mấy chị Bensola nha, cực kỳ thơm. Thơm như lắm, thơm mấy chị nở được có mấy bông thôi, mà dù nó ở trong mát, nó không có tiếp xúc với nắng, nhưng mà nó tỏa hương cực kỳ cao mấy chị, và thơm rất là thơm nồng. Này là Bensola nè. Thấy thơm không? Chốt chậu 230 chị Thương Phùng gộp đơn ạ. À. Ben cực kỳ thơm lắm mấy chị ơi. Hàng Ben không có thơm đâu hàng tiền. Thì mấy chị gấp 3 4 lần luôn á. Đây nè. Còn được chậu 220 nè, cái chậu này em cũng bán là cái cho mấy chị luôn nè. Cái chậu này đang nhảy cái vòi. Lấy cái chậu này đi chị Thư ơi, chị Đỗ Quyên ơi. Em để chị Đỗ Quyên cái chậu này 220 luôn. Đang nhảy thứ vòi thứ hai chị Đỗ Quyên, mà cây nó nhiều thân, cũng nhiều thân cứ thế nhiều thân luôn. Em để chị Đỗ Quyên cái cây này 220 nha. Hai vòi. Đang hai vòi. Đủ lớn luôn nè chị Đỗ Quyên. Để chị Đỗ Quyên cây này nha. Thơm lắm mấy chị ơi. Bensoda xưa nha, hoa thơm. Hàng này mà không thơm là em hoàn tiền cho mấy chị. Rồi nói bài tới Bensoda mà không thơm là không thể nào chấp nhận được. Cực kỳ thơm nha, em còn được chậu này cho mấy chị. Anh chị nào có lấy em để em bớt nốt cho mấy chị 10.000, còn 201 cái chậu này thôi chứ còn không bớt nữa. Tại vì Ben này nó đắt tiền lắm hết luôn hả? Còn con cây nè, em để cho mấy chị 201 luôn nha. Cây này nhiều thân, rẻ đó mấy chị. Rẻ đó chứ còn cây này là 250 thôi. Em không biết anh Lê Văn Đệ do dịch vụ hay do hàng chứ em không có biết nha, em có hối được nên để đợi đi, ngồi ở nhà đợi giùm em nhận hàng đi. Chứ mà tại do buôn tá hay đâu giao hàng chứ em đúng giao hàng đâu, nên là em đâu có biết thời gian của họ đâu. Tại vì họ sắp xếp lịch trình nó thuận tiện cái chuyến giao hàng của họ rồi họ đi giao cho anh thôi. Chứ em không thể nào mà em hối được cái hàng đó được. Buôn tá họ sắp xếp họ giao cho mình thôi chứ còn em không có hối được. Thơm lắm thơm mấy chị, còn chậu này em bán mấy chị 201 luôn. Thì chốt cho chị Xuân Kim 201 gộp đơn nè. Trời thơm cho lắm chị Xuân Kim ơi. Màu vàng đậm nha chứ không phải là cái lô vàng đậm mấy chị, không phải là vàng nhạt đâu nha. 201. Em được một cái cây EB này nè mấy chị. Cây này EB hồng hoa thơm. EB hồng hoa thơm. Cái cây này nè. Ráng đợi em nhanh đệ. Ráng đợi đi. Cái cây này đẹp quá nè mấy chị. Một lùm luôn nè. Cây EB hồng hoa thơm. Hiện tại cái cây này đang nhú 3 vào bông. Nè em cho mấy chị còn một bông EB hồng nha. Cây này nó có được một cây hai cây gì hả? EB hồng là dòng cây ưa nắng và chịu bông, nó cho hoa quanh năm và giống này cực kỳ thơm. Ok chị Hòa. EB hồng. Để em lấy cái mặt bông của thằng EB hồng cho mấy chị coi cái nè. EB hồng này thơm lắm, bông của nó mới vào bông nó vươn lên xong cái tán bông nó chùm giống như một chùm bông sen vậy đó. Cây EB hồng này là 150 nè, cái cây này đang nhú 3 vào bông mấy chị nè. 1, 2, 3 để em lấy cái vào bông mấy chị, cái chậu này 150 nè. Để em lấy cái mặt bông nha, tại em xóa trong đây nè. EB hồng này dạng bông chùm, hoa thơm, hoa quanh năm, dòng cây ưa nắng, cây này nó còn cao lên nữa nha. Đa phần vào bông nó mọc ở trên đọt như thế này, mọc trên đọt nha mấy chị. Lâu lắm rồi em mới bán lại cái dòng EB cho mấy chị. Bữa bán là còn sót lại mấy cây nè. Đây cho mấy chị coi mặt bông của thằng EB hồng nha. Dễ thương lắm, cái lưỡi của nó cánh giống như là cái cánh chim bay vậy đó mấy chị, nó tia giống như cánh chim, cái lưỡi của nó như hình cái cánh chim vậy đó. Cái chậu EB hồng này cực kỳ thơm nha, bông thơm. Trên thị trường nó có EB hồng, EB đỏ, EB trắng, EB tím. Có được 4 màu cho mấy chị EB. Hiện tại em đang like cho mấy chị là cái màu hồng. Nó có màu đỏ nữa, nhưng mà màu đỏ hiện tại thì em không có hàng. Nó có một cái loại màu cam này nữa nè mấy chị. Có màu cam nữa nè, nhưng mà em chưa có hàng. Em chỉ coi mấy chị, đây là màu đỏ nè. Màu đỏ, có màu đỏ cho mấy chị nữa. EB nó có mấy màu luôn nha. Em chỉ có màu hồng, em lên trước cái màu hồng cho mấy chị thôi. EB hồng này là hoa thơm nha. Cái cây hiện tại đang 3 vào bông. Chốt cây này cho anh Đệ nè nha. Cây này 150, 1, 2, 3 vào bông. Mà cây lầm nhiều thân luôn nha. Anh Đệ cây này 150 nè. Em có cây EB này nha mấy chị. Cây EB này là 100. Cây EB này em bán xem mấy chị đang vào bông. Cây này em bán mấy chị 120.000 cây EB hồng này. Cây EB này 120 nụ lớn nha mấy chị, đang chùm bông nụ lớn nè. Nó phải tược lên một cái vòi một khúc như thế này. Rồi bắt xong rồi nó phát chùm bông cho mấy chị giống như một cái tỏ tròn giống như mình hình bông sen mà nó vươn lên vậy đó. Đó, cây này là 130 nha. Có chốt EB 120 chậu này em muốn bán nha. 120 chậu này nha. Có chốt chậu này chốt 120 giùm em còn được hai chậu 120. Hai chậu, một chậu nụ lớn. Với cái chậu này á, thì nó đang 3 vào bông cũng bằng giá nhau là 120 cho mấy chị luôn. Em để cái cây này chị Hồ Văn mây trắng 120 nha.
em còn được cái chậu này 120, đang phát bao và bông, đang phát bao và bông cho mấy chị nha. Chậu này 120, chốt em bi hồng, chốt 120 giùm em chậu này, còn được cây nha. Trăm hai chậu này, chốt chị Loan Nguyễn 120 nè. Hồng phấn nó còn được mấy cây đó qua của ông ta hả? Cô khách ta ghé hả? Lấy cho mấy cây da da lầm lên. Cây dáng xưa hả? Nói chứ cây da da lầm đó đang bông nè. Em lên cho mấy cây này cho mấy chị nha. Em còn được 3 cây dáng xưa nha. Còn được ra 3 cây thôi. Em còn được 3 cây giáng xưa này cho mấy chị ạ. À. 3 cây giáng xưa này em bán cho mấy chị 120 ngàn nha. Giáng xưa hay còn kêu là bóp ai. Bông của nó là màu trắng chớp tím thế này. Còn duy nhất 3 cây này cho mấy chị thôi. 120 ngàn. Bán có 40 ngàn cây mấy chị luôn. Hàng này 50 ngàn cây nè. Đang vào bông nha mấy chị. Mặt bông nó đẹp lắm. Giáng xưa mặt bông đẹp lắm. Bào khá là bền bông. À, có cây mà. Cái này em bán cho mấy chị là 120. Có chốt thì chốt 120 giùm em nha. Chốt chị Loan Nguyễn 120 nè. Em có được một cây saritong hoa thơm, saritong nha, cây này 70 ngàn, còn có cây duy nhất cho mấy chị saritong 70 ngàn, chốt saritong chốt 70 ngàn giùm em. Bây giờ hết giống luôn đó, bán cho mấy chị qua một đợt là sạch sẽ, không còn một cây. Bây giờ kiếm mà dát từng cây cho mấy chị cũng có hơi khó mấy chị. Đây, cây này là 70 ngàn, cây này nè, 70 ngàn, chốt cho Bon Nguyễn gộp đơn 70 ngàn. Bon Nguyễn, em có được một cây chết sẹt 5% mà cái mặt bông này nè mấy chị, mà đang vào bông. Cái cây này hiện tại đang vào mà cây lớn luôn. Lúc trước em bán cho mấy chị cây chết sẹt 5% mà cây nhỏ mà bán cho mấy chị 120 ngàn á. Đây là cái giống này nè, chết này nè mấy chị, chết thơm này nè. Đây nè, cây này là cây duy nhất và chậu lớn cho mấy chị, và hiện tại đang vào bông, đợi vào bông luôn nha. Cái cây này là giá là 160 ngàn một cây, đang vào bông nha mấy chị. Cây lúc trước em bán mấy chị là cây nhỏ. Cây này là 160 ngàn, đang vào bông nha. Cái chớp sẹt 5% mà lựa bữa em bán mấy chị lô 120 á. 120 là cái giống này nè mấy chị. Cây này được duy nhất một cây có vòi và cây lớn nha. Là cái của nó là mấy chị thông, cái lá của nó thẳm như thế này nè. Cây này là 160 ngàn. Chốt này cho chị Loan Nguyễn 160 ngàn gộp đơn nha. Cho chị 5 móc luôn, cho chị Loan Nguyễn 5 móc gộp đơn luôn. Đây, có được một cái chậu da da này. Chậu da da này một lùm cho mấy chị luôn nè. Cây da da đẹp quá trời, màu tím nha. Chai da này em bán cho mấy chị, cái chậu này bán cho mấy chị 100 ngàn, quá rẻ. Chốt chai da này chốt 100 ngàn giùm em cái chậu này. Chậu da này 100 ngàn một lùm cho mấy chị nha. Ghi là 100 ngàn giùm em nha mấy chị. Lấy cho mấy cái chậu chai da kia ấy lên nụ lớn không lên nha các. Chai da là 100 ngàn nha, chậu quá trời đẹp luôn. À Bon Nguyễn không phải 70k hả? Chị để cho chú Văn Châu nha, chú Văn Châu được cái cây saritong nha chú Văn Châu ơi. Chú Văn Châu được cây saritong. Bon Nguyễn chuyển qua. Cây da da này là 70 ngàn nha. Có chốt này chốt ấy quên 100 ngàn em nha. Ok Bon Nguyễn, cây này 100 ngàn da da nha, chốt da da chốt 100 ngàn giùm em. Da da 100 ngàn. Ok chú Văn Châu. Cây này 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4, 5, 6, 7 vào bông. Chậu này là 100 ngàn. Chậu da da nha mấy chị, như hai cây ghép gạ lại vậy đó. Như hai cây 50 ngàn ghép lại vậy đó. Em lên cho mấy chị mấy cây da da kim cương nè. Còn được mấy cây da da kim cương 50 ngàn cây. Cây này 100 ngàn, da da 100 ngàn nha. Nụ lớn à. Một trăm ngàn chị Thu Thảo, nhớ chốt thêm đơn cho chị Thu Thảo ơi, chốt thêm đơn, đi đơn từ 200 ngàn. Em đi đơn từ 200 ngàn nè chị Thu Thảo, chốt đơn kèm chị giùm em nha. Đây là mặt da da kim cương 50 ngàn một cây, đủ mặt bông hết, đủ thay lời mặt bông hết cho mấy chị 50 ngàn một cây nha. Có cây nở bông bên đó nữa kìa, em đi một cặp này cho mấy chị nè. Còn nhiều ít vậy em sale khách luôn. Dạ tối có like chị Bích ơi, mặt hàng để em sale cái này cho mấy chị nha. Nè em còn được mấy cây da da em sale rẻ cho mấy chị luôn nha. Này da da kim cương thì bữa em like bán mấy chị rồi biết rồi đó, đủ mặt bông giá thể trong bằng thang. Em bán cho mấy chị combo 4 cây là 160 ngàn, rẻ luôn nha, sale rẻ luôn.
Em mới chỉ coi mật bông của thằng Gia Gia Kim Cương nha, đủ mật bông hết. Em bán mấy chị 4 cây 160 ngàn, bán 40 ngàn cây luôn nè nha. Đủ mật bông với mấy chị Gia Gia Kim Cương là nó chớp các kiểu, chớp các kiểu cho mấy chị nha. 40 ngàn một cây, 4 cây, 3 cây rồi đúng không? Cho thêm cây nữa nè. Gia Gia Kim Cương nha, mấy chị coi mật bông của nó là đủ mật bông hết. 40 ngàn một cây, combo 4 cây cho mấy chị là 160 ngàn nha. Quá rẻ rồi mấy chị, chứ hàng này toàn là 50 ngàn cây không à. Em bớt thì chị như nhất được 10 ngàn cây thôi, Gia Gia ra giống nó rất là đắt. 40 ngàn cây nha, 4 cây 160 ngàn. Chắc còn được cỡ 3 combo. Chốt chị Quỳnh Mai 4 cây, chị Quỳnh Mai nè. Quỳnh Mai 4 cây Gia Kim Cương nè. Giá thể trồng bằng thang nên đó là tụi em cắt nước của nó nên là cái gốc nó hơi khô, nên là khi mấy chị nhận hàng về mấy chị tưới nước cho em nha. Có thể trồng bằng thang cắt nước thì nên cái lá nó dễ bị khô lắm, nhanh khô lắm, kiểu như nhanh khô khô lá vậy đó mấy chị. Đây em lên cho chị Hải Yến nha, Hải Yến 5 cây chị Hải Yến nè, có 40 ngàn cây. Em lấy cái nụ lớn chị Hải Yến nha, đây 50 có 40 ngàn cây nha, 3 cây chị Hải Yến nè. Lấy bên đó lên, cái màu này màu mới nè. 4 cây chị Hải Yến nha, 4 cây chị Hải Yến. Cây này giống này Gia Gia Kim Cương đủ mặt bông hết đó mấy chị ơi, đủ mặt bông hết. 5 cây chị Hải Yến nha, 5 cây chị Hải Yến nè, 40 ngàn một cây. Em lên cho anh Lê Văn Đệ 2 cây nè. Lê Văn Đệ 2 cây nè, gặp đơn anh Lê Văn Đệ luôn. Lê Văn Đệ 2 cây Gia Gia gặp đơn mình nè. Hàng vàng để chỗ lớn là em ít bữa đến Quân ơi. Tại vì hôm nay chưa có về hàng kịp đó, hàng đó tối nay em cũng có lên hàng mới nhưng mà không biết có về hàng. Cây này là cây trắng lưỡi tím luôn nè, trắng lưỡi tím. Chậu to hả, chậu to là Gia Gia chậu lớn á chị Quỳnh Mai, Gia Gia chậu lớn thì em hết chị nè. Mấy chị coi mặt bông của thằng Gia Gia Kim Cương sổ chết rồi mấy chị thấy không, có 40 ngàn cây là đủ mặt bông hết. Thằng này cái lô này là về nắm thật mấy chị, là đủ mặt bông hết luôn. Cây quá trời đẹp, có 40 ngàn cây nha. Về mấy chị ghé chậu, giá này em giá sale cho mấy chị luôn. Giá thể trồng bằng thang nên là mấy chị tại giá thể trồng bằng thang nên tụi em cắt nước, cắt nước đó nên là về mấy chị nhận hàng mấy chị tưới nước cho mấy em nha. Em lên 4 cây này cho chị cho chị Bôn Nguyễn 4 cây nè. Đây là cây nụ lớn nè, 4 cây này cho chị Bôn Nguyễn nha, 4 cây chị Bôn Nguyễn nè. Cho chị Thu Thảo 4 cây nè, Thu Thảo 4 cây đẹp xíu nha. Cái lô này thì nó tầm không có nhiều nụ đâu, nhiều vòi đâu anh đệ ơi, không có nhiều nụ đâu. Hai cây chị Thu Thảo nha. Đây nè, 3 cây chị Thu Thảo ạ, 3 cây Gia Gia Kim Cương, giá thể trồng bằng thang nha. 3 cây chị Thu Thảo, để em lựa cho. Nó còn sót tùm lum la hết trơn á. Ôi em còn cái giống nào mấy chị, cái thằng cái giống Ben Cam. Ben Soda Cam mà em xem cho còn được mấy cây à. Đang vào bông luôn mấy chị nè. Cho chị Thu Thảo thì một cây nữa là 4 cây chị Thu Thảo nè. Nó Thu Thảo thì một cây nữa là 4 cây chị Thu Thảo nè. Cho chị Quỳnh Mai thêm một cây nụ đẹp, chị Quỳnh Mai gặp đơn nữa nè, coi còn không. Em xíu chị Quỳnh Mai ơi. Đây này cho chị Quỳnh Mai nè, Quỳnh Mai thêm một cây này nha. Quỳnh Mai một cây gập đơn nè, cây này nhiều thân nữa nè. Quỳnh Mai thêm một cây gập đơn. Để em ghét mấy chị, nó nằm tùm lum tùm la hết trơn á. Để em ghét cho chị Hồng Hoa 3 cây với một bịch tảo chị Hồng Hoa nè. Có 40 ngàn giá sale nha. Còn được vài cây hả mấy chị? Này là giá là 50 ngàn một cây, Gia Gia giống mà đắt lắm, Gia Gia Kim Cương sổ chớp mà. Nên là cái giống này rất là đắt tiền cho mấy chị. Em đây chị Hồng Hà 3 cây nè, 3 cây chị Hồng Hà nha. Đây có 40 ngàn cây à. Lấy lại 4 cây đi chị Hồng Hà, em còn được 4 cây này chị Hồng Hà ơi. 3 cây chị Hồng Hà nè, còn được 4 cây lấy hết đi chị. Nè em còn được 4 cây và chị ghép vô chậu lấy hết đi chị. Lấy em lấy em bán combo mà. Lấy hết 4 cây đi, 4 cây có 160 hả? Cái thì mình tảo nó là đủ đơn chị luôn á. Đây
hết da da rồi. Em lên cho mấy chị cái thằng ben cam nè mấy chị, ben cam hoa thơm, ben cam này em sale cho mấy chị luôn. Ben cam này là cây đăng và ben soda cam cỏ trái hoa thơm nha. Cái hàng ben này là đang dồi luôn chứ không có còn. Hồng em để chị 4 chậu nha. Cảm ơn chị Hồng Hoa. Hồng Hoa 4 cây một bịch tảo. Em lên cái ben cam mà đang vòi luôn nha mấy chị, chứ không phải là hàng lá luôn á nha. Nó là 80 ngàn một cây. Em đi một combo mấy chị, 3 cây là 200 ngàn, chốt một combo giùm em. Ok chị Tiên Lê. Cái ben cam này đẹp lắm nè mấy chị. Cây đang dồi luôn á. Ben soda cam cỏ trái hoa thơm, hay còn kêu nó thuộc dòng băng cốt cốc gòn. Hồng sọc bông nhạc hả? À, để hồng sọc bông nhạc, để em coi nó còn, nó nằm ở đâu tùm lum hết trơn chị Thanh Nguyễn ơi. Mà để em lên trước cho chị cái giống này cái đi. Nè, ben cam này đang dồi luôn á nha mấy chị. Hàng ben cam này là bông cực kỳ thơm cho mấy chị. Cây này cây cao chưa một, chưa tới một găng tay đã cho vào bông mấy chị. Hàng này em bán mấy chị quá trời quá đất luôn nè. Hàng chậu lớn hiện tại bây giờ 150 cây, mà cây hàng lá đó mấy chị. Chậu lớn là chậu gì? Chỉ cần nó ra mấy chị cho chậu phi 16 là bán 150 cây liền ngay lập tức. Ben soda cam cỏ trái và cái giống đó mấy chị sẽ thấy trên thị trường ít có khi nào mấy chị sẽ thấy mặt bông cam hiện tại trên thị trường mà dòng là nắng thơm nữa. Ben soda mình thơm sau thì cái giống nó thơm vậy cho mấy chị, nhưng mà cái mùi hương nó khác nhau thôi. Nó mặt bông màu cam đậm như thế này cho mấy chị và cực kỳ đẹp. Cây nó không cao quá một gang tay là bắt đầu cho mấy chị tải nhảy vào bông mấy chị nè. Mấy chị coi cây nè, không tới một gang tay. Cây này cây cao trung bình của nó tầm từ 35 cho đến 40 sen và cây nó chịu nhảy con cho mấy chị. À, combo giá là 80 ngàn một cây, em sale mấy chị combo 3 cây là 200 ngàn. Combo 3 cây ben cam là 200 ngàn. Em để cho chị Ly Hồng, Lý Thị Kim Hoàng một cây gặp đơn nè. Ba cây, cây không quá không tới gan mấy chị là bắt đầu nhảy vào bông mấy chị rồi. Cây này không quá cao nhưng mà được cái là nó chịu xiên bông như lắm và cực kỳ thơm, thơm lắm, thơm mấy chị ơi. Mùi thơm cực kỳ ngọt mấy chị. Tất cả các cây đều đang vào bông hết nha. Cây đang vào bông hết cho mấy chị. Ba cây là 200 ngàn, ben soda cam cỏ trái hoa thơm mấy chị. Hay còn kêu nó là dòng băng cốc gòn. Băng cốc gòn nha. Em lên trên Võ Hùng 3 cây nha. Em đi một combo nha. Anh Võ Hùng 3 cây ạ. À. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Ok, Bon Nguyễn ghi tên cho Bon Nguyễn nè. Cây quá trời đẹp mấy chị. Cho chị Tiên Lê một cây, chị Tiên Lê là đang vào bông có 70 ngàn, rẻ quá rẻ rồi. Em bán hàng này là 80 ngàn một cây là còn rẻ đó mấy chị. Chứ mà cây là nếu mà hàng bông thế này là 100 ngàn một cây. Mà cây này chỉ cần ra chậu lớn là bán 150 ngàn cây. Combo 3 cây này là 200 ngàn nha. 3 cây ben cam cho mấy chị là 200 ngàn, cây đang vào bông quá rẻ. 3 cây có 200 ngàn, em còn được vài combo nữa cho mấy chị thôi. Mà cái lô này là cây đăng vòi chứ không phải là hàng lá nữa. Nụ lớn chị lấy mấy cây Thanh Nguyễn ơi. Thanh Nguyễn một cây nụ lớn gặp đơn cho Thanh Nguyễn nè. Em lên cho Nhật Trường 3 cây đẹp gặp đơn Nhật Trường nè. Đây nè, vò bông đẹp mà lầm luôn nha Nhật Trường ơi. Nhật Trường 3 cây nè, nó đang nụ hết nha mấy chị. Nhật Trường một cây hả? Để cho Nhật Trường một cây nè. Đó, cho Bon Nguyễn một cây ben cam gặp đơn Bon Nguyễn nè. Có 70 ngàn một cây à, hết luôn. Combo 3 cây là 200 ngàn. Cây hiện tại đang vào bông hết cho mấy chị nha. Tất cả cây đều đang vào bông hết nè. Rồi nè mấy chị coi. Cây ben cam nói mấy chị, cây em sau này mấy chị trong mấy chồng mấy chị thấy đi. Em để một cây nụ lớn hết rồi, bắt còn cây nhú vòi thôi chị Xuân Kim ơi, lấy cây nhú vòi giùm em chị Xuân Kim, hết cây nụ lớn rồi chị. Còn cây nụ lớn không? Cây này nụ lớn thì cho để chị Xuân Kim này nha. Đó. Cây này không quá cao, chưa tới găng tay là có vào bông đâu mấy chị, chơi xuống á. Hai cây này em để chị Diệu Nguyễn nha, một lần chị Diệu Nguyễn luôn nè. Có 70 ngàn cây, 3 cây có 200 ngàn, quá đẹp mấy chị. Cây này cao, mấy chị chăm tối đa 40 cm là cùng, 2 găng tay là cùng, 2 găng tay cái này là cùng. Mấy chị nhảy con cho mấy chị. Cho chị Thiếu Hình một cây gặp đơn, chị Thiếu Hình đang vòi đẹp, chị Thiếu Hình nè, có 70 ngàn, rẻ quá rẻ mấy chị ơi. 3 cây có 200 ngàn hả? Ben soda cam cỏ trái hoa thơm. Cái giống này cực kỳ đắt nó chứ không phải giỡn đâu. Mấy chị thấy không, trên thị trường ít có khi nào mọc bông cam. Mặt bông mà lan màu cam trên thị trường, dòng nắng thơm nữa, mà nó là dòng thơm nữa thì hiếm hoi cho mấy chị lắm luôn. Cho chị Loan Nguyễn một cây gặp đơn nha. Loan Nguyễn nhú vòi, chị Loan Nguyễn ơi, hết nụ lớn nha chị Loan Nguyễn. 70 ngàn một cây, combo 3 cây là 200 ngàn. Em còn được nhiêu đây nữa hết, 2 combo, 3 combo nữa là hết nha mấy chị. Tất cả các cây đều đang vào bông hết cho mấy chị. Lựa là lựa cây vòi chứ không có bán hàng lá nữa rồi đó. Hàng lá thật chứ mấy chị cũng bằng giá luôn mà bán cái này cho mấy chị luôn. Hàng vò bông cũng bán bằng với mấy chị giá hàng lá luôn nè. Cây đang vòi hết nha. 3 cây ben soda cam cỏ trái hoa thơm này là 200 ạ. Chốt ben này chốt 200 rẻ lắm mấy chị ơi. Đã mấy chị một khi nghe tới chữ ben soda là mấy chị biết rồi. Giá nó cao ngất ngưỡng.
3 cây, 6 cây. Combo 3 cây này là 200 ngàn nha. Em cho mấy chị coi cái mặt bông của nó màu đậm thế nào, cho mấy chị coi thử một cánh bông của nó. Hình tay cam đó, anh chụp đó. Chụp chính chủ, cho mấy chị coi cái mặt bông chụp chính chủ luôn nè. Nó lấy mặt bông bán luôn hả? Mặt bông của bên em chụp mà Shopee nó lấy, nó lấy mặt bông lên nó bán hàng luôn. Ai biểu không ghi chủ quyền chứ gắn chịu. Mặt bông chụp đẹp quá, Shopee nó lấy nó bán luôn. Kệ, lấy. Em lên cho mấy chị coi mặt bông chụp chính chủ của bên em nè. Nở ra sao chụp vậy cho mấy chị, quá trời đẹp luôn. Thì ông ghi cái tên của ông chà bá lên, ai dám lấy không? Đây mặt bông của bên cao quá đẹp mấy chị. Mặt bông đẹp gì bên camera Shopee nó lấy mặt bông nó lên nó đăng hình bán rồi đó. Thấy không, cây cực kỳ đẹp mấy chị, mặt bông đúng đẹp, sắc sảo. Màu cam đậm cho mấy chị nha, thơm lắm mấy chị ơi. Mà cái giống này là dòng cây đen nắng, cực kỳ siêng bông cho mấy chị. Ok anh Vũ Hồng ạ, cây quá trời đẹp. Có combo 3 cây có 200 ngàn. 3 cây có 200 ngàn, đang vào bông hết nha, có chốt cho em. Ok anh, 3 cây 200 ngàn, em còn được 3 cây 6 9 cây, 10 cây nữa là hết bên cam cỏ cháo hoa thơm cho mấy chị nha. Đó, cho chị Mỹ Duyên một cây gộp đơn là đang vào bông đẹp quá nè chị Mỹ Duyên ơi. Mấy chị, tại cái đặc thù, mấy chị thấy cây nhỏ nhưng mà không phải nhỏ mấy chị. Nó cái cây của nó cỡ một gang tay, em nói cái giống này rồi. Cây của nó cao không, tối đa là 40cm thôi, nó không quá cao hơn nữa. Nhưng mà được cái nó sẽ sau này nó sẽ nhẹ bụi lầm cho mấy chị thôi. Đó, nó không quá cao, cái giống này là cái dòng này không quá cao. Nên là chưa, cái cây của mấy chị trồng chưa tới gang tay là bắt đầu có vào bông mấy chị rồi. Nè nhớ chị không, chưa tới gang tay là bắt đầu vào bông liền ngay lập tức, chứ không có cần nhiều khi đợi cao quá mới có vào bông không đâu nha mấy chị. Combo 3 cây này là 200 ngàn, có chốt 3 cây này chốt 200 ngàn dùm em 3 cây này. Đây đang vào bông hết nha, Bensura cam cỏ cháo hoa thơm. Đây 3 cây này là 200 ngàn, cây một lùm đẹp cho mấy chị. Đây Shopee gì cũng mượn danh có thể ấy đang lên Shopee chứ. 3 cây này là 200 ngàn, chốt 3 cây này chốt 200 ngàn dùm em. Quá trời đẹp. Còn được có 9 cây thôi là hết rồi. Có chốt thì ok dùm em, Bensoda cam cỏ cháo hoa thơm nha. Ben cam một lùm cho mấy chị. 3 cây 200 ngàn. Hàng này rẻ rồi đó mấy chị ơi, chứ giá giờ nó cao lắm. Hàng mà ra chậu phi 16 là bán 150 cây liền. Nếu mà hàng lá mấy chị, tại vì nó là mặt hàng này nó lên Shopee rồi nó sẽ nâng giá lên cho mấy chị. Em đang cho Nghĩa Nguyễn 3 cây nè. Nghĩa Nguyễn 3 cây đẹp cho Nghĩa Nguyễn nè. Rồi Nghĩa Nguyễn 3 cây nha. Cây này của ai vậy? Tuyệt sự tâm hồn. Mỹ Duyên cây gặp đơn ta chưa? À, chưa. Ghi đây chủ giãn là này. Đây nè, ba cây bên cam cỏ cháy hoa thơm nha. Cảm ơn Nghĩa Nguyễn nha, cho em xuống thoại cho Nghĩa Nguyễn. Nè, đang vào bông hết cho mấy chị đây nè. Đang vào bông hết cho mấy chị nha. Còn được có hai combo nữa là em hết rồi. Cây này đang nứt hai vòi rồi mấy chị, đang nứt luôn nè. Cây đang vào bông cao cho mấy chị nha. Ba cây này là 200 ngàn. Ben soda cam cỏ cháy hoa thơm. Thằng Thái thì nó kêu thằng bông cốc gôn, còn mình kêu nó là kêu ben cam. Ben soda, tại cái cánh bông của nó màu cam đồng giống như là cái màu lúa của mình đó mấy chị, màu lúa chín của mình mà mình chuẩn bị cắt đó mấy chị, nó vàng khè giống vậy đó, người ta kêu nó là ben cam cỏ trái hoa thơm nha. Combo 3 cây này là 200 ngàn, có chốt 3 cây này chốt 200 ngàn giùm em. Một combo đã bớt đi được 30 ngàn cho mấy chị rồi đó, chứ giá của nó là 80 ngàn một cây, 3 cây là 240 ngàn. Có chốt giùm em 3 cây này 200 nha. Đổi chị cây vừa cao hết. Ok chị Long Nguyễn nè, Long Nguyễn chốt đổi cây vừa cao chị Long Nguyễn nè. Ok tình yêu đổi luôn rồi, đổi Long Nguyễn luôn rồi. Em có cây nụ lớn rồi nè, chị Nghĩa Nguyễn có đổi không thì em đổi cho. Còn cây nụ lớn này nó hơi ít thân cây xíu nhưng mà nó nụ lớn sắp hé nở luôn. Chị Nghĩa Nguyễn có đổi không thì em đổi cho. Cây nhú vò cũng được, tùy theo thích, chị thích. Em còn được một combo 3 cây dồi cao nghiều nghiệu. 3 cây dồi cao rồi nha.
còn được một combo ba cây dừa cao này duy nhất cho mấy chị thôi. Ba cây này là 200.000, chốt ba cây này chốt 200.000 giùm em. Chốt ba combo ba cây này nha. Hết luôn hả? Còn đủ lớn không? Em dép cho mấy chị á. Nhiều ít. Chắc cả 20, 30. Ba cây này là 200.000 đủ lớn hết nè. Anh chị nào thích ba cây này chốt 200 giùm em nha. Cây một lùm cho mấy chị luôn. Chốt thì ok giùm em. Ban cam quả trái hoa thơm. Hết luôn. Còn được có ba cây đậu lớn nữa còn như nhú vòi cho mấy chị không đó nha. Chốt thêm ba cây đậu lớn cho anh Nghĩa Nguyễn nè. Chị Nghĩa Nguyễn nè, cảm ơn chị. Quân Nguyễn, còn cây đậu lớn nữa không cho chị Quân Nguyễn cây đi. Kiếm cho cây đậu lớn. Quân Nguyễn ơi, để em lên cho một combo này cho Quân Nguyễn này nha. Cây đẹp lắm, mấy chị nên mua đi. Cái giống này hiện tại bây giờ nó đã đưa lên Shopee thì giá nó không thể nào rẻ đâu mấy chị ơi. Cái giống này lúc trước em nói thật với mấy chị, nguồn gốc của tụi em bán cái nguồn này là tụi em bán đầu tiên nhất trong tất cả các nhà vườn luôn. Cam đoan mấy chị từ Bắc xuống Nam. Cam đoan mấy chị. Anh Quân Nguyễn, em lên cho mình nè hai cái ba cái cây này nha. Anh lấy giùm em hai cây vòi lớn với một cây đăng nhú vòi, một cây này lầm chanh luôn nha Quân Nguyễn ơi. Cây này bù lại cho anh được hai vòi nữa nha. Đó, em để cho anh Quân Nguyễn combo này nha. Combo này nha Quân Nguyễn ơi. Chứ hết rồi mấy chị ơi, hết nụ lớn rồi. Trời ơi chị Hạnh ơi, vô chậm quá. Hết rồi chị Hạnh ơi, còn nụ nhỏ không à. Giá này giờ nó lên Shopee rồi. Cây này nó lên Shopee rồi nên là giá nó cao, nó đẩy lên khủng khiếp luôn. Em chỉ còn nhú vòi không à. Lấy cho chị hai cây nụ lớn nữa. Hết nụ lớn rồi chị ơi. Còn nụ nhỏ không mà chị Lon ơi. Lon ơi, Lon lấy giùm em nụ nhỏ được không? Vòi nhỏ được không? Chị Hạnh lấy vòi nhỏ được không? Hết lớn rồi. Còn vòi nhỏ nhú vòi không à? Lấy cho em nhú vòi đi. Còn nó còn ben không? Hết ben hả? Trong sọt hết luôn hả? Còn vòi nhú không à? Vòi nhú hả mấy chị ơi? Trời, nay nó thấy chị Hạnh nè. Chị Hạnh đang ở ẩn rồi nè. Còn mới nhú không à? Hơi nhú hơi cao cao xíu không được. Lựa chị Lo Nguyễn hai cây nữa. Nhú gì vậy? Lựa đi, ấy lấy lại đây lựa cho chị hai cây cao cao đẹp đẹp cho chị. Lấy cái đẹp cho chị Hạnh Nguyễn kìa, chị Mỹ Hạnh kìa. Lựa đi em lấy cho em mấy cây lầm lầm mà em lựa chị Mỹ Hạnh ơi. Tại bên cam giờ hiếm lắm á chị ơi. Giường nó cũng như đốt hết luôn rồi, hết nói chung là hết rồi. Em like trước, em like trước, em like từng gian qua một đợt là coi như nó sạch sẽ. Nè, em để chị Hạnh ba cây nha. Nhú vòi đẹp chị Hạnh, ba cây cao luôn nè. Ba cây này cho chị Hạnh nè, ba cây có 200.000. Cái này là giờ rẻ rồi đó. Giá này giờ ra chậu đắt lắm. Rồi cho em hai cây cao cao đẹp đẹp ra cho chị Long Nguyễn ơi. Chốt chị Mỹ Hạnh 20 cây gặp đơn. Chốt chỉ được anh trả tiền của anh Ngọc Lệ Hồ. Nè cái này hơi cao cao nè, vò hơi cao cao xíu cho chị Lon nè, chị Lon ơi. Đây nè hơi cao nè. Ồ cái vò này. Nè chị Lon Nguyễn, em để chị hai cây vò cao ngồng ngồng như thế này luôn nha. Để chị Lon Nguyễn hai cây gặp đơn này nha. Vụ cây này đẹp chết luôn. Hồi nãy có cây 70 có chốt giùm chị Không Yến. Cây 70 là cây Saritong đúng không? Cây Saritong mình như là anh chú Văn Châu, chú Văn Châu chốt được cho anh chị là chốt không có được đó chị Hiền ơi. Tình yêu ơi. Đây. Hai cây vòi lớn. Hai cây vòi này nha. Chị Đỗ Uyên. Trời ơi, chị Đỗ Uyên nãy giờ chị con chút chút chút. Nè chị Đỗ Uyên để chị hai cây vòi này là lớn của lòng em rồi đó. Lớn nhất của lòng em rồi đó. Em để chị Đỗ Uyên hai cây nha. Cái này giờ tại biết sao mấy chị, giờ nó lên Shopee rồi, mấy cây nữa lên Shopee nó đẩy giá lên mấy cũng dữ lắm luôn. Em chốt chị Ngọc Lệ Hồ ấy, quên chốt chị Hạnh 20 cây Ngọc Lệ Hồ trả tiền. Để em coi còn không cho chị Đỗ Uyên hai cây nha. Thơm mấy chị, giống này giờ hết rồi. Nó lên Shopee mà không biết nó lên Shopee nhưng mà nó bán cái giống, nó lấy mặt hả? Mặt bông binh tụi em nó đăng lên nhưng mà nó bán cái giống. Cây Saritong hết rồi.
Xoài tông hết rồi chị Như Huyền ơi. Có cây một. Trời ơi, em bán vào đợt là nói chung là nhà vườn nó vét hết luôn mấy chị, không còn cây giống nào luôn á. Coi còn được cây nào nữa không? Có cây này đẹp nè mấy tình yêu ơi. Nè cây này cũng vòi hơi cao cao xíu cho mấy chị nè. Vòi cao cao xíu nè nha. Bên cam quả trái hoa thơm. Không lấy vòi nhỏ hay gì em xả ra nha. Xả chị Long Nguyễn nha. Cây này vòi hơi cao cao nè, 70.000 cây. Cặp cao nha. Cặp cao nha. Em có 3 cây điều nè, 3 cây cao điều cho mấy chị nha. 3 cây cao điều đang vòi hết. Anh chị nào có chốt 3 cây này chốt 200.000. 3 cây này là 3 cây cao điều hết nha mấy chị. 3 cây cao điều, 3 cây này ghép vô một thế chậu phi 20 là đẹp cho mấy chị luôn. Có chốt 3 này chốt 200.000 nha. Em xả chị Long Nguyễn 2 cây ạ. Hết vòi cao rồi. Giờ hết hết vòi nụ lớn rồi. Giờ có nụ lớn cũng để chị nè. Hết rồi. Cây to khủng hả? Cây to khủng thì đợi em đi. Lâu lâu cái 1 2 bữa là có cây to khủng với chị hả? Hàng tầm hả? Mà tầm này cũng cực dữ lắm mấy chị ơi. Anh chị nào có chốt ba này chốt nha, xong em xuống like tối em lên là hàng cho mấy chị. Giờ hàng ở trên đăng được gì mà không biết hàng gì nằm trong thùng nữa kìa. Like cho mấy chị cũng không biết hàng gì mới về đó. Nhiều lắm về là về một lượt cho mấy chị ha. Hàng nằm trong thùng like, lấy hàng mới trong thùng like cho mấy chị không thôi. Giờ em xuống like nha, anh chị nào có lấy bên cam thì nhắn em cắt còn được mấy cây nha. Em xuống like hẹn gặp mấy chị vào like sau nha. Bye bye mấy chị.